Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 341 nhị tiểu thư như thế nào còn chưa tới phượng cẩn nguyên cưới khang di hôm nay thiên cực kỳ lãnh rõ ràng tháng giêng đều đến cuối cùng lại vẫn là hạ tràng đại tuyết mọi người sôi nổi nói đây là ông trời ở hạ thiên chu trưởng công chúa đại hỷ bởi vì thiên chu chính là ngàn năm băng tuyết mã bị lấp như vậy đại tuyết đối với khang di tới nói là hỷ sự lão thái thái sáng sớm liền ở phật đường tụng phật dân hương nàng mí mắt phải từ vừa mở mắt liền ở không ngừng nhảy liên quan người cũng đi theo tâm thần không yên. Nàng chỉ cầu hôm nay trận này hỷ sự có thể thuận lợi làm qua đi, ngàn vạn đừng ra cái gì sự mới hảo. Phượng Cẩn Nguyên tối hôm qua liền ở tùng viên bên kia phòng ngủ nghỉ ngơi, hôm nay sớm liền nổi lên tới, tại hạ nhân hầu hạ hạ bắt đầu rửa mặt thay quần áo, mặc vào hỷ bào mang lên hỷ mũ, liền chuẩn bị hướng hoàng cung đi tiếp người. Bởi vì Khang Di Gia Sa ở Thiên Chu, Thiên võ đế chấp thuận nàng từ hoàng cung xuất giá. Phiên quốc trưởng công chúa tới rồi đại thuận liền chỉ có thể ấn quận chúa chế xử lý nghi điển, nhưng mặc dù là như vậy, đối với phiên quốc tới nói cũng đã là tối cao vinh quang. Phượng Cẩn Nguyên thần thanh khí sản, cái loại cảm giác này quả thực so năm đó cưới diêu thị khi còn muốn tinh thần. Hầu hạ gã sai vặt thực có thể nói, lão gia đại hỷ qua đi chính là lớn hơn nửa hỷ tin tưởng trưởng công chúa qua môn thực mau là có thể cho ngài thêm cái đại béo tiểu tử, đến lúc đó chúng ta trong phủ đã có thể càng náo nhiệt. Phượng Cẩn Nguyên cười gõ đầu của hắn, liền ngươi cơ linh. Đúng rồi lão gia. Này gã sai vặt nói cho Phượng Cẩn Nguyên, hôm nay sáng sớm đại tiểu thư liền tới rồi, khi đó lão gia còn không có khởi, đại tiểu thư liền ở đường thính bên kia chờ, lão gia ngài xem là đến đằng trước đi gặp vẫn là kêu đại tiểu thư lại đây. Phượng Cẩn Nguyên nghĩ nghĩ, làm nàng vào đi. Khi gã sai vặt đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền thay đổi Phượng Trầm Ngư tiến vào. Phượng Cẩn Nguyên ăn mặc một thân đỏ thẩm hỉ bào ngồi phòng ngủ ra ngoài nhi ghế trên, cười ha hả mà nhìn Trầm Ngư, thế nhưng làm Trầm Ngư nhìn ra một ít gương mặt hiền từ cảm giác. Phượng Cẩn Nguyên đã thật lâu không bộ dáng này đối nàng cười, cứ thế với nàng có trong nháy mắt thất thần, cảm thấy cái này phụ thân vẫn là mấy năm trước cái kia đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người nàng phụ thân. Chính là xoay chuyển ánh mắt, kia thân đỏ thẩm hỷ bào vẫn là nhắc nhở nàng, nay đã khác xưa, hôm nay, nàng phụ thân muốn cưới một vị dị quốc trưởng công chúa vào cửa, mà nàng. Phụ thân. Trầm ngư kêu một tiếng, tiến lên hành lễ, nữ nhi chúc mừng phụ thân đại hôn chi hỷ. Phượng Cẩn Nguyên ha hả mà cười, Vi phụ nghe nói ngươi sáng sớm liền tới đây, chính là có việc. Trầm ngư gật gật đầu, lại đi phía trước đi rồi vài bước, đến phượng cẩn nguyên trước mặt, lúc này mới đem trong tay đồ vật đưa qua đi cho hắn. Nữ nhi biết trước đó vài ngày vì cấp trưởng công chúa thêm vào dụng cụ phụ thân từ trướng thượng chi không ít bạc đi, hôm nay lo liệu hôn sự lại là một bút mở rộng ra tiêu, cái này. Xem như nữ nhi hiếu kính cấp phụ thân. Phượng Cẩn Nguyên từ trên tay nàng tiếp nhận đồ vật tới vừa thấy, thế nhưng là bốn tấm ngân phiếu, mỗi trương năm ngàn lượng, tổng cộng hai vạn lượng. Hắn rất là kinh hỉ, người nơi đó thật sự còn có bạc. Trầm Ngư nói, cũng chỉ dư lại như thế nhiều, bất quá còn lưu dụng một ít hơn trăm hai rải rác tiểu ngạch. Trước đó vài ngày cấp tổ mẫu cầm đi một vạn lượng, này hai vạn cho phụ thân, nữ nhi liền thật sự cái gì cũng đã không có thật sự phượng cẩn nguyên hình như có chút không thể tin được trầm ngư nói cho hắn thẩm gia xảy ra chuyện trở ra cấp nữ nhi căn bản một chút phòng bị đều không có có thể có này đó đã là cực hạn ân ừ. phượng cẩn nguyên gật gật đầu thẩm gia sự đích xác trở ra cấp trầm ngư không có thể trước tiên làm chuẩn bị cũng đúng bình thường ngày gần đây chi tiêu thật là lớn chút tâm ý của ngươi vi phụ đều ghi tạc trong lòng ngươi yên tâm trưởng công chúa cũng sớm đã có lời nói sau này định sẽ không mai một ngươi tiền đồ trầm ngư chờ chính là hắn những lời này lập tức quỳ rạp xuống đất nữ nhi thanh thanh bạch bạch thân mình mong rằng phụ thân cùng tương lai mẫu thân có thể săn sóc nàng lại một lần nhắc tới thanh thanh bạch bạch thân mình nhìn chúng với lại hướng phượng cẩn nguyên biểu lộ nàng đã bị phượng vũ hoành y tốt sự thật phượng cẩn nguyên lập tức cũng đúng có chút kích động duỗi tay đè lại nàng đầu vai nói, làm khó ngươi, vi phụ đều hiểu được. Trầm ngư ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, đã ngươi mẫu thân vào cửa, nhà này còn cần ngươi nhiều từ giữa chu toàn. Đây là trầm ngư nên làm. Một phụ một nữ này phiên giao lưu, đương phụ thân bắt được bạc, làm nữ nhi được đến hứa hẹn, hai người cười cùng đi phía trước viện nhi đi. Lúc này, lão thái thái đã mang theo phượng gia mọi người ngồi ở mẫu đơn viện nhi đường thính, liền chờ phượng cẩn nguyên lại đây phượng cẩn nguyên vào phòng sau trước cấp lão thái thái hành lễ sau đó lại cùng thiếp thất tập nữ nhi nhóm làm một phen giao đãi lúc này mới hỉ khí dương dương mà ra cửa cưỡi cử lên cao đầu đại mã mang lên hỉ kiệu hướng hoàng cung bên kia đi đón dâu hắn rời đi sau phượng phủ mọi người lập tức bận rộn mở ra bãi yến hội bãi yến hội quải hỉ hoa quải hỉ hoa quản gia Hà Trung mang theo một chúng biết ăn nói cả sai vặt cùng bộ dáng tú lệ nha đầu đứng ở phủ trước cửa nên đón lai khách. Lão Thái Thái mang theo mọi người liền ngồi ở mẫu đơn viện nhi, không ngừng dặn dò, chủ mẫu vào cửa, thiếp thất là không được đến tiền viện nhi đi nghênh đón, các ngươi một lát liền đều đến thêm hương viện bên kia đi chờ, đãi bái đường rồi đưa vào động phòng lúc sau cũng hảo đi vào cấp chủ mẫu hành lễ. Hàng thị vẻ mặt không vui, Kim Trân cũng là ủy khuất, Lão thái thái trắng các nàng liếc mắt một cái, muốn rõ ràng chính mình thân phận, chẳng lẽ các ngươi còn uổng nghĩ làm chủ mẫu không thành. Tóm lại, hôm nay ai cũng không được cho ta đi công tác tử, chính là Trang cũng cho ta đem trường hợp này Trang qua đi. Có nghe hay không? An thị mang theo nói, thiếp thân ghi nhớ. Hàng thị cùng Kim Trân cũng đi theo nói, thiếp thân ghi nhớ. Lão thái thái lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn về phía mấy cái cháu gái, trong chốc lát các ngươi là muốn đi theo ta cùng nhau đi tiền viện nhi. Nàng nói nhìn Trầm Ngư liếc mắt một cái, "Ân, ngươi hôm nay trang mặt không tồi, đại khí một mạc đã đẹp, cũng sẽ không đoạt chủ mẫu nổi bật. Trên trán sẹo cũng che đến không tồi. A à Hoành như thế nào còn chưa tới?" Vòng tới vòng lui cuối cùng vòng đến mấu chốt, sáng nay tất cả mọi người đến mẫu đơn viên tới lại duy độc phượng vũ hoành không tới. An thị nói, đồng sinh hiên bên kia cách khá xa, hôm nay lại hạ đại tuyết, nhị tiểu thư khả năng còn ở trên đường. Lão thái thái trong lòng có bất mãn, lại cũng không dám nói cái gì, chỉ kêu lên một tiếng không hề ngôn ngữ. Thực mau mà khách khứa lục tục đến phủ, trướng phòng người sớm dọn bàn ghế ở phủ cửa, từng bước từng bước mà đăng ký hỷ lễ cùng hỷ kim mặc kệ lai like khách trong lòng là như thế nào tưởng trên mặt lại đều là vẻ mặt khen tặng hỷ kim cũng đúng một cái sau một cái bao đến nhiều trước cuộc phượng cẩn nguyên là đương triều tả tướng cưới lại là thiên chu trưởng công chúa huống chi hắn còn có cái nữ nhân là tế an huyện chủ mặc kệ hướng về phía điểm nào này hỷ kim hỷ lễ đều không thể quá khó coi phượng cẩn nguyên đại hôn từ đại hoàng tử huyền thiên kỳ tự mình chủ trì huyền thiên kỳ tự nhiên tới sớm nhất theo sau cũng lục tục có khác vài vị hoàng tử trình diện, phân biệt là nhị hoàng tử huyền thiên lăng, tam hoàng tử huyền thiên dạ, tứ hoàng tử huyền thiên dịch, ngũ hoàng tử huyền thiên diễm. Đến nỗi cái khác vài vị, lại là còn chưa lộ diện. Theo các hoàng tử đến phóng, Văn Tuyên Vương mang theo huyền thiên ca, Bình Nam tướng quân mang theo nhậm tích phong, Hữu tướng đại nhân mang theo phong thiên ngọc, Bạch Thợ Thủ Công mang theo Bạch Phù Dung cũng kể hết đến phóng hoàng tử vương gia quận chúa nhóm đều tới, lão thái thái tự nhiên là muốn đích thân ra tới tiếp đón, liên quan một chúng các tiểu thư cũng đi theo ra tới. Trong lúc nhất thời, Phượng Phủ trên dưới đạt tới náo nhiệt đỉnh núi. Nhưng Phượng Vũ Hoành vẫn là không có tới, lão thái thái mí mắt phải lại bắt đầu nhảy, tổng cảm thấy phải có không tốt sự tình phát sinh, tâm cũng hoảng thật sự. Tả hữu nhìn một vòng, phát hiện văn tuyên vương phi cũng không có tới, không khỏi hỏi triệu ma ma có nghe nói vì cái gì văn tuyên vương phi không có tới sao triệu ma ma nói lão nô đã hỏi qua nói là văn tuyên vương phi thật là cùng vương gia cùng nhau tới bên này nhưng xuống xe ngựa lúc sau nàng lại đi huyện chủ phủ lão nô nghĩ vương phi cùng diêu thị quan hệ thân cận một ít có lẽ là sợ diêu thị trong lòng không thoải mái qua đi cùng nàng nói chuyện lão thái thái kêu lên một tiếng nếu là nàng lúc trước không khăng khăng cùng cẩn nguyên hòa ly, nơi nào sẽ có hôm nay không thoải mái. Đang nói, Hà Trung chạy chậm lại đây, vui tươi hớn hở nói, bẩm lão thái thái, lão gia cùng hỷ kiệu đã tới rồi phủ cửa. Ngài mau mau đến trước đường thượng ngồi, chờ tân phu nhân cho ngài hành lễ dập đầu đi. Lão thái thái vừa nghe như thế mau trở về tới, chạy nhanh thúc giục triệu ma ma, mau mau, đỡ ta qua đi trước đường. Lão Thái Thái bên này mới vừa vào sảnh ngoài ngồi xong, một khắc đầu, Phượng Cẩn Nguyên đã nắm tân nương tử rảo bước tiến lên phủ môn. Khang Di cũng là một thân đỏ thẩm hỉ bào, mặt trên là dùng chỉ vàng theo ra tới Phượng Hoàng, đại khí lại đẹp để quý giá, rất xứng đôi đến khởi nàng một quốc gia trưởng công chúa thân phận. Lại xem trên đầu hỉ khăn, lại là dùng quảng hàng ti dệt thành, nhan sắc so hỉ bào thiển một ít, rồi lại là có một phen khác phong mạo. Tới tham gia điển lễ người cũng không phải mỗi người đều từng vào hoàng cung, này quảng hàng ti đối với đại đa số người tới nói vẫn là lần đầu tiên thấy, không khỏi từng trận lấy làm kỳ, xem thế là đủ rồi. Lão Thái Thái nhìn đến hai người vòng qua tiền viện nhi chính từng bước một hướng đường thính bên này đi tới, trong lòng cũng đúng có chút kích động. Phượng Cẩn Nguyên lần đầu tiên đại hôn khi, khi đó mới vừa cao trung trạng nguyên, nàng cũng mới từ quê quán lại đây không bao lâu, Phượng gia đối với kinh thành tới nói là tuyệt đối tân nhân, vô căn vô thế, ngay cả này tòa hoàng thượng ban cho phủ đệ cũng chưa công phu hảo hảo tu chỉnh. Mà Diêu gia lại là trong kinh vượng tộc, lại nói tiếp đến là một cái thái y nữ nhi xứng không dậy nổi trạng nguyên lan thân phận, nhưng Phượng gia trong lòng rõ ràng, có thể cưới được Diêu Thiên Nhu, Phượng gia mới chân chính có ở kinh thành dừng chân tư bản. Cho nên nói, lần đầu tiên đại hôn, Phượng gia nổi bật là bị Diêu gia đoạt đủ. Cơ hồ tới khách nhân đều là hướng về phía Diêu gia, trình diện quan viên đối nàng vị này trạng nguyên mẫu thân không thèm để ý tới. Nhưng hôm nay không giống nhau, Phượng gia căn cơ bổn tuy nói vẫn như cũ không thâm, nhưng cùng gần 20 năm trước lại là xưa đâu bằng nay. Huống chi, Phượng Cẩn Nguyên hiện giờ ở thừa tướng vị trí thượng cũng ngồi trên quá nhiều quá nhiều năm, đã sớm không phải lúc trước cái kia lăn đầu tiểu tử. Khang Di tuy là thiên chu trưởng công chúa, tuy là trên đầu che lại quảng hàng ti, nàng cũng bất quá là cho phượng gia dệt hoa trên gấm, khởi không đến tính quyết định tác dụng. Nghe chung quanh người kinh ngạc cảm thán, lão thái thái tâm tình rất tốt, mí mắt phải cũng không cười, trên mặt cũng có thể đôi khởi cười. Đặc biệt là nhìn nàng nhi tử phát ra từ nội tâm tươi cười, nàng thật giống như thấy được phượng phủ sau này quang minh. Chỉ có phượng cẩn nguyên cùng chủ mẫu cảm tình hảo, gia trạch mới đến an bình a nàng cười tủm tỉm mà đếm kia hai người bước chân đánh giá liền kém năm bước liền có thể rảo bước tiến lên trước đường lão thái thái làm triệu ma ma đỡ nàng lại lại ngồi đến sửa đúng một ít liền chờ kia hai người tiến vào lúc sau bái thiên địa bái cao đường nhưng không nghĩ tới đúng lúc này bên ngoài xem lễ trong đám người tiến kinh hô lập tức lại lớn lên giống như là nguyên bản mỏng lãng mặt biển đột nhiên bắt đầu mãnh liệt mênh mông Mọi người đồng thời mà a, à, một tiếng, rồi sau đó lại đồng thời im miệng, một đám đều là kinh ngạc mà hướng tới một phương hướng nhìn qua đi. Chương 342 chính là muốn cướp ngươi nổi bật. Lão thái thái phản ứng đầu tiên chính là muốn xảy ra chuyện, mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyên cùng Thang Di bước chân đều ngừng lại hướng bên kia nhìn lại, nàng liền ngồi không được, đài mông liền phải đứng dậy, lại bị triệu ma ma một phen lại cấp ấn trở về, lão thái thái ngài nhưng ngàn vạn không thể động, hôm nay cần thiết muốn ổn định. Lão thái thái bất đắc dĩ mà ngồi trở về, nhưng tâm lý cũng đã bắt đầu bất ổn quay cuồng. Nàng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh đứng chủ hôn người huyền thiên kỳ, liền thấy nhân gia cùng không nhìn thấy dường như, vẫn là giống phía trước giống nhau đứng, mắt nhìn thẳng, trên mặt treo vui mừng cười. Nàng liền cũng an ủi khởi chính mình tới, không được mà ở trong lòng đối chính mình nói, nhiều cùng nhân gia học học, nhiều cùng nhân gia học học lúc này bên ngoài đám người phản ứng cuối cùng có tiếng thêm một bước phát triển liền nghe có vị không biết là nhà ai tiểu thư hô một tiếng đó là tế an huyện chủ sao nàng xuyên chính là cái gì lão thái thái vừa nghe là phượng vũ hoành tới rồi không khỏi trong lòng nhăn lên hôm nay buổi sáng phượng vũ hoành vẫn luôn cũng không có xuất hiện nàng liền tổng cảm thấy là chuyện này nhi quả nhiên chuyện này rốt cuộc vẫn là tới. Theo lão thái thái suy đoán cùng bên ngoài mọi người nghị luận, có cái một thân đào hồng tiểu nữ hài chậm rãi tới, liền bên phải cửa hông khẩu đứng xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm nàng kia thân sim y, chỉ cảm thấy này đào hồng nhan sắc giống như là mùa hạ cánh hoa bao trùm đến trên quần áo giống nhau, rất thật bắt mắt rồi lại cũng không diễm đến chói mắt. Nguyên liệu thượng một đinh điểm nếp uống đều không có, chẳng những không nếp gấp mặc dù là đại tuyết rơi xuống, cũng chút nào sẽ không lưu lại một đinh điểm dấu vết, phản đến là làm người cảm thấy trên áo luôn có mây bay ẩn hiện, như sương như khói, phản phất tiên cảnh. Như vậy bắt mắt chi thế, cơ hồ đoạt hết tân nương tử toàn bộ nổi bật, những cái đó nguyên bản còn tập trung ở khang di kia phương quản hàng ti khăn vang thượng ánh mắt nháy mắt liền hướng bên này nghiêng lại đây. Mọi người đều xem ngay người, qua một hồi lâu, liền nghe thấy không biết là ai lại nói câu, này xiêm y. Là Thủy Vân đoán. Cô mặc quốc Thủy Vân đoán. Có hiểu công việc người phân tích đến, không chỉ, các ngươi xem kia nguyên liệu thượng theo hoa, nơi nào là theo, rõ ràng giống như là thật hoa khai ở phía trên, tuyết đánh dưới càng thêm kiều diễm. Có thể ra tới loại này hiệu quả, đây là. Đây là đem quản hàng ti cấp trừ hủy, dùng bên trong băng ti coi như theo tuyến theo đi lên nha. Mọi người hít hà một hơi, hủy hoại quảng hàng ti làm theo tuyến, như thế danh tác, chỉ sợ trong cung nương nương cũng làm không được. Nhìn đến nàng bên hông kia một đoạn ngắn nhi sa liêu sao. Ta không nhìn lầm nói, kia hẳn là cổ thuộc quốc bảo nhược gia sa. Thủy vân đoán làm y, quảng hàng ti vì theo, nhược gia sa làm sức, nói như thế tới, cũng chỉ kém lương nhân cẩm ngốc tử, lương nhân cẩm tuy cũng có bao nhiêu loại nhan sắc, nhưng tốt nhất xem quý trọng nhất một loại đó là đỏ thẩm, đó là xuất giá khi làm áo cưới nguyên liệu. Nghe nói màu đỏ rực lương nhân cẩm, cổ thuộc quốc 10 năm đều khó được nhiễm ra một con tới, phàm là ra thành phẩm, chế thành hỷ phục sau, một ngộ ánh mặt trời, tất nhiên sẽ hiện ra một con dục hỏa trùng sinh phượng hoàng đồ án, đủ để cho người trong thiên hạ tán dương. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà nghị luận, sở hữu lực chú ý toàn bộ đều tập trung đến cái này quần áo thượng, hoàn toàn quên mất chính mình nguyên bản là tới xem lễ. Đừng nói các nữ nhân kinh ngạc cảm thán ngay cả các nam nhân cũng không thể không vì như vậy danh tác mà ghé mắt vài phần. Phượng Cẩn Nguyên trừng mắt kia kiện sim y chủ nhân, hắn nhị nữ nhi Phượng Vũ Hoành, trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương cùng căm hận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Vũ Hoành thế nhưng xuyên như thế một kiện sim y ra tới, cái này làm cho hắn thể diện đi về nơi đâu phóng. Trước khi, trước đường bên trong đại hoàng tử huyền thiên kỳ đột nhiên hô lớn một tiếng, giờ lành đã đến, thỉnh tân nhân nhập đường. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây hôm nay chủ đề, sôi nổi đem tầm mắt từ Phượng Vũ Hoành trên người thu trở về, bắt đầu tiếp tục vì Phượng Cẩn Nguyên ồn ào. Phượng Vũ Hoành cũng hướng về phía nàng phụ thân đã bái bái, nhìn kia hai người dắt tay đi vào trước đường. Thật mau mà, bái thiên địa sướng tung tinh khởi, Phượng Cẩn Nguyên cùng Thang Di Kinh ba quỳ chính lại, cuối cùng kết làm chính thức phu thê, mà trận này đại tuyết thế nhưng cũng ở một tiếng đưa vào động thanh, sau đột nhiên im bặt. Tuyết ngừng, yến hội mở rộng ra, Phượng gia mấy cái hài tử tiến đến một chỗ, hướng trong viện vừa đứng thực sự là một đạo mê người phong cảnh. Ngũ hoàng tử ánh mắt vẫn luôn cũng chưa từ phấn đại trên người dời đi quá, bởi vì đầu năm một nháo kia một hồi, hắn này một cái năm cũng chưa hảo quá, càng không có thể hướng phượng phủ đến thăm phấn đại. Hắn có nghĩ thầm đi theo phấn đại nói chuyện, nhưng bất đắc dĩ bên người nhị hoàng tử vẫn luôn ở lôi kéo hắn nói chuyện, làm hắn sốt ruột cũng đi không khai. Không bao lâu, Phượng Cẩn Nguyên liền trở lại tiền viện Nhi tới tiếp đón khách nhân. Hôm nay đến phủ đều là khách quý, chẳng những tới năm vị hoàng tử, còn có mấy cái thần quốc cũng tặng hậu lễ tới, nhưng lại chỉ có cô mặt sứ thần tự mình đến phóng. Cái khác mấy quốc nhân Thiên Chu Khang Di là nữ chính, tự nhiên không tính, Tông Tùy Lý không cùng Phượng Cẩn Nguyên xem như có chút ngăn cách, dứt khoát tại đây tràn đại hôn phía trước liền ly kinh mà cổ thục kia hoàng tử bởi vì từng hướng Khang Di đề qua thân, muốn tị hiềm, cho nên cũng ở phía trước ngày liền bị đuổi đi. Một khai tịch liền không có rất nhiều quy củ, một ít phu nhân tiểu thư nhìn Phượng Vũ Hoành xiêm y thật sự là đẹp, không tránh khỏi tiếng lên đây lân la làm quen cũng có thể gần gũi nhiều coi trọng vài lần. Phượng Vũ Hoành một bên cùng các nàng nói chuyện, một bên đối tượng dung nói, tỷ tỷ không phải cũng tặng ngươi một kiện thủy vân đoán xiêm y sao không mặc ra tới tưởng dung ninh khăn nói ta không bỏ được tưởng tưởng lưu trữ về sau xuyên phượng vũ hoành cười nàng ngốc ngươi đúng là ở trường thân thể thời điểm lại quá hai năm trường cao liền xuyên không thượng chẳng phải là bạch bạch lãng phí tưởng dung tưởng tượng cũng đúng liền cười nói kia về sau muội muội liền thường xuyên mọi người vừa nghe như thế quý báu phải dệt tế an huyện chủ đều có thể tặng người nghĩ đến này phượng gia tam tiểu thư là cực chịu nàng chiếu cố thế là chạy nhanh ba ba cũng cùng tưởng dung bộ khởi gần như như vậy nịnh nọt xem ở phấn đại trong mắt vậy như ngân châm đập vào mắt là xem một cái trắc một chút cái kia ghen ghét kính nghi cũng đừng đề ra phản đến là trầm ngư bình tĩnh một ít nàng đã đem toàn bộ thân gia cùng tiền đặt cược đều áp ở khang di trên người nếu nói một vị có thể nâng đỡ ấu để bước lên ngôi vị hoàng đế trưởng công chúa đấu không lại một cái 13 tuổi tiểu nha đầu, Phượng Trầm Ngư tuyệt đối không tin. Bởi vì bốn tiểu quốc sứ thần cũng chỉ có cô mặt một quốc gia trình diện, hắn tự nhiên là muốn chủ động qua đi cùng đại thuận vài vị hoàng tử hàng huyên. Phượng Vũ Hoành đã sớm lưu ý đến người nọ, đó là cái năm gần 30 tráng niên nam tử, thân hình cao lớn khỏe mạnh, giao diện ngâm đen, hành tẩu gian dưới chân lực đạo mười phần, nên là viên võ tướng. Liền thấy người nọ từ đại hoàng tử huyền thiên kỳ bắt đầu, theo thứ tự hướng vài vị hoàng tử kính rượu, lại ở kính đến huyền thiên dạ khi hơi ngẩn ra một chút. Phượng Vũ Hoành trạm địa phương vừa vặn đón người nọ chính mặt, nhìn đến hắn tự hướng huyền thiên dạ bên người ngắm liếc mắt một cái, tuy rằng quá trình cực nhanh, lại vẫn là làm nàng cấp bắt được vừa vặn mà người nọ tự cấp Huyền Thiên Giả kính quá rượu sau cũng hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại tiếp tục lại cùng người khác nói chuyện. Phượng Vũ Hoành cùng bên người vây quanh phu nhân các tiểu thư nói một lát lời nói, liền tìm cái lý do ly tiền viện nhi, theo đường nhỏ hướng trong đi đến. Không bao lâu, liền nghe được phía sau có thật mạnh tiếng bước chân truyền đến, nàng dừng bước, quay đầu lại, quả nhiên thấy kia cô mặc sứ thần chính hướng nàng bên này đi tới. Ngươi nếu hiểu được điều hòa khí mạch, tuy là đi được lại cấp, cũng không đến nỗi có như vậy trọng rơi xuống đất cảm. Nàng bất đắc dĩ nhắc nhở. Khi cô mặt sứ thần có chút ngượng ngùng, chạy nhanh cho nàng hành lễ, mặt tướng gặp qua huyện chủ. Phượng Vũ Hoành cũng đáp lễ nói, chu tướng quân có lễ. Lúc trước huyền thiên minh phái bạch trạch lại đây cùng nàng nói qua, cô mặt sứ thần là viên võ tướng, năm đó hắn bình nam bắt chi loạn khi, thuận tay cứu cô mặc một hoàng tử, không nghĩ tới nửa năm lúc sau kia hoàng tử cư nhiên bước lên ngôi vị hoàng đế. Liên quan vị này lúc trước chết che chở hoàng tử cùng địch nhân chém giết, tên là Chu Sửu bình thường tướng sĩ cũng thăng nhiệm đại tướng quân. Lần này hắn tự mình tới đại thuận triều cống, tự nhiên muốn cùng huyền thiên minh đứng ở một chỗ. Chu Sửu ở huyền thiên minh lần đầu cùng hắn nói lên phượng vũ hoành khi liền minh bạch, vị này tế an huyện chủ định là bất đồng thường nhân nếu không tuyệt đối không thể vào huyền thiên minh pháp nhãn hắn càng là nghe xong huyền thiên minh nói mặc kệ gặp được cái gì sự tìm phượng vũ hoành cùng tìm hắn là giống nhau hắn tả hữu nhìn xem thấy bốn bề vắng lặng chạy nhanh nói mặt tướng nói ngắn gọn huyện chủ vừa mới ta cấp tam điện hạ kính trụ khi nhìn đến hắn bên người một người tùy tùng thập phần quen mắt cẩn thận ngẫm lại liền nhớ tới là ở Tây Bắc khi gặp qua. Khi đó cửu điện hạ bị vây khốn núi sâu, mặt tướng dẫn người từ bên ngoài nghĩ cách cứu viện khi từng cùng người nọ đánh quá vài lần đối mặt. Khi đó nghe hắn thao đại thuận khẩu âm, liền cho rằng là chính hoàng hạ thân biên người, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay vừa thấy, hắn lại là đứng ở tam điện hạ bên người, kia tam điện hạ không phải. Không phải cùng cửu điện hạ bất đồng lộ sao? Phượng Vũ Hoành gật gật đầu, là bất đồng lộ. Lại hỏi, người nọ nhưng có nhận ra ngươi tới? Chu Sửu lắc đầu, hẳn là nhận không ra, khi đó đại thuận người chỉ hắn một cái, nhưng cô mặt người chính là hàng ngàn hàng vạn, chúng ta nhớ rõ hắn không khó, hắn tưởng nhớ kỹ chúng ta liền không quá khả năng. Phượng Vũ Hoành đáy lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo, đã sớm hoài nghi năm đó Tây Bắc chi loạn trừ bỏ thiên chu thần xạ nổi lên mấu chốt tác dụng, không có khả năng không có khác nhân tố, bằng không bằng huyền thiên minh chiến thuật cùng võ công như thế nào khả năng bị nhốt sơn gian. Hiện giờ nghĩ đến, cũng cũng chỉ có thể là một nguyên nhân, có nội gian. Huyền thiên dạ làm hoàng tử, hơi chút nắm giữ một chút tây bắc tình hình chiến đấu vẫn là có thể lý giải. Những cái đó năm cô mặt lão hoàng đế còn chưa có chết, tây bắc biên cảnh chiến loạn không ngừng, đại quân mặc dù nhiều lần đánh thắng trận cũng không tránh được có chết có thương tích, Chư binh là chuyện thường ngày. Huyền thiên dạ nếu có tâm, xếp vào một hai người lẫn vào quân doanh cũng không phải không có khả năng. Nàng trong mắt hàng quan chợt khởi, rồi lại thật vui sướng mà liền bình phục đi xuống, chỉ lấy kia chu sửu nói, ta đã biết, cũng sẽ chuyển đạt cấp ngự vương điện hạ, chu tướng quân vất vả, hôm nay liền hảo hảo yến tiệc, còn lại sự tình giao cho ta tới làm. Chu sửu chạy nhanh lại hành lễ, sau đó phản thân vội vàng trở về yến hội hiện trường đi trở về đi trên đường hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh cả người trước kia chỉ nghe nói tế an huyện chủ như thế nào lợi hại chỉ biết có thể bị huyền thiên minh nhìn trúng người nhất định không dung kinh thường lại không nghĩ rằng này phượng vũ hoành còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể có như vậy chi thế trong chốc lát là phượng gia nhỏ sinh khả nhân nhị tiểu thư trong chốc lát lại là trong mắt chợt phóng hàng quan sắc bén huyện chủ này phiên cảm xúc biến ảo gian làm người chỉ nhìn liền giác không thể tưởng tượng. Liền càng miễn bàn cái này nha đầu còn sẽ chế một loại gọi là cương đồ vật, nhưng đoạn tông tùy thiết tinh. Chu Sửu là mang theo kinh ngạc cảm thán trở lại trong bữa tiệc, không bao lâu, Phượng Vũ Hoành cũng đã trở lại. Liền ở hai người đều ngồi xuống lúc sau, tân nương tử Khang Di trừ bỏ khăn vang bị hạ nhân vây quanh đi ra. Theo quốc quy, Phiên quốc công chủ nếu gã thấp đại thuận chính nhị phẩm tập trở lên quan viên, vậy đại biểu cho hai nước ban giao càng tiến thêm một bước, thân phận của nàng cũng liền không chỉ là một cái tân nương tử, mà là hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao quan trọng đầu mối then chốt, là muốn ra tới cùng khách khứa chào hỏi. Khang Di tại ngoại giao phương diện rất là sở trường, tuy là cô dâu mới, lại không thấy chút nào thẹn thùng, tự nhiên hào phóng mà nói mấy phen trường hợp lời nói, dẫn tới chư vị hoàng tử đều không khỏi phổ tay khen ngợi. Tân nương tử gặp qua khách khứa, chiếu quy cũ, phượng gia hài tử cũng muốn vào lúc này hướng tân mẫu thân dập đầu hành đại lễ. Mấy cái hài tử đứng dậy, đón khang di đại khí đoan trang cười chậm rãi đi đến giữa sân, ai cũng không có chú ý tới phượng vũ hoành nhẹ nhàng đài tay, đem một quả kim trâm cắm vào búi tóc. Chương 343 cho ngươi mặt không cần, tìm trường. Phượng Cẩn Nguyên sớm tại Khang Di ra tới khi liền cùng nàng sóng vai mà đứng, kỳ thật nếu từ tướng mạo thân phận đi lên nói, này hai người là thập phần xứng đôi. Phượng Cẩn Nguyên tướng mạo cực hảo, tuy nói năm gần 40, nhưng thoạt nhìn lại bất quá 30 suốt đầu mà thôi, hơn nữa văn nhân phong nhã cùng nhiều năm thừa tướng tôn sư mang đến quý khí, nói hắn là cái Mỹ Nam tử cũng không đủ vì quá. Bất quá chỉ bằng thẩm thị cái kia bộ dáng, sao có thể có thể sinh ra trầm ngư như vậy mạo mỹ nữ nhi. Mắt thấy bốn cái nữ nhi đi lên trước tới, giờ khắc này, nếu nói Phượng Cẩn Nguyên không kiêu ngạo đó là bậy bạ. Tuy rằng cùng Phượng Vũ Hoành Giang có chút ngăn cách, nhưng kia bất quá là nhà hắn sự, bên ngoài lại có mấy người là cảm kích đâu. Đối người ngoài tới nói, tiếng tâm lừng lễ tế an huyện chủ là hắn nhị nữ nhi, trong kinh đệ nhất Mỹ nữ Phượng Trầm Ngư là hắn đại nữ nhi, đây chính là đủ để lệnh người kiêu ngạo sự huống chi liền tại đây bốn cái hài tử đi lên trước khi một cái khác phương hướng lại có một người cũng đi rồi đi lên không phải người khác đúng là đi theo khang di một đạo qua phủ như gia phượng cẩn nguyên trong lòng kích động liền lại nhiều hơn vài phần xem đi hiện tại liền dị quốc công chúa cũng muốn cùng hắn kêu phụ thân rồi phóng nhãn toàn bộ đại thuận có ai có thể không làm chủ môn phụ mã quận mã trái lại còn có thể đem công chúa cấp cưới vào cửa. Mang theo như vậy vui sướng, hắn đỡ Khang Di ngồi xuống, liền chuẩn bị tiếp thu bọn nhỏ đại lễ. Đại Tuyết ngừng lúc sau, không trung cũng bắt đầu dần dần trong, liền ở năm cái nữ hài đồng thời quỳ xuống trong nháy mắt, vừa vặn có một sợi ánh sáng phá vân mà ra chiếu xuống tới. Hảo xảo bất xảo, lại vừa vặn liền chiếu xạ ở Phượng Vũ Hoành cắm lên đỉnh đầu kia một quả kim hoa thượng. Khang Di liền cảm thấy có chút lóa mắt, theo bản năng mà nhíu một chút mày, lại ở Phượng Vũ Hoành hai đầu gối còn không có chấm đất kia một khắc, đột nhiên liền Phượng Cẩn Nguyên hô thanh, chậm đã. Tất cả mọi người là sửng sốt, bao gồm ở trong yến hội thôi bôi hoán trảng khách khứa đều ngừng lại hướng hắn kia chỗ nhìn lại. Khang Di khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, lại thấy Phượng Cẩn Nguyên đằng mà một chút đứng lên, sau đó cơ hồ là lão đảo đi phía trước chạy đi, đuổi ở cuối cùng một khắc ngăn cản Phượng Vũ Hoành muốn quỳ xuống xu thế. Lúc này, trừ bỏ Phượng Vũ Hoành, còn lại bốn người đã quỳ xuống. Như gia nhìn Phượng Cẩn Nguyên đem người ngăn lại thập phần khó hiểu, mở miệng liền hỏi, Phượng bá bá, ngài đây là làm cái gì? Khang Di chạy nhanh mắng nàng, muốn kêu phụ thân. Như gia cũng biết chính mình nói lỡ, liên thanh bồi tội, là như gia nói sai lời nói, vọng phụ thân thứ tội nhưng Phượng Cẩn Nguyên nơi nào lo lắng nàng, hắn lực chú ý tất cả đều tập trung ở Phượng Vũ Hoành trên đầu kia cái kim thoa thượng, càng xem càng giác khiếp sợ, càng xem càng giác thấm đến hoảng. Phượng Trâm Nàng cư nhiên đeo Phượng Trâm May mắn vừa rồi ra Thái Dương, may mắn hắn mắt sắc thấy được thứ này, nếu không, làm Phượng Vũ Hoành mang Phượng Trâm cho hắn quỳ xuống, hắn này mệnh còn muốn hay không? Phượng Trâm nhận được người không ít, nhưng cũng tuyệt không phải rất nhiều, tỉ như hôm nay ở đây khách khứa trung, trừ bỏ vài vị hoàng tử, vương gia, quận chúa, cùng với trong triều trọng thần ở ngoài, cái khác người là căn bản cũng không nhận biết. Mọi người còn không rõ này phượng tướng đại nhân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao liền nhìn chầm chầm nhà mình nữ nhân trên đầu một quả kim hoa hiện ra như thế vẻ khiếp sợ. Như gia càng không rõ, dứt khoát từ trên mặt đất đứng lên cũng hướng phượng vũ hoành trên đầu đi nhìn nàng so phượng vũ hoành đại tam tuổi, tự nhiên cũng lớn lên cao chút, này liếc mắt một cái liền đem kim thoa cấp nhìn cái rõ ràng, không khỏi trước mắt sáng ngời, thốt ra liền nói, thật xinh đẹp kim thoa nha. Một bên nói một bên liền phải động thủ đi sờ. Phượng Vũ Hoành mắt lạnh nhìn nàng, khóe môi khơi màu một tia tà cười, nhỏ giọng nói, công chúa Điện Hạ, ngươi dung dám đụng tới thứ này, tin hay không ngươi tay liền cũng đủ bị băm xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Như da đều khí vui vẻ, còn không phải là một quả phá thoa, đẹp là đẹp, lại cũng bất quá là kim khí, so với ngọc phẩm đều không bằng, có cái gì hảo thần khí? Bản công chúa liền chạm vào, xảy ra chuyện gì? Nàng không tin cái kia tà, lại đem móng vuốt duỗi qua đi. Đã có thể nghe một thác đầu khang di hét lớn một tiếng, như da. Dừng tay. Cơ hồ cùng lúc đó, Phượng Trầm Ngư cũng kêu sợ hãi một tiếng, không thể. Mà Phượng Cẩn Nguyên, tắt dứt khoát mà bắt được cổ tay của nàng, sinh sôi đem cái tay kia cấp cát ở giữa không trung. Như da nổi giận. Buông ra. Phụ thân, tuy rằng ta không phải người thân sinh nữ nhi, nhưng ta rốt cuộc là thiên chu công chúa, ngươi không thể bộ dáng này đối ta. Làm trò như thế nhiều người mặc như thế thiên vị thân sinh, ngài đây là muốn đẩy ta cùng mẫu thân với chỗ nào? Nàng bên này làm ầm ĩ, vẫn luôn ở thượng thủ tọa ngồi lão thái thái cũng đem sự tình trải qua nhìn cái rõ ràng chính xác, nhưng lại không nói xen vào. Khi như gia luôn miệng nói chính mình là thiên chu công chúa, người đều vào phượng phủ môn nhi còn đem nhà mẹ để thân phận treo ở bên miệng, này tật xấu cần phải không được. Chẳng lẽ từ nay về sau phượng phủ còn phải cung phụng nàng? Hừ, Lão Thái Thái hừ nhẹ một tiếng, cùng bên người triệu ma ma nói, A Hoành làm tốt lắm, phiên quốc công chúa tuy là nhất phẩm, nhưng tới rồi đại thuận cũng liền cùng nhị phẩm huyện chủ không phân cao thấp, cái này kêu ra oai phủ đầu, làm nàng biết nơi này là phượng phủ, cũng không phải là các nàng thiên chu. Theo như gia làm ầm ỉ, Khang Di cũng thượng tiến đến, đem như gia tay từ phượng cẩn nguyên trong tay tiếp nhận tới, nhẹ mắng nàng, ngươi không cần nói lung tung, đại thuận nhiều quy củ, nơi nào có ngươi nói chuyện địa phương. Như gia không phục nói, phụ thân bất công. Phụ thân ngươi khi nào bất công quá. Nàng cũng đúng tức giận đến không được, ngươi muốn cái gì hắn đều cho, nào giống nhau không phải theo ngươi. Như gia trừng mắt, ta đây nếu nói muốn này cái kim thoa đâu. Phụ thân có cho hay không? Đó là ngươi muội muội đồ vật, phụ thân ngươi như thế nào cấp? Khang Di dùng sức nhớ một chút như gia thủ đoạn, hôm nay việc này định sự như có nguyên nhân, ngươi thả nghe ngươi phụ thân đem nói cho hết lời. Phượng Cẩn Nguyên chạy nhanh giải thích, như gia, thứ này là ngự tứ trăm triệu chạm vào không được. Một câu ngự tứ, đã là biểu lộ vật phẩm trân quý. Nhưng như gia vẫn như cũ không rõ, ngự tứ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ tỉ muội chi gian phẩm gia một chút cũng không được. Phượng Vũ Hoành cười nhìn nàng, gật gật đầu không được ngươi nàng liền biết vị này huyện chủ nói chuyện đổ người lại cũng không nghĩ tới có thể như thế đổ người người này rốt cuộc hiểu hay không đến đạo lý đối nhân xử thế a à? như thế trực tiếp nói chuyện sẽ không sợ đắc tội với người sao nàng nào biết đâu rằng phượng vũ hoành thật đúng là sẽ không sợ đắc tội với người đặc biệt là như gia loại người này ngươi đổ không đổ nàng Nàng đều nhất định phải đứng ở cùng ngươi đối lập một phương, một khi đã như vậy, kia còn khách khí cái rắm. Thế này như gia không thuận theo không buông tha, ngay cả tính tình nhất kính cẩn nghe theo tưởng dung đều có điểm phiền đến hoảng, không khỏi mở miệng cho nàng phổ cập khoa học nói, nhị tỷ tỷ trên đầu mang này một quả gọi là Phượng Trâm, xưa nay đều là ta đại thuận quốc hoàng hậu sở mang bảo vật. Hoàng hậu. Như gia như là nghe được nhất buồn cười chê cười. Đàn vị hôn phu không phải cái người què sao. Nghe nói liền hài tử đều sinh không ra, người như vậy cũng có thể đương hoàng thượng. Hai cái gì vui đùa. Một câu xuất khẩu, toàn trường người đều sợ ngây người, phản phất không khí đều động lại, có người thậm chí liền hô hấp đều quên, cũng chỉ dư lại sợ hãi. Trước mặt mọi người nhục mạ huyền thiên minh. Này thiên chu công chúa có phải hay không chán sống rồi? Tuy nói hôm nay huyền thiên minh cũng không có tự mình trình diện, nhưng nghe nói này tế an huyện chủ tính tình cùng cửu hoàng tử kia chính là giống nhau giống nhau a. À. Mọi người suy nghĩ gian, liền thấy kia thân xuyên thủy vân đoán, đầu đội phượng trâm tế an huyện chủ đột nhiên dương lên tay, không nói hai lời, chiếu như da mặt, bạch 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 bạch, chính là bốn cái bàn tay rơi xuống. Khi tốc độ mau làm người chỉ nghe thấy thanh âm đều nhìn không tới động tác, mặc dù là liền đứng ở bên người khang di trưởng công chúa muốn đi hộ cũng chưa tới kịp liền trơ mắt mà nhìn chính mình nữ nhi nhai này bốn bàn tay khang di cũng sợ ngây người hôm nay là cái gì nhật tử mặc dù như gia nói sai rồi lời nói chính là nơi này có trưởng bối ở nào dung đến phượng vũ hoành như thế kiêu ngạo nàng hộ nữ sốt ruột liền tưởng mở miệng nói điểm cái gì lại đột nhiên phát hiện này bốn cái bàn tay rơi xuống lúc sau như da mặt đã muốn sưng đến cùng khấu hai chỉ màng thầu giống nhau, hai bên khóe môi đều thấm huyết, đều chảy qua cầm, thuận tới rồi cổ căng nhi. Rõ ràng không cảm thấy Phượng Vũ Hoành sử bao lớn sức lực, mới bốn cái bàn tay liền đem chính mình nữ nhi đánh thành như vậy, nàng lập tức bất chấp phân tích việc này ai đúng ai sai, trong lòng cũng chỉ dư lại một cái nghi vấn, tế an huyện chủ tay kính nhi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nàng như thế nào biết? Phượng Vũ Hoành một bàn tay có thể nhắc tới trọng đạt 186 cân hậu nghệ cung, chẳng những có thể đề, còn có thể tại này trương cung thượng đáp khởi mười mấy mũi tên cùng nhau bắn ra đi. Đánh Khang Di, mặc dù thoạt nhìn hoàn toàn không dùng lực khí, cũng đủ đánh đến nàng khẩu oai mắt nghiêng. Như da bị đánh đến độ nói không ra lời, miệng sưng đến độ trương không khai, nếu không có nha đầu ở sau người giá, chỉ sợ đã ngã ngồi đến trên mặt đất chính là phượng vũ hoành hiển nhiên còn không có hả giận, duỗi tay nhập tay áo, lại là từ bên trong lấy ra một cây roi mềm tới. phượng cẩn nguyên vừa thấy này, giá thức liền biết muốn chuyện xấu, sợ tới mức chạy nhanh nói, không thể trừ, cũng không thể trừ a. À. nhưng mà hắn nói cũng không có bất luận cái gì tác dụng, phượng vũ hoành cuộc đời hận nhất hai việc, một kiện là giống thẩm gia như vậy ý đồ giết hại tử duệ một kiện chính là có người ác ngữ hãm hại huyền thiên minh. Mẹ cái so, đối lập không sợ, đao thật kiếm thật lên sân khấu đi đánh, nếu có thể đem huyền thiên minh cấp đánh chết kia cũng coi như chính hắn học nghệ không tin. Cố tình loại này lưỡi dài nữ nhân nhất ghê tởm, một chút bản lĩnh không có, liền dài quá một trương thiếu trừ miệng, liền cá biệt môn đều không có, cái gì lời nói đều dám ra bên ngoài nói. Này như da không phải đầu lưỡi trường sao nàng liền dám phiến đến kia đầu lưỡi duỗi đều duỗi không ra da không phải khẩn người không phải tiện sao nàng liền trừu đến nàng da thịt nở hoa huyết nhục mơ hồ liền thấy kia roi một bắt được tay bang mà một chút liền quăng đi ra ngoài ai động tác cũng không kịp nàng mau trong chớp mắt khiến cho như da cánh tay tràn ra một đạo vết máu cái này cũng chưa tính xong ngay sau đó đệ nhị tiên đệ tam tiên đệ tứ tiên ước chừng trừ tám roi, quất thẳng tới đến như da đầy đất lăn lộn Khang Di lên tiếng khóc lớn, nàng lúc này mới ngừng tay tới, sau đó đem roi đưa cho bên người Hoàng Tuyền, lạnh lùng nói, đi cấp bổn huyện chủ soát sạch sẽ, lưu trữ lần sau lại dùng. Chầu này roi cơ hồ đem mọi người linh hồn nhỏ bé đều cấp rút ra, tuy là rất nhiều nhân tâm đều hiểu rõ, này tế an huyện chủ cùng ngự vương điện hạ một cái tính tình, nhưng rốt cuộc là xem qua huyền thiên minh động roi người nhiều, Nhìn đến Phượng Vũ Hoành bảo nổi ít người. Hôm nay này vừa ra nhưng xem như làm mọi người kiến thức tới rồi. Tế An huyện chủ đâu chỉ là cùng ngự vương điện hạ một cái tính tình, nàng là so ngự vương còn mảnh A. Thấy nàng cuối cùng ngừng lại, Khang Di lúc này mới có thể bổ nhào vào như da căng tiếng đến khóc. Nhưng trước mắt nữ nhi lại thật sự là làm nàng không biết nên như thế nào xuống tay, mặt sưng phù đến giống đầu heo trên người máu chảy đầm đìa như là bị lột da huyết người, dày nặng đông bào đều rút ra hoa. Bên trong da thịt đều ra bên ngoài phiên lộ. Dù cho nàng là đầu óc bình tĩnh thủ đoạn cao minh đến có thể nâng đỡ quốc quân thượng vị trưởng công chúa, giờ phút này cũng hoàn toàn hỏng mất, nhìn Phượng Vũ Hoành ánh mắt hoàn toàn chính là đang xem kẻ thù, một đôi mắt phun ra hừng hực liệt hỏa, song quyền nắm chặt toàn bộ nhi người như nhau con báo chứa đầy thế liền phải cùng Phượng Vũ Hoành liều mạng. Lại nghe Phượng Cẩn Nguyên như trút được gánh nặng mà tới một câu, "Còn hảo còn hảo, vạn hạnh vạn hạnh." Chương 344 định ngươi cái mưu nghịch tội lớn. Khang Di một chút liền ngốc, quay đầu nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, "Ngươi nói cái gì?" Phượng Cẩn Nguyên lại lặp lại một lần, "Còn hảo là a Hoành động thủ, còn hảo hôm nay Ngự Vương điện hạ không ở, bằng không" như gia nơi nào còn có thể có mệnh tồn tại. Không ngừng Phượng Cẩn Nguyên kêu vạn hạnh, ngay cả phấn đại đều trắng bệch khuôn mặt nhỏ không được nói, nếu tên ba đầu kia ở nói, hôm nay hỷ sự liền phải biến thành tan sự. Lão Thái Thái cũng đã sớm đã đi tới, nhìn một màn này tức giận đến liên thanh ai tháng không ngừng dậm chân. Khang Di vừa thấy lão thái thái lại đây, tựa như bắt được người tâm phúc, ông chặt lão thái thái đùi khóc ròng nói, mẫu thân, như gia hảo đáng thương a. À. Nàng bổn ý là tưởng ở lão thái thái nơi này được đến chút đồng tình, nhưng lão thái thái nơi nào còn sẽ đối với các nàng nương hai sinh ra đồng tình, nàng giờ này khắc này tàn nhẫn không thể đem Khang Di cấp bóc chết, làm bậy. Làm bậy nha. Một bên nói một bên dùng tay chỉ Như gia đồng thời chất vấn Khang Di, ngươi cũng biết ngươi này nữ nhi phải cho ta Phượng phủ mang đến cái dạng gì tai họa. Ngươi cũng biết ở ta đại thuận triều nhục mà cửu điện hạ sẽ là cái gì kết cục. Phấn đại theo bản năng mà đi sờ chính mình cánh tay, nàng còn nhớ rõ lúc trước bị huyền thiên minh triều kia lập tức, còn nhớ rõ lúc trước bị huyền thiên minh lừa rơi vào đồng sinh hiên trong hồ, hồ nước nảy lên tới trong nháy mắt kia hít thở không thông quả thực làm nàng chung thân khó quên. Nàng nỉ non mở miệng, như là ở lầm bầm lầu bầu, lại như là ở nhắc nhở khang di, ở đại thuận nhục mà cửu hoàng tử so nhục mạ hoàng thượng hậu quả còn muốn đáng sợ khang di trong nháy mắt toàn thân lạnh băng giống như có cái gì sự tình bị nàng nghĩ tới mà lúc này phượng cẩn nguyên cũng thấu tiếng lên đây đôi tay đè ở nàng trên vai dùng thập phần bất đắc dĩ lại mang theo một chút sợ hãi thanh âm đối nàng nói ngươi hảo hảo ngẫm lại vị kia cửu điện hạ là tùy ý trêu chọc đến khởi sao khang di phía trước bị phượng vũ hoành đột nhiên làm khó dễ làm cho sợ ngây người Hoàn toàn đã quên tự hỏi. Lúc này bị mọi người như thế vừa nhắc nhở, nàng một chút liền nghĩ tới. Sớm tại tới Đại Thuận phía trước liền ở trong tối báo từng có về vị kia cửu điện hạ miêu tả. Ám tuyến thượng nói, người này là Đại Thuận Hoàng đế nhất sủng ái vân phi sở sinh, từ nhỏ liền bị Hoàng đế phụng ở lòng bàn tay sủng ái. Hắn kiêu dũng thiện chiến, lại cũng hoàn toàn bất cận nhân tình, tính tình cân nhắc không chừng, tùy hứng làm bậy. Cùng hắn căn bản không đạo lý nhân giảng, hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì, thậm chí dám đảm đương hoàng thượng ném roi trừ chết sủng phi, hoàng thượng tư nhiên còn không trách tội. Nàng lại nghĩ tới, liền ở đại niên mùng một ngày đó, nàng tuy không tân mắt thấy đến, nhưng cũng nghe cung nhân giảng quá, liền ở hoàng hậu nương nương nói chuyện công phu, vị kia cửu điện hạ cũng không biết là đã phát cái gì phong, đột nhiên liền đem tam hoàng tử trước mặt bàn tấp trừ chặt đứt. Tam hoàng tử đương trường giận dữ, kết quả hoàng đế cùng hoàng hậu nghiêng về một bên mà giúp đỡ cửu điện hạ, cuối cùng tam hoàng tử còn bị hoàng hậu quan cái không hiểu chuyện tội danh. Sau lại có người nói, cửu hoàng tử làm khó dễ, hoàn toàn là vì cấp tế an huyện chủ hết giận, bởi vì tam hoàng tử ở khai yến phía trước cùng tế an huyện chủ từng có khắc khẩu. Như vậy một người, hôm nay như da mắng hắn, vẫn là làm trò phượng vũ hoành mặt nhi mắng, trách không được, trách không được Phượng Cẩn Nguyên muốn nói vạn hạnh, nếu hôm nay kia cửu hoàng tử ở đây. Khang Di quả thực không dám đi xuống tưởng, băng thiên tuyết địa, nàng thế nhưng ra một thân hãn. Ngày đại hỷ các ngươi đây là nháo nào vừa ra. Tam hoàng tử huyền thiên dạ đột nhiên dương thanh, phượng tướng, ngươi còn không mau phái người đem như gia công chúa đài hồi sân, lại người thỉnh thái y, hôm nay phượng phủ làm hỷ sự, cũng không thể va chạm vừa nói một bên lại đối ở đây khách khứa nói, trong nhà tiểu nữ nhi gian khắc khẩu, chúng ta cũng đừng đi theo trộn lẫn, tới, uống rượu. Huyền thiên dạ đây là ở giải vây, Phượng Cẩn Nguyên trong lòng cảm kích, chạy nhanh liền phân phó hạ nhân muốn đi đài như gia. Nhưng Phượng Vũ Hoành lại lông mày một chọn, dương sau so huyền thiên dạ còn vang thanh âm nói, đại ca. Phiên ban công chúa nhục mà ta đại thuận hoàng tử, phải bị tội gì? này một giọng nói cần phải khang di mệnh, nàng thiếu chút nữa liền tưởng cấp phượng vũ hoành quỳ xuống. Vốn dĩ tam hoàng tử đánh cái xóa đã đem sự tình xem như sốc đi qua, nhưng nàng sao vẫn là không thuận theo không buông tha. Chẳng những phượng vũ hoành không thuận theo không buông tha, đại hoàng tử huyền thiên kỳ cũng cảm thấy việc này không nên liền phải như vậy tính. Nghe được phượng vũ hoành hỏi hắn, liền đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở phượng gia mọi người trước mặt nhìn nhìn như gia cùng Khang Di, cuối cùng lại là đối phượng Cẩn Nguyên nói, phiên ban công chúa nhục mà đại thuận hoàng tử, đương thuộc mưu nghịch. Phượng Cẩn Nguyên bá mà một chút thấm một cổ mồ hôi lạnh, Khang Di chân mềm nhũng, lại trạm không đạp, lắc lư vài cái liền phải hướng trên mặt đất đảo, may mắn bên người thị nữ đỡ một phen, nhỏ giọng nhắc nhở, trưởng công chúa thiết không thể hoãn, muốn cứu công chúa A. Khang Di vốn là cái khí độ phi phàm người, Nói như vậy rất khó có cái gì sự tình có thể đem nàng cấp đánh sập. Nhưng nàng rốt cuộc cũng đúng cái mẫu thân, trên đời này không có một cái mẫu thân có thể tận mắt nhìn thấy đến nữ nhi bị đánh thành trọng thương còn có thể bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhưng này thì nữ nói được cũng đúng, nàng không thể hoãn, nàng được cứu trợ như gia. Thế là lấy lại bình tĩnh, chủ động mở miệng nói, đại điện hạ, mưu nghịch như vậy đại tội danh ta chờ thật sự là không đảm đương nổi a. À. Khang Di cũng hảo như gia cũng thế, chúng ta bất quá đều là nữ tử, gia trạch nội viện nhi nữ nhi gian ngẫu nhiên có khắc khẩu cũng thuộc bình thường, mong rằng đại điện hạ có thể tha thứ cho. Nàng ý đồ đem sự tình xã về đến nhà trạch đấu viện nhi tranh đấu thượng, làm này đó các nam nhân câm miệng. Nhưng huyền thiên kỳ lại lắc lắc đầu, nói, không nghe nói nhà ai hậu viện nhi nữ nhân gian khắc khẩu, còn muốn nhục mạ hoàng tử ta chờ phụ hoàng thân ra chi tử nếu có sai lầm tự nhiên cũng có phụ hoàng mẫu hậu trách phạt mặc dù là mẫu phi cũng đến bận tâm hoàng tử mặt mũi trọng trách không được lại không nghĩ phụ hoàng nhất sủng ái cửu đệ lại bị một cái phiên ban công chúa mắng đến như vậy khó nghe thật là gọi người tức giận huyền thiên kỳ khi nói chuyện ánh mắt dần dần âm hàng xem đến khang di trong lòng từng trận lạnh cả người Tam hoàng tử huyền thiên dạ nhíu nhíu mày, nói câu, đại ca, hôm nay là phượng tướng đại hỷ, thôi bỏ đi. Nói, lại nhìn về phía ở đây khách khứa, hỏi, các ngươi nói, có phải hay không? Muốn nói hắn lời nói nếu ở trước kia hỏi, kia được đến khẳng định là một kiểu chi viện, đều không ngoại lệ phụ họa. Nhưng từ thiên võ đế đối đại hoàng tử vừa ý càng ngày càng rõ ràng lúc sau, trong triều trong chóng đo chiều gió đã sớm sửa lại vị, Mọi người không bao giờ sẽ đi theo hắn Huyền Thiên Dạ đi rồi, này một câu hỏi ra. Thế nhưng không người đáp một tiếng, thực sự xấu hổ. Phượng Vũ Hoành mắt lạnh nhìn về phía Huyền Thiên Dạ, miễn phí đưa tặng một cái con mắt hình viên đạn cho hắn. Khang Di lại sửa sách lược, thay đổi một bộ nói từ, như gia từ nhỏ liền không có phụ thân, nàng hoàng cửu cửu đau lòng nàng, từ nhỏ quán lớn lên, tính tình khó tránh khỏi nuông chiều chút lần này cũng đúng lần đầu tiên tới đại thuận còn không rõ đại thuận quy củ thỉnh đại điện hạ cho nàng một cái cơ hội khang di chắc chắn thỉnh giáo dưỡng ma ma hảo hảo giáo nàng như vậy a à. huyền thiên kỳ như suy tư gì nói nói như thế tới như gia công chúa cũng đúng cái người đáng thương khang di vừa nghe có hy vọng chạy nhanh liền nói thỉnh đại điện hạ yên tâm như gia nhất định sẽ hảo hảo học tập đại thuận lễ nghi đại học giỏi lúc sau Khang Di sẽ tự mình mang theo nàng cùng nhau đến ngự vương phủ đi thỉnh tội. Lời này vừa ra, Phượng gia người lại là tập thể một trung trung, Phượng Cẩn Nguyên nhỏ giọng nói, thỉnh tội liền không cần. Khang Di khó hiểu mà nhìn hắn một cái, liền nghe lão Thái Thái nói, ngươi còn tưởng thượng ngự vương phủ đi tìm triều sao. Trầm Ngư cũng liên thanh khuyên nàng, sự tình qua đi liền đi qua, mẫu thân ngàn vạn không cần lại đi nhắc nhở ngự vương phượng vũ hoành nhìn thoáng qua khang di vẫn cân nhắc nói như gia không hiểu đại thuận quy củ khuyết thiếu quản giáo huyền thiên kỳ lập tức minh bạch phượng vũ hoành ý tứ lại mở miệng nói nếu như vậy kia hôm nay hỷ yến qua đi bổn vương sẽ tự mình đưa như gia công chúa tiến cung giao từ trong cung ma ma tự mình dạy dỗ hắn nói cho hết lời bàn tay vung lên liền như thế định rồi hôm nay phượng tướng đại hôn bạn không thể bởi vậy sự giảo hỷ yến. Hắn định luận một chút, các tân khách sôi nổi gật đầu tán dương, kia cổ động chi thế cùng phía trước huyền thiên dạ gặp được mặt lạnh so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Khang Di sắc mặt càng thêm khó coi, nàng sinh ở hoàng gia lớn lên ở hoàng gia, tự nhiên minh bạch đem nữ nhi đưa đến trong cung đi giáo dưỡng ý nghĩa cái gì, đó là bất tử cũng muốn cởi tầng gia nha. Nàng hướng phượng cẩn nguyên xin giúp đỡ, lại thấy phượng cẩn nguyên hướng về phía nàng hơi hơi mà lắc đầu tỏ vẻ bất lực khi trái tim dần dần mà liền lạnh lên huyền thiên kỳ lên tiếng lão thái thái cái thứ nhất hưởng ứng chạy nhanh phân phó hạ nhân mau đem như gia công chúa đài hồi cẩm phúc viện nhi phái người thỉnh thái y lại đổi thân sạch sẽ sim y đã hỉ yến sau khi kết thúc liền theo đại điện hạ tiến cung phượng gia hạ nhân vội vàng tiến lên lúng cuốn tay chân mà đem như gia cấp đài nổi lên. Khang Di cũng không có tâm tư lại lưu tại tiền viện nhi, từ thị nữ đỡ cũng trở về đi. Nàng rất muốn đi nhìn xem như gia, chính là một cái thiên hương viện nhi hạ nhân nói, hôm nay công chúa là tân nương tử, thấy xong khách khứa liền phải trở về ngồi giường, cũng không thể lại đi bên sân, đây là quy củ. Khang Di đài đầu nhìn thoáng qua, thấy là cái 17, 18 tuổi đại A đầu, nàng nhớ rõ nha đầu này trước kia ở lão thái thái trong viện nhìn đến quá nghĩ đến là lão thái thái ấn ở bên người nàng người này quy của nàng cũng minh bạch liền cũng chưa nói cái gì từ người đỡ đến trong phòng trên giường biên ngồi xuống khi nha đầu chủ động tự giới thiệu lên nô tỳ hạ thiền từ trước là ở thư nhã viên hầu hạ lão thái thái nói trưởng công chúa mới vào phủ bên người hay là nên có cái trong phủ lão nhân hầu hạ lúc này mới phái nô tỳ lại đây sau này nô tỳ liền đi theo trưởng công chúa nếu là có làm được không đúng địa phương liền thỉnh trưởng công chúa chỉ giáo trách phạt này hạ thiền thập phần lanh lợi nói chuyện khi trên mặt dương làm người vô pháp cự tuyệt cười khang di tuy là có không mau cũng không tốt ở như vậy tươi cười trước mặt biểu lộ ra tới huống chi nàng hôm nay vừa mới quá môn như gia sự tình đã thành kết cục đã định nàng bên này nhưng vô luận như thế nào lại không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Thế là cũng cười nói, Hạ Thiền, thật là dễ nghe tên. Tại tiền viện nhi sự làm ngươi chế dẻo, đều là bổn cung. Đều là ta giáo nữ vô phương, chờ như gia từ trong cung trở về, vẫn là muốn các ngươi nhiều hơn đề điểm. Một bên nói một bên từ trên cổ tay cởi một con vòng ngọc xuống dưới, trực tiếp liền trồng lên hạ thiền cổ tay. Hạ Thiền tuy nói cũng kinh hỉ, nhưng nàng rốt cuộc ở lão thái thái bên người hầu hạ quán, còn không đến nổi một con vòng ngọc khiến cho nàng mất lập trường. Thế là một bên tạ ân một bên nói, phu nhân yên tâm, tiểu thư thực mau là có thể từ trong cung ra tới. Khi nói chuyện, đối Khang Di xưng hô đã sửa vi phu nhân, như gia cũng biến thành tiểu thư, cái này làm cho Khang Di tâm thông thuận không ít. Phu nhân thả ngồi trong chốc lát, hiện tại còn không thể ăn cái gì, Chờ hạ lão thái thái khẳng định là muốn lại đây, vài vị di nương cùng tiểu thư hẳn là cũng có thể cùng nhau tiến đến, nô tỳ đi bị chút nước trà. Kim Hương viện nhi bên này bận rộn, Phượng phủ tiền viện nhi yến hội lần nữa lại náo nhiệt lên, như gia sự không hề có ảnh hưởng đến mọi người uống rượu không khí, chỉ là kia Tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ lại bưng chén rượu dạo bước tới rồi Phượng Vũ Hoành bên người. Chương 345 lớn mật cẩu nô tài. Huyền Thiên Dạ ở Phượng Vũ Hoành bên người không ghế trên ngồi xuống, một bàn các tiểu thư nhìn đến hắn lại đây, toàn yên lặng dưới nền đất đầu, ai cũng không muốn đi chủ động trêu chọc, ngay cả phấn đại cũng không dám hướng Huyền Thiên Dạ chỗ nhiều xem một cái. Huyền Thiên Dạ cùng cái khác hoàng tử không giống nhau, người này tựa như trời sinh mang theo nộ khí, tức giận, giống nhau, làm người coi trọng liếc mắt một cái liền khắp cả người phát lạnh. Phượng Vũ Hoành cũng không thấy hắn nhưng lại không phải sợ hãi mà là nàng cảm thấy chính mình đặc biệt đói này một bàn ăn ngon không nắm chặt ăn nhiều một chút cũng đúng lãng phí huyền thiên dạ liền như thế nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm mà nhìn nàng thẳng đến nàng đem trước mặt một con cá ăn sạch nửa điều hắn cuối cùng nhìn không được đè nặng trầm thấp thanh âm mở miệng nói huyện chủ phượng trâm không phải nói ném sao phượng vũ hoành ăn đủ rồi cá hạ nhân vừa lúc lại thượng nói long tỉnh nấm báo mưa canh nàng uống một ngụm, liên tục lắc đầu, cũng không phải quá hảo uống. Nhưng phóng đêm thì buông, lúc này mới lo lắng cùng huyền thiên dạ nói chuyện. Lại là một mở miệng liền hỏi lại đi, ai nói ta phượng trâm ném. Huyền thiên dạ sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, nghe đồn tế an huyện chủ ném phượng trâm, kia chỉ là nghe đồn A. Nghe đồn nàng bởi vì việc này bị hoàng thượng phạt nhốt lại không được ra phủ, kia cũng chỉ là nghe đồn A rốt cuộc là ai nói Phượng Vũ Hoành ném kim thoa. Này thật đúng là oan vô đầu nợ vô chủ. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm lên, trên mặt nộ khí, tức giận, lại bao phủ mấy tầng, sợ tới mức trên bàn mấy cái nữ hài đem đầu thấp đến càng sâu. Lúc này, có cái tiểu nha đầu chạy tới, đứng ở bên cạnh bàn nói, tân phu nhân đã trở lại thiêm hương viện nhi, lão thái thái kêu các tiểu thư đều qua đi đâu phượng vũ hoành uống xong cuối cùng một miệng trà đứng lên nhìn huyền thiên giả liếc mắt một cái lại nhìn hắn bên người kia tùy hầu liếc mắt một cái lưu lại một tiếng hừ lạnh xoay người liền đi huyền thiên giả tức giận đến phổi đều phải tạc nhưng tạc lại có thể như thế nào đâu hắn không thể đánh lại không thể mắng một đại nam nhân cùng cái tiểu nữ hài trí khí nháo đến hoàng thượng nơi đó xui xẻo lại đến là hắn huyền thiên giả cảm thấy này phượng vũ hoành trời sinh chính là cái làm giận liêu ai dừng ở nàng trong tay nếu có thể không bị tức chết kia thật là mạng lớn phượng gia nữ nhi nhóm đi vào thêm hương viện nhi phòng ngủ chính khi lão thái thái đã ngồi ở bên trong cùng khang di nói chuyện hai người ai cũng không nhắc lại như gia sự tại tiền viện khi khóc trống quá khang di lúc này cũng một lần nữa thượng trang lại là nhất phái đoan trang thỏa đáng thấy bọn nhỏ đều vào tới lão thái thái hướng về phía các nàng vẫy tay vừa rồi sự ra đột nhiên các ngươi cũng không hảo hảo gặp qua mẫu thân mau tới đây cho các ngươi mẫu thân hành lễ trầm ngư đi đầu đi lên trước cuối người hạ bái nữ nhi gặp qua mẫu thân cái khác ba người cũng đi lên trước hành lễ nói gặp qua mẫu thân khang di trên mặt tươi cười gia tăng chạy nhanh tự mình đem người đều cấp đỡ lên liên thanh nói mau đứng lên đều là hiểu chuyện hài tử về sau chúng ta chính là người một nhà không cần cả ngày câu này đó lễ tiết nói xong lại nhìn về phía phượng vũ hoành lôi kéo tay nàng nói a hoành ngươi đừng trách như gia nàng thật là bị nàng hoàng cửu cửu cấp sủng hư muốn ta xem như vậy cũng hảo làm nàng cũng có thể sớm ngày minh bạch ở đại thuận không thể so ở thiên chu hôm nay là ở trong nhà phạm sai lầm chúng ta đóng cửa lại như thế nào đều hảo thuyết nếu là ngày sau ở trong cung gây ra họa đã có thể không như vậy tốt vận khí mẫu thân thế như gia cùng ngươi xin lỗi về sau ngươi nếu có việc cũng cứ việc tới cùng mẫu thân nói phàm là mẫu thân có thể làm đến nhất định vì ngươi làm chủ khang di này một phen nói đến cực kỳ xinh đẹp ngay cả lão thái thái nghe xong đều không được gật đầu thẳng thang này quả nhiên là thiên chu trưởng công chúa a chính mình nữ nhi bị đánh thành như vậy quay người lại là có thể vứt bỏ hiềm khích gương mặt tươi cười đón chào như vậy công phu cũng không phải là người bình thường có thể luyện đến ra tới phượng vũ hoành nhìn khang di như vậy thỏa đáng biểu hiện cũng không nhắc lại phía trước sự đến là thay đổi một cái khác đề tài mẫu thân như vậy vừa nói ta đến thật đúng là nhớ tới chuyện này như tới khang di cười nói ngươi nói phượng vũ hoành nói Ta nhìn trúng ly thiêm hương viện nhi không xa lương tâm cát, đang chuẩn bị xong xuôi hỷ sự sau tìm một cơ hội cùng tổ mẫu hỏi một chút xem, có thể hay không đem kia lương tâm cát cho ta trụ. Nếu mẫu thân có lời nói, kia A Hoành liền thỉnh mẫu thân cấp làm chủ đi. Khang Di phía trước thật đúng là sợ nàng đề cái gì đại yêu cầu, trước mắt nghe nói chỉ là muốn cái phượng phủ sân, nàng không khỏi ngầm nhẹ nhàng thở ra, hảo, mẫu thân đáp ứng ngươi phượng vũ hoành gật đầu nhìn mắt lão thái thái hiện giờ có mẫu thân tới lo liệu gia sự tổ mẫu cũng có thể thanh nhàn một ít lão thái thái trong lòng lão đại không vui đến không phải đau lòng cấp phượng vũ hoành cái sân nàng vốn dĩ cũng liền nghĩ tới ở phượng phủ bên này lại sửa sang lại một cái sân ra tới cấp phượng vũ hoành trụ dù sao cũng là không xuất các cô nương lại có như vậy tôn quý thân phận mặc kệ từ phương diện kia giảng Phượng Gia đều không thể mệt nàng. Nhưng việc này nàng làm là nàng làm, hiện giờ bị Khang Di cấp tặng nhân tình, này không rõ rành rành muốn phân nàng quyền sao. Mắt nhìn lão thái thái sắc mặt không tốt, Khang Di chạy nhanh hống nàng nói, mẫu thân thông cảm một chút tức đi, con dâu thật sự là tưởng cùng A Hoành điều chỉnh tốt quan hệ, ngài coi như đưa con dâu cái này thuận nước dông thuyền, con dâu định sẽ không quên mẫu thân ân điển. Đến nỗi trong phủ đại sự tiểu tình, con dâu là phi người trong nước, nơi nào hiểu được đại thuận quy củ, chính là liệu lý không tới đâu. Lão Thái Thái nghe nàng nói như vậy lời nói, trong lòng cuối cùng là thoải mái chút, gật gật đầu, cũng đối Phượng Vũ Hoành nói, ngươi là Phượng gia hài tử, lý nên ở bên này có chính mình sân trụ. Khi liễu viên tuy nói cũng đúng cái trên danh nghĩa địa phương, nhưng nơi đó không khỏi quá keo kiệt chút. Lương tâm cắt đến là hảo, địa thế cũng cao chút, Bên trong còn có tràng ba tầng tiểu tháp lâu, đứng ở phía trên nắm phong cảnh nhất hảo. Thích hợp ngươi trụ. Lương Tâm Các xác thật là có tràng ba tầng tháp lâu, đây cũng là phượng vũ hoành nhất nhìn trúng địa phương. Gần nhất trạm đến cao vọng đến xa, thứ hai nàng đem tháp lâu đổi thành dược lâu, sử dụng tới cũng càng phương tiện. Chỉ là, lão thái thái lại khó xử mà đã mở miệng, Lương Tâm Các vẫn luôn cũng không có người trụ quá quét tước đến là còn hảo thuyết chính là này trang trí lẽ ra trong phủ tiểu thư sân hẳn là công trung cấp ra bạc xử lý nhưng công trung thật sự là không có tiền a à. nói lại hướng trong phòng này viết liếc mắt một cái trên mặt ẩn hiện tức giận khang di sao có thể không rõ này lại là chính mình chọc họa thế là chạy nhanh lại nói lão gia vì con dâu làm này đó con dâu trong lòng đều minh bạch thỉnh mẫu thân yên tâm lão gia thiệt tình đãi khang di khang di sau này cũng tất nhiên sẽ một lòng đều nghĩ chúng ta phượng gia sớm chút nhật tử con dâu cũng đã cấp hoàng đệ đi thư từ nói vậy thiên chu sứ thần hẳn là đã ở trên đường cấp a hoành trang sân tự nhiên đến là con dâu tới xử lý mẫu thân ngài liền giải sầu đi còn có thư nhã viên bên kia đến lúc đó cùng nhau thêm vào mẫu thân mấy ngày nay liền suy nghĩ một chút nhìn xem tưởng đặt mua chút cái gì nghe khang di nói như vậy lão thái thái liền cũng yên tâm ngẫm lại cũng đúng một quốc gia trưởng công chúa thiên chu đưa tới của hồi môn khẳng định sẽ không keo kiệt này khang di thoạt nhìn là cái hiểu chuyện nàng mang theo nữ nhi liền mẹ con hai người lưu tại đại thuận không nơi nương tựa muốn ở đại thuận dừng chân liền tất nhiên đến trước tiên ở phượng gia dừng chân mà muốn ở phượng gia dừng chân càng là không thể thiếu muốn hối lộ hạ nàng cái này lão thái thái. Lão thái thái trên mặt dương cười, đối phượng Vũ Hoành nói, vậy ấn mẫu thân ngươi nói làm. Canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng đừng ở chỗ này trong phòng ngồi, hạ thiền, nàng kêu khởi hầu hạ ở bên cạnh nha đầu, đem phu nhân hầu hạ hảo, trong chốc lát nghĩ kêu hỉ bà tiến vào, đại thuận nên có quy củ vẫn là đến có. Hạ thiền nói, là, thỉnh lão thái thái yên tâm, nô tỳ chắc chắn đem bên này đều chuẩn bị hảo. Lão Thái Thái lúc này mới vừa lòng mà dẫn dắt mọi người ly hỷ phòng, xem Phượng Vũ Hoành vừa vặn đi ở bên người nàng, nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, hôm nay ngươi có thể cho nàng một cái ra oai phủ đầu cũng đúng không tồi, tuy nói nàng gả lại đây đối với ngươi phụ thân con đường làm quan có lợi. Nhưng ở trong phủ đầu tóm lại cũng đến ước thúc điểm nhi, cũng không thể làm nàng tổng bưng chính mình một quốc gia công chúa thân phận, lại quá hai năm chỉ sợ trong phủ đều đãi không dưới nàng phượng vũ hoành cười nói bên không nói sợ là tổ mẫu trên tay nội trợ muốn giao ra đây nàng nói xong bước chân nhanh hơn đi phía trước viện nhi đi đến lão thái thái dừng lại chân tưởng tượng đến nội trợ sự trong lòng liền từng đợt mà đau nhưng phượng vũ hoành nói đúng trong nhà chủ mẫu vào phủ nàng cái này lão thái thái thật sự là không thích hợp lại cầm giữ nội trợ Lúc này, tiền viện yến hội còn ở náo nhiệt mà tiến hành, Phượng Cẩn Nguyên ai bàn bồi rượu, thường xuyên qua lại cũng uống không ít. Đến là các hoàng tử cũng không nguyện ý đi theo như thế uống, nhị hoàng tử tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều đã đi trở về, đại hoàng tử đang chờ thái y cấp như gia xem thương, sau khi xem xong liền cũng muốn mang theo như gia cùng nhau đi. Mà tam hoàng tử huyền thiên giả tắt chọn chỗ ly yến hội hơi thiên chút đình ngồi xuống, bên người đứng hắn kia thị vệ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, nhìn dáng vẻ nên là tưởng chờ Phượng Cẩn Nguyên bận việc xong cùng hắn nói chút cái gì. Phượng Vũ Hoành đi trở về tới khi, xa xa mà nhìn huyền thiên giả liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, tùy tay bưng trên bàn một mâm trái cây cũng hướng kia đình đi rồi đi. Huyền thiên giả mắt nhìn nàng hướng bên này đi tới, hữu mi giác liền không chịu khống chế mà thình thịch kêu hai hạ mỗi lần cùng Phượng Vũ Hoành nói chuyện hắn cũng chưa chiếm quá thượng phong, hiện giờ xem kia nha đầu chủ động triều phía chính mình đi tới, huyền thiên dạ không khỏi ở trong lòng suy đoán khởi nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, người đã tới rồi trước mặt, Thủy Vân đoán trong người, Phượng Trâm ở đỉnh, lại xứng với Phượng Vũ Hoành sắc bén khí thế. Hắn cơ hồ sinh ra một loại nàng so với hắn thân phận còn muốn tôn quý ảo giác. Đại thuận không có công chúa, chỉ sợ liền tính là có, cũng áp không được này huyện chủ đi. Tam Điện Hà Hảo nhã hứng, chạy đến bên này tránh quấy rầy. Nàng Thượng Đình mở miệng liền nói, A Hoành gặp ngươi một người ngồi ở đây cũng quạng cô ẻ, liền nghĩ đưa bàn trái cây lại đây, coi như cấp Điện Hạ giải khác. Nàng không đi được quá dựa trước, cũng không có tự mình đem trái cây phóng tới trên bàn, chỉ là duỗi ra cánh tay để hướng kia thị vệ. Thị vệ không cảm thấy như thế nào, rốt cuộc hắn làm hạ nhân, loại sự tình này là thường làm. Thế là tiến lên hai bước đi tiếp, lại không nghĩ, mâm biên nhi còn không có đụng tới đâu, phượng vũ hoành thế nhưng đột nhiên buông lỏng tay, một chỉnh bàn trái cây, ban mà một chút liền ném tới trên mặt đất. Trái cây lăn xuống khắp nơi, kia sứ bàn quan ngã cũng cái dập nát, chỉ là mảnh nhỏ tương đối tập trung, mỗi người dương lợi tiêm nhi nằm xoài trên hai người trung gian không gian thượng. Phượng Vũ Hoành tức giận, lớn mật nô tài. Bổn huyện chủ hảo ý cho ngươi gia vương gia đưa trái cây, ngươi dám đem mâm đựng trái cây quăng ngã. Phải bị tội gì? Nàng này một giọng nói quả thực dọa người, thanh âm sắc nhọn không nói, còn hàm chứa lửa giận cùng lệ khí. Khi thị vệ đi theo huyền thiên dạ lâu rồi, vốn đã đối người khác âm mặt có nhất định miễn dịch khí, khá vậy không thế nào, vừa thấy hướng phượng vũ hoành kia hai mắt hắn liền khống chế không được mà đánh cái giật mình lập tức đầu óc hỗn loạn không biết nên như thế nào cho phải phượng vũ hoành lại đuổi theo một câu cẩu đồ vật cho ta quỳ xuống một câu ra hoàng tuyền lập tức vòng đến người nọ phía sau đài chân sau này trên đầu gối một đá một cái bẫy thước cao tráng hắn liền như thế bị nàng cấp đá quỳ xuống muốn mệnh chính là kia thị vệ vừa vặn quỳ tới rồi kia phiến mảnh sứ vỡ thượng, đầu gối chỗ lập tức mạng khai một tầng huyết vụ. Không chỉ như thế, hắn quỳ xuống trong nháy mắt kia, liền cảm thấy trên mặt đất trừ bỏ mảnh sứ ở ngoài, tự hồ còn có châm, tim triều thượng mà lập, rất nhiều rất nhiều căng, lập tức toàn bộ hoàn toàn đi vào hắn hai đầu gối, đau đến hắn thiếu chút nữa nhi không cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Chương 346 hủy hoại ngươi động phòng hoa chút tương vương điện hạ bên người thị vệ, là trách ta phượng gia tiếp đón không chu toàn, vẫn là ghét bỏ ta này nhị phẩm huyện chủ thân phận không đủ phân lượng. Cư nhiên liền bổn huyện chủ đệ thượng mâm đựng trái cây đều kinh thường tiếp. Khi thị vệ quỳ trên mặt đất vẻ mặt không cam lòng, dãy dụ suy nghĩ lên. Khá vậy không biết vì cái gì, hắn hai đầu gối thế nhưng từ ban đầu đau dần dần biến thành bắt đầu có điểm tê dại, mặc kệ như thế nào sự sức lực đều đứng dậy không nổi phượng vũ hoành mở to một đôi làm người vừa thấy liền giác thấm đến hoảng đôi mắt cúi đầu xem hắn như thế nào kẻ hèn một người thị vệ bổn huyện chủ liền phạt ngươi quỳ tư cách đều không có kia thị vệ càng xem phượng vũ hoành càng là cảm thấy hoảng hốt không khỏi quay đầu đi xem huyền thiên dạ thấy huyền thiên dạ hướng hắn gật gật đầu hắn lúc này mới đáp lời nói thuộc hạ không dám không dám. Phượng Vũ Hoành trong mắt hàng quan hiện ra, ta xem nhưng không có cái gì là ngươi không dám. Nàng hơi cúi xuống thân, xông thẳng kia thị vệ liền đem mặt thấu qua đi. Cái loại này từng bước mà đến cảm giác áp bách bức cho kia thị vệ trên trán đều tiệm hãm, muốn né tránh, chân lại không thể động, theo Phượng Vũ Hoành gương mặt kia ở trước mặt hắn càng phóng càng lớn, hắn hô hấp đều mau hít thở không thông. Huyện Huyện chủ Hừ. Phượng Vũ Hoành ống tay áo vung ngồi dậy tới, nếu không phải xem thường bổn huyện chủ, vậy quỳ đi. Vẫn luôn quỳ đến trời tối, lại cùng ngươi chủ tử cùng nhau trở về. Huyền thiên dạ nhăn mau một ninh, khó hiểu chất vấn Phượng Vũ Hoành, ngươi cùng cái nô tài trí cái gì khí. Phượng Vũ Hoành một tiếng cười lạnh, kia cô mặt chu sửu cùng nàng lời nói lại một lần tiếng vọng ở bên tai, khi đó cửu điện hạ bị vây khốn núi sâu, mặt tướng dẫn người từ bên ngoài nghĩ cách cứu viện khi từng cùng người nọ đánh quá vài lần đối mặt nàng hai bài ngân nha cắn chặt trong mắt tàn khốc tần hiện lại nhìn về phía huyền thiên dạ khi nơi nào còn có nửa điểm tình cảm nàng nói cùng cái nô tài trí khí là không có gì ý tứ ta chỉ là cho hắn chủ tử đề cái tỉnh đã từng trải qua cái gì thỉnh hắn ngàn vạn phải nhớ rõ ràng một ngày nào đó ta muốn một bút một bút bù trở về nàng xoay người, đại bước mà đi, lại là dương giọng nói, đừng có gấp, sớm muộn gì có một ngày, liền đến phi ngươi. Dứt lời, người đi, lại lưu lại trong đình hai người không rét mà run. Huyền thiên dạ đem hai chỉ nắm tay nắm đến gắt gao, khớp xương đều phím bạch, khi nói rời đi bóng dáng đã là trở thành hắn trong mắt nhất ngạnh một viên cái đinh, hắn tàn nhẫn không được hiện tại liền đem này rút đi. Đáng tiếc, không được lúc trước nhưng có lưu lại sơ hở nhược điểm hắn hỏi bên người kia quỳ thị vệ người nọ nghĩ nghĩ lắc đầu nói thuộc hạ vẫn luôn đều rất cẩn thận chưa bao giờ từng ở đại thuận tướng sĩ trước mặt lộ quá mặt tế an huyện chủ không có khả năng biết chuyện này huyền thiên giả cắn răng xoay tay lại liền cho kia tướng sĩ một cái tác nhưng nàng hôm nay rõ ràng chính là hướng về phía ngươi hắn chỉ vào kia hai điều chảy đầy đất máu tươi chân trận chiến ấy, huyền thiên minh đánh phế đi chân, nàng này rõ ràng là tự cấp huyền thiên minh báo thù đâu. Chủ tử Thôi Huyền thiên huyền khoát tay, hiện giờ không phải cùng bọn họ trở mặt thời điểm, ngươi thả quỳ đi, này chân. Mười thành mười là muốn còn cho nhân gia. Ngày này hỷ yến mãi cho đến trời tối mới kết thúc, các tân khách theo thứ tự tan đi, quan trọng người Phượng Cẩn Nguyên đều tự mình đưa đến phủ ngoài cửa, nhất đến cuối cùng, đó là huyền thiên kỳ mang theo một chúng cung nhân đài như gia cũng ra tới cửa. Phượng Cẩn Nguyên nhìn như gia trong lòng liền từng đợt trung rẩy, cái này phi thân sinh nữ nhi vừa mới vào phủ môn liền tao này tai họa bất ngờ, cái này làm cho hắn nên như thế nào cùng Khang Di giao đại A. Mắt nhìn huyền thiên kỳ xe ngựa đem như gia tái đi, Phượng Cẩn Nguyên gõ gõ đã có chút đi lên tử lực bắt đầu xoay xe đầu, xoay người dạo bước hồi phủ đỏ thẩm hỉ bào còn mặt ở trên người, hắn lại có chút đánh túc, không biết nên như thế nào đối mặt Khang Di. Phụ thân hôm nay uống lên không ít rượu, nữ nhi đã tự mình viết canh giải rượu phương thuốc, giao cho hạ nhân đi ngao. Phượng cẩn nguyên một đài đầu, vừa vặn cùng nên diện đi tới Phượng Vũ Hoành đi rồi cái đỉnh đầu chạm vào. Hắn vi lăng hạ, men say lại trở lên tới chút, thế nhưng bắt lấy Phượng Vũ Hoành mang theo cầu xin nói, A à Hoành, ngươi giúp giúp phụ thân, đem Như gia cứu ra được không? Phượng Vũ Hoành khó hiểu, Như gia công chúa là tiếng cung đi học quy củ, đây là rất tốt sự, sao phụ thân phải dùng cứu cái này tự? Ai nha. Phượng Cẩn Nguyên dậm chân, hảo nữ nhi, ngươi liền giúp giúp phụ thân lần này, tính phụ thân cầu ngươi được không? Cầu ta. Phượng Vũ Hoành bật cười, phụ thân thượng một lần cầu nữ nhi, đưa lên Phượng phủ khế đất lúc này đây lại chuẩn bị dùng cái gì tới cầu đâu nàng cười lạnh đi phía trước đi rồi vài bước nữ nhi không đề phòng nói cho phụ thân đừng nói cứu nếu nàng lần sau gan lại nói nói vậy ta một roi là có thể đưa nàng đi gặp diêm vương phượng cẩn nguyên hạ đến đột nhiên sau này lui hai bước đầu óc choáng váng một chút không đứng vững suýt nữa té ngã đi phía sau gã sai vặt đỡ hắn một phen lại phục hồi tinh thần lại lại thấy phượng vũ hoành đã xoay người rời đi bóng dáng cao ngạo lại tuyệt tình thẳng làm hắn hoài nghi kia rốt cuộc còn có phải hay không hắn phượng cẩn nguyên nữ nhi lão gia gã sai vặt ở bên nhắc nhở nói canh giờ không còn sớm tân phu nhân đã ở thiêm hương viện chờ lâu ngày lão gia là cần phải trở về hắn không đề cập tới cái này còn hảo nhắc tới trở về sự phượng cẩn nguyên liền càng buồn bực người này a à liền sợ uống rượu, nếu hắn giờ phút này là thanh tĩnh, như vậy thân là một sớm thừa tướng, điểm này khuyên bảo cùng câu thông năng lực vẫn phải có. Nhưng hắn uống xong rượu, còn nhân là hôm nay là vai chính mà không uống ít, có thể thẳng đi đường đã là lớn nhất cực hạn, lại làm hắn đi đối diện một cái tùy thời chờ cùng hắn muốn nữ nhi khang di, phượng cẩn nguyên quả thực một cái đầu so hai cái đại. Liền ở hắn do dự công phu, liền thấy có cái tiểu nha đầu vội vã mà hướng bên này chạy tới vừa thấy đến phượng cẩn nguyên chạy nhanh liền nói lão gia lão gia ngài mau đi xem một chút đi hàng di nương bụng đau đã đau non nửa cái canh giờ cái gì phượng cẩn nguyên kinh hãi đồng thời cũng không thế nào trong lòng thế nhưng hơi chút nhẹ nhàng thở ra hàng thị bụng có việc hắn liền có thể có lý do chính đáng qua đi nhìn xem tuy rằng tránh không được một đời nhưng tránh nhất thời tổng vẫn là có thể. Thế là chạy nhanh nói, mau. Chúng ta đi Ngọc Lan viện nhi. Nha đầu này tới báo giờ, Phượng Vũ Hoành còn chưa đi viện, ẩn ẩn liền nghe được nói cái gì hàng thị bụng đau, lại quay đầu lại đi xem, Phượng Cẩn Nguyên đã đi theo kia nha đầu hướng Ngọc Lan viện nhi phương hướng đi rồi. Hoàng Tuyền nói câu, ngày đại hôn, tân nương tử còn ở động phòng chờ đâu, này Phượng tướng liền ba ba đi thiếp thất phòng. Khang Di công chúa còn không được tức chết. Phượng Vũ Hoành nghĩ nghĩ, lại là có vài phần nghiền ngẫm nói, đi, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Ngọc Lan Viện Nhi bên kia đã loạn thành một đoàn, hàng thị gọi thanh hết đợt này đến đợt khác, nghe được người thượng hỏa. Phượng Cẩn Nguyên tiếng Viện Nhi đã bị phấn đại một phen cấp bắt được, không ngừng nói, phụ thân, ngươi cũng không thể mặc kệ di nương, nàng hoài hài tử thập phần vất vả, hôm nay lại đi theo bận việc một ngày, Trước mắt bụng đau vô cùng, vẫn luôn ở kêu ngài. Nhưng không, hàng thị gọi bậy trong tiếng thường thường mà liền kẹp một câu, lão gia. Ngươi vì cái gì không cần ta nha, ta còn hoài ngươi hài tử nha. Phượng Cẩn Nguyên nghe cái này sốt ruột nha, một đường bị phấn đại lôi kéo liền vào hàng thị nhà ở, vừa đi vừa không ngừng nói, ngươi mau đừng hô, cẩn thận thương đến hài tử. Đồng thời hỏi phấn đại, có hay không thỉnh đại phu A. Phấn đại lắc đầu, hôm nay là làm hỷ sự, thỉnh đại phu đến phủ nhiều không may mắn a. À. Bên cạnh nha hoàng lê lạc lắm miệng nói một câu, như gia công chúa không phải thỉnh thái y. Phấn đại mắng nàng, nào có ngươi nói chuyện phần. Đó là công chúa, hàng di nương cùng nàng có thể so sánh sao. Phượng Cẩn Nguyên vừa nghe cũng không vui, hàng thị trong bụng hoài chính là ta thân cốt nhục, như thế nào liền không thể so. Mau đi thỉnh đại phu lúc này mấy người đã muốn chạy tới giường biên liền thấy hàng thị bắt lấy phượng cẩn nguyên tay nói lão gia không thể thỉnh đại phu trong phủ làm hỷ sự thiếp thân không thể va chạm tân phu nhân a nàng nói như vậy lời nói đến là dẫn tới phượng cẩn nguyên một trận thương tiếc lập tức cũng hồi nắm lấy tay nàng nói ngươi bụng là đại sự mặc dù là khang di ở chỗ này nàng cũng sẽ vì ngươi thỉnh đại phu lão gia Hàng thị nước mắt ào ào mà ra bên ngoài lưu, thiếp thân cho rằng có tân phu nhân, thiếp thân liền sẽ không còn được gặp lại lão gia, lão gia, nàng nói lại ô ô mà khóc lên. Nàng khóc, phấn đại cũng đi theo lau nước mắt, phụ thân, di nương mấy ngày nay suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, nữ nhi không cầu khác, chỉ cầu ở hài tử rơi xuống đất phía trước, phụ thân có thể nhiều đến xem di nương. Coi như, coi như là vì chưa sinh ra đệ đệ suy nghĩ đi. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, đây là tự nhiên, ta đều đáp ứng các ngươi, mau đừng khóc. Hắn bên này chính khuyên, lại có tiểu nha đầu tới báo, lão gia, nhị tiểu thư tới. Nàng tới làm cái gì? Phấn đại mắt một lập, xem thường cũng phiên lên. Phượng Cẩn Nguyên lại nói, nàng tới vừa lúc, này không phải có sẵn đại phu sao, khiến cho nàng cho ngươi di nương nhìn một cái, nhìn chúng ta cũng có thể yên tâm. Hàng thị đối Phượng Vũ Hoành cho nàng xem bệnh thập phần mâu thuẫn, không ngừng kêu to, không cần, ai cũng không cần ai tới xem bệnh, thiếp thân liền phải lão gia bồi, cái gì đều không cần. Mà lúc này, Phượng Vũ Hoành cũng đã đi vào phòng tới, vừa đi một bên nói, "Di nương không vì chính mình suy xét, tổng cũng đến vì trong bụng Phượng gia huyết mạch nhiều suy nghĩ." Nói chuyện tới rồi phụ cận, nhìn nhìn Phượng Cẩn Nguyên, lại nói, "Phụ thân có không nhường một chút" Phượng Cẩn Nguyên buông hàng thị tay, cấp Phượng Vũ Hoành làm một khối địa phương ra tới. Hàng thị thập phần khẩn trương, nhìn Phượng Vũ Hoành liên tiếp mà hướng giường bên trong suốt. Phượng Vũ Hoành lại là ông đồng thượng nàng cổ tay, cũng không thấy nàng sử bao lớn sức lực, khi hàng thị lại là rốt cuộc di động không được, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhậm này bắt mạch. Sau một lúc lâu, liền nghe Phượng Vũ Hoành nói, tâm thần không yên, tưởng niệm thành tật, tâm hỏa quá vượng, thai tượng bất an. Cái gì ý tứ? Phượng Cẩn Nguyên hỏi nàng, thai tượng bất an. Nàng đem hàng thị cổ tay thả xuống dưới, đối Phượng Cẩn Nguyên nói, hàng di nương là tâm bệnh, tâm tư lôi kéo thai tượng, chỉ có làm nàng tâm tình sung sướng, trong bụng thai nhi mới có thể giữ được bình an. Phấn Đại vừa nghe lời này chính là sửng sốt, Phượng Vũ Hoành là ở thế hàng thị nói chuyện. Vì cái gì a? À? nàng lúc ban đầu không rõ mà khi nghe được tiếp theo câu nói khi liền đã hiểu liền nghe phượng vũ hoành lại nói hàng di nương trạng huống phụ thân cũng đều xem ở trong mắt hoài thân mình nữ nhân nhất yêu cầu trượng phu làm bạn mà phụ thân chẳng những không bồi còn tại đây loại thời điểm nên thú tân mẫu thân vào cửa cái này làm cho hàng di nương như thế nào chịu nổi như vậy đã kích phượng cẩn nguyên giật mình nhìn phượng vũ hoành hỏi nàng thật là làm sao bây giờ loại này chứng bệnh có dược nhưng y sao? Phượng Vũ Hoành nói, biện pháp tốt nhất không phải uống thuốc, mà là phụ thân có thể lưu tại này Ngọc Lan Viện Nhi bồi bồi hàng di nương, có lẽ là tới rồi ngày mai buổi sáng, này bệnh thì tốt rồi. Phấn đại một chút liền đã hiểu, Phượng Vũ Hoành cũng không quen nhìn Khang Di mẹ con, hỷ yến thượng cùng triều như gia, trước mắt định là muốn mượn hàng thị tay đoạt Khang Di động phòng hoa chút. Bất quá như vậy cũng không tồi, Cấp kia nữ nhân một chút giáo huấn, trưởng công chúa lại có thể như thế nào? Vào phượng gia môn, liền không thể làm nàng quá mức đắc ý. Phượng Cẩn Nguyên chợt vừa nghe cảm thấy không ổn, hắn có nghĩ thầm đi thêm hương viện nhi, nhưng hai cái đùi lại vô luận như thế nào cũng mãi bất động. Nghĩ lại, cùng với đi đối mặt một cái chờ cùng hắn muốn nữ nhi tân hôn thê tử, hàng thị bên này cho hắn lý do chính đáng lưu lại, hắn vì sao không theo giai liền đi xuống hạ đâu thế là gật đầu nói, hảo, vì phượng gia con nối giỏi bình an, vi phụ đêm nay liền lưu lại. Chương 347 lấy mạng tới. Đêm nay, Phượng Cẩn Nguyên ngủ lại Ngọc Lan Viện Nhi. Này tin tức truyền tới thiêm Hương Viện Nhi khi, Khang Di chính lòng tràn đầy chờ mong mà chờ Phượng Cẩn Nguyên trở về cùng nhau uống chén rượu giao bôi, nàng đói bụng một ngày đều còn không có ăn cái gì, trên bàn bãi đồ ăn nhiệt lại nhiệt, cuối cùng lại nhiệt tới Phượng Cẩn Nguyên ngủ lại Ngọc Lan Viện Nhi tin tức. Nha đầu hạ thiền đối nàng nói, nghe nói là hàng di nương đột nhiên bụng đau, đem lão gia cấp thỉnh qua đi, có lẽ là bên kia thật sự đi không khai, lão gia lúc này mới. Hẳn là, khang di như đúc lại lý giải lại rộng lượng bộ dáng, trời đất bao la con nối giỏi lớn nhất, đêm nay chính là lão gia trở lại bên này, chỉ cần Ngọc Lan Viện Nhi bên kia có việc, ta cũng là muốn cho hắn qua đi nhìn xem. Một bên nói một bên chính mình thay cho hỷ bào, xuyên bình thường sim y, lại vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị chút đồ bổ, sau đó lại đối Hạ Thiền nói, chúng ta qua đi nhìn xem, hàng muội muội thân thể yếu đuối, nhưng đừng thực sự có cái cái gì sự. Hạ Thiền chưa nói cái gì, Khang Di hiện tại là chủ mẫu, nàng tự nhiên có cái này quyền lực, huống chi lão thái thái sớm có phân phó lưu nàng ở bên này, chủ yếu chính là quan sát Hạ Khang Di ngày thường biểu hiện, trước mắt đúng là thời cơ tốt. Thiêm hương viện nhi bên này đồ bổ thực mau liền chuẩn bị tốt, Khang Di không nhiều dẫn người, chỉ dẫn theo Hạ Thiền cùng hai cái thiên chu tùy gã tới nha đầu, bốn người vội vàng hướng hàng thị bên kia đi. Nhân ba ngày hạ tuyết, trên đường vẫn là thực hoạt, thật vất vả đi đến Ngọc Lan Viện khi còn nhỏ, lại phát hiện toàn bộ sân sớm đã là một mảnh đen nhánh một chút ánh sáng đều không có. Có gác đêm nha đầu nhìn đến người tới, chạy nhanh lại đây hành lễ, Khang Di khó hiểu hỏi, không phải nói hàng Di nương thân mình có bệnh nhẹ sao? Ta lại đây nhìn xem. Nàng gã vào phượng gia, liền chính mình đi, bổn cung, tự xưng, xem như nàng đối phượng phủ tôn trọng. Ngọc Lan Viện Nhi gác đêm nha đầu vừa nghe lời này liền có chút khó xử, chi ngô hồi lâu mới nói, hồi bẩm phu nhân, Di Nương đã hảo chút, chỉ là nỗi lòng có chút không xong, lão gia bồi di nương ngủ hạ. Lúc này lại đi quấy rầy. Sợ là không ổn. Khang Di sửng sốt, ngủ hạ, này thật đúng là thiên đại châm chọc. Tân chủ mẫu nhập phủ, tân lan quan lại ngủ ở thiếp thất trong phòng, cái này kêu cái gì chuyện này. Nàng vốn là muốn tới bên này nhìn xem, sau đó lại đem phượng cẩn nguyên mang về, nhưng hôm nay nếu nói ngủ hạ, nàng lại khăng khăng cấp kêu lên, đó chính là nàng sai. Một khi hàng thị bị kinh, bụng lại có cái gì phản ứng, nàng tội lỗi có thể to lắm nha. Khang Di tâm niệm thay đổi thật nhanh, thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, không sao. Ta mang theo một ít đồ bổ lại đây, ngươi liền trước tiếp nhận lấy đi. Sáng mai nhớ rõ cùng lão gia nói một tiếng ta đã tới liền hảo. Ai? Khi nha đầu chạy nhanh đem đồ bổ sách ở trong tay, không ngừng cấp Khang Di nói lời cảm tạ vẫn luôn cung tiễn Khang Di rời đi, lúc này mới thở dài một cái. Cái này kêu cái gì chuyện này a. À? May mắn tân phu nhân không có sinh khí, bằng không này một đêm sợ là lại không được an bình. Tân hôn cùng ngày, Khang Di một người phòng không gối chiếc, lại cũng không gặp nàng có bất luận cái gì oán giận, ngược lại còn cùng hạ thiền nói, việc này không cần nói cho mẫu thân, đỡ phải nàng niết tâm. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cẩn Nguyên từ Ngọc Lan Viện trực tiếp thượng triều, hoàng thượng rõ ràng cho hắn 5 ngày thời gian nghỉ kết hôn, hắn lại một ngày cũng không hưu. Nhưng hôm nay cũng đúng tân phu nhân cấp lão thái thái kính trà nhật tử, Khang Di sáng sớm liền mặt chỉnh tề, ở một chúng hạ nhân làm bạn hạ hướng thư nhã viên đi. Tân phu nhân cấp lão thái thái kính trà, đồng thời thiếp thất cũng muốn cấp tân phu nhân kính trà, cho nên Khang Di đến lúc đó an thị hàng thị còn có kim trân đều đã chờ ở đường thính vừa thấy khang di tiến vào sôi nổi đứng dậy khang di chạy nhanh qua đi đỡ lấy hàng thị lo lắng nói muội muội thân bình trọng này lễ chính là trăm triệu biết không đến mau ngồi xuống khi nói chuyện sắc mặt bình thản dáng vẻ đoan trang hàng thị hôm nay sắc mặt cực hảo hồng nhuận có quan nghe xong khang di nói còn hiện vài phần thẹn thùng tùy ý Khang Di đỡ nàng ngồi trở lại ghế trên, như vậy muốn nhiều khoe khoang có bao nhiêu khoe khoang. Cố tình Khang Di thái độ chính là hảo, chẳng những tự mình đỡ hàng thị ngồi xuống, còn hảo ngôn hảo ngữ mà cùng nàng nói, tỷ tỷ cũng không biết nên như thế nào giúp ngươi, sau này nếu là có cái gì yêu cầu nhưng nhất định phải cùng ta nói, chúng ta hiện tại đều là người một nhà, chính là đến cùng nhau trong chừng phượng gia con nối giỏi lão thái thái nhìn khang di biểu hiện như vậy cùng với những lời này thật là vừa lòng không được gật đầu thấy hàng thị đã ngồi xong khang di lúc này mới buông lỏng tay trở lại đường trong sảnh giang đem nha hoàng đưa qua trà đoan tới tay vững bước tiến lên với lão thái thái trước mặt quỳ xuống con dâu cho mẫu thân kính trà vào phượng gia môn chỉ nghe phượng gia sự khang di từ nay về sau không hề là thiên chu trưởng công chúa chỉ là ở mẫu thân trước mặt tận tâm hầu hạ con dâu nói đem chung trà dơ lên cao quá mức vòng eo lại đi xuống cung kính cung lão thái thái hư vinh tâm lại bành trướng lên nàng trước kia nằm mơ cũng ngẫm lại không đến có một ngày thiên chu quốc trưởng công chúa sẽ quỳ đến nàng trước mặt cùng nàng nói lời này còn cùng nàng kêu mẫu thân như vậy tôn vinh mặc kệ đến cái gì thời điểm đều là rất dài mặt nha nàng cười đem trà tiếp nhận tới uống thượng một ngụm, lại trí với trên bàn, sau đó thân thủ đem Khang Di nâng dậy, liên tục khen ngợi, thật là cái hiểu chuyện. Cảm ơn mẫu thân khen. Khang Di đến là thật sự hoàn toàn buông xuống trưởng công chúa cái giá, ở lão thái thái trước mặt một bộ tiểu bối bộ gián thảo đến lão thái thái hảo một trận niềm vui. Hôm qua sự tình ta đều đã nghe nói. Lão Thái Thái ý bảo Khang Di ở nàng xuống tay biên ghế trên ngồi xuống, lại tiếp tục nói, hàng thị có mang, khó tránh khỏi kiều quý chút, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt. Nói còn trừng mắt nhìn hàng thị liếc mắt một cái, cẩn nguyên cũng đúng vì nàng trong bụng thai nhi suy nghĩ, cũng không phải cố ý làm khó ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Khang Di chạy nhanh nói, mẫu thân nói được nơi nào lời nói, bảo hộ phượng gia con nối giỏi là con dâu quan trọng chức trách, con dâu đã vì phượng gia chủ mẫu, kia hàng muội muội trong bụng hài tử liền cùng ta hài tử là giống nhau mặc dù hôm qua lão gia chính mình bất quá đi khang di cũng đúng muốn khuyên lão gia quá khứ chỉ là không nghĩ tới kinh động mẫu thân làm mẫu thân đi theo lo lắm lão thái thái cười nói ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo tả hữu kia hài tử sinh ra tới cũng đúng muốn kêu mẫu thân ngươi tương lai có thể hay không có tiền đồ vẫn là muốn dựa vào với ngươi không chỉ cái kia chưa sinh ra hài tử trong phủ cái khác các thiếu gia tiểu thư cũng đúng giống nhau con dâu cẩn tuân mẫu thân dạy bảo, chắc chắn đối xử tử tế trong phủ mỗi người. Khang Di ý cười đầy mặt mà đáp ứng. Lão thái thái thấy nàng thái độ rất tốt, này cũng liền yên lòng, lại nhìn thoáng qua kia vài tên thiếp thất, lại đối Khang Di nói, ngươi thả ngồi xong, làm các nàng cho ngươi kính trà. Khang Di vội vàng ngồi ngay ngắn, đều có nha đầu bưng nước trà đến ba vị thiếp thất bên người, kia ba người tiếp nhận trà đi đến khang di trước mặt liền phải quỳ xuống khang di đột nhiên mở miệng nói không cần quỳ hàng muội muội thân mình trọng này quỳ lễ liền miễn các ngươi đem trà cho ta liền hảo ba người nhìn thoáng qua lão thái thái thấy nàng gật đầu lúc này mới y khang di nói chỉ hơi cung kính thân đứng liền đem này trà cấp kính thiếp thất kính xong trà lúc sau chính là bọn nhỏ gặp qua mẫu thân bởi vì hôm qua đã hành qua đại lễ Hôm nay bất quá là chào hỏi một cái liền hảo, cũng không có cái gì nghi thức. Phượng Vũ Hoành cũng đứng ở trong đám người cùng Khang Di khách khí mà nói vài câu, hết thảy thoạt nhìn đều là phong bình lãng tĩnh. Cuối cùng là đem quy cũ đều đi xong, thấy Phượng Vũ Hoành cũng không có hướng nàng làm khó dễ. Khang Di đáy lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, nàng thật đúng là sợ Phượng Vũ Hoành lại chọn sự phi, khắc đến không có gì, chỉ là sợ chọc đến lão thái thái phiền lòng thấy mọi người đều ngồi xuống, lão thái thái mở miệng hỏi hàng thị, ngươi hôm nay có hay không cảm thấy thoải mái một ít? Hàng thị cười gật gật đầu, hôm nay khá hơn nhiều. Vẫn là nhị tiểu thư nói đúng, hoài thân mình tâm thần không yên, dù sao cũng phải bên gối có lão gia cấp trấn một trấn, mới ép tới trụ trong phủ âm khí. Phi phi phi. Lão thái thái tức giận đến phun ra mấy khẩu, sáng sớm ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên nơi nào tới âm khí. Hàng thị im miệng, phấn đại lại cấm lời nói nói, hàng di nương nói được cũng không sai, hiện giờ trong phủ cũng chỉ có phụ thân một vị nam tử, toàn bộ hậu viện nhi tất cả đều là nữ nhân, cũng không phải là tích âm khí sao. Di nương là hoài thân mình người, ở phương diện này cảm thụ định là sâu nhất. Lão Thái Thái vốn là muốn lại khiển trách phấn đại một phen, nhưng lại lại ngẫm lại, phấn đại nói được tự hồ cũng rất có đạo lý, việc này nếu là đặt ở ngày thường căn bản là không tính chuyện này hàng thị hoài thân mình làm phượng cẩn nguyên bồi cũng liền liền bồi nhưng phượng cẩn nguyên cùng khang di rốt cuộc là tân hôn động phòng đêm đó ngủ ở thiếp thất trong phòng đã thực kỳ cục chẳng lẽ còn muốn lại bồi đến hàng thị sắp sinh trầm ngư nhìn phấn đại cùng hàng thị hai người trong lòng liền có khí nàng liền không rõ này phấn đại rốt cuộc là làm ầm ĩ cái gì đâu Khang Di nhập phủ chỗ tốt nàng đã nói qua 180 biến, vì sao cái này tứ muội muội chính là nghe không vào. Nàng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, hôm qua hỷ yến thượng, ta nhìn đến ngủ điện hạ cũng tới, trong bữa tiệc ngẫu nhiên có hướng tứ muội muội này chỗ xem ra, nghĩ đến cũng đúng nhớ mãi không quên. Trước kia chúng ta trong phủ cũng không có làm chủ người có thể vì chúng ta tỉ muội hôn sự nói thượng lời nói, nhưng hiện giờ bất đồng, mọi việc có mẫu thân cấp chúng ta làm chủ, tứ muội muội nếu là có cái gì tâm sự, chính là đến nhớ kỹ cùng mẫu thân nhiều lời nói đi. Nàng lấy chuyện này đi đề điểm phấn đại, nhưng xem như điểm tới rồi phấn đại tâm hoa tử, lập tức liền ngậm miệng, trong mắt chuyển động, lại mở miệng khi, phía trước nói liền có điên đảo tính xoay chuyển, nghe nói cung thỉnh cái Bồ Tát có thể bảo bình an, phấn đại liền nghĩ, Phụ thân tổng như thế Bồi Di nương cũng không phải chuyện này nhi. Nhà chúng ta Phật Đường không phải có cung phụng Bồ Tát sao? Có thể hay không thỉnh đến Ngọc Lan viện nhi một tôn. Từ Di nương tự mình cung phụng, gần nhất lẳng lặng tâm, thứ hai cũng áp áp trạch. Lão thái thái biết đây là Trầm Ngư ở giải vây, tuy nói lấy ngũ hoàng tử ra tới nói sự không quá chọc nàng vui vẻ, nhưng nếu là không đề cập tới chuyện này sợ thật đúng là áp không được vấn đại tốt xấu là có thể đem phượng cẩn nguyên cấp tỉnh ra tới, lão thái thái liền cũng gật gật đầu, đến là có một tôn thúy ngọc quan âm, quay đầu lại kêu triệu ma ma mang theo ngươi đi thỉnh đi. Khang Di cũng cảm kích mà nhìn trầm ngư liếc mắt một cái, sau đó đối mấy cái hài tử nói, các ngươi nếu kêu ta một tiếng mẫu thân, ta liền muốn gánh vác khởi làm mẫu thân trách nhiệm. Về sau mặc kệ có cái gì sự, cứ việc tìm mẫu thân tới nói, ở lòng ta, các ngươi cùng như gia phân lượng là giống nhau lão thái thái cảm thấy câu này nói đến thật là hảo liên tục khen ngợi ngay sau đó lại nghĩ tới chuyện này liền nói từ trước trong nhà không có chủ mẫu này trong phủ nội trợ vẫn luôn liền từ ta quản hiện tại khang di ngươi đã đến rồi quay đầu lại ta liền đem này nội trợ chi quyền giao dư ngươi trong phủ trên dưới ngươi liền tốn nhiều tâm lo liệu đi khang di vừa nghe lời này liên tục xua tay kinh hô, mẫu thân, trăm triệu không thể a. À. Thấy lão thái thái mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền giải thích nói, Khang Di là thiên chu người, chưa từng đã tới đại thuận, đối đại thuận bên này hết thảy tình huống đều không hiểu biết, cũng không biết cái gì đồ vật là tốt. Cũng không rõ bên ngoài đồ vật đều phải bán nhiều ít bạc, thậm chí liền đại thuận người thường ăn cái gì đồ ăn đều là cái biết cái không, mẫu thân, cái này nội trợ con dâu trăm triệu quản không được lão thái thái vốn là không quá bỏ được giao ra nội trợ trước mắt nghe nàng như vậy vừa nói đến cảm thấy cũng đúng có lý liền gật đầu nói cũng hảo vậy ngươi liền đi theo ta nhiều học chút thời gian đãi quen thuộc lúc sau lại giao cho ngươi trưởng quản đi nói cho hết lời liền thấy bên ngoài có cái tiểu nha đầu vội vàng mà chạy tiến vào hướng mọi người phủ cuối người vẻ mặt ưu sắc nói bẩm lão thái thái phu nhân chính cửu hoàng tử đến đến phủ Chương 348 cửu hoàng tử ngươi không hạt bạch thoại có thể chết sao? Lão Thái Thái mới vừa đem bát trà bưng lên tới tưởng uống một ngụm, nha đầu này một câu, đến khẩu trà đột nhiên liền phun tới, hơi kém không đem nàng cấp sặc chết. Chính, cửu hoàng tử. Hắn, hắn tới làm, làm cái gì? Cửu hoàng tử đột nhiên đến phóng, lộng rối loạn phượng da người đầu lưỡi, một đám đều đi theo cà lâm lên ngay cả Khang Di đều khẩn trương vài phần, không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi Phượng Vũ Hoành, thầm nghĩ trách không được phía trước như vậy bình tĩnh, hóa ra là bảo tác tới điềm báo A. Lão Thái Thái Thế này một phòng chủ tử quan kinh ngạc, lại ai cũng bất động địa phương, tiểu nha đầu sốt ruột, vội vàng nhắc nhở mọi người, cửu hoàng tử còn tại tiền viện nhi chờ. Đến là Phượng Vũ Hoành trước đứng lên, thuận miệng nói câu, sao không thỉnh điện hạ đến đường thính đi ngồi đại lãnh thiên nhi tại tiền viện nhi làm chi? Khi nha đầu một trung trung nghĩ nghĩ đáp lời nói không biết lúc này có hay không đi đường thính vừa mới tới báo giờ nói là đến tiền viện nhi phượng vũ hoành gật đầu điện hạ có hay không nói là làm cái gì tới nha đầu đáp nói là cấp nhị tiểu thư tỷ thuận khí lách cách lão thái thái tay một trung trung chạm vào đổ bên cạnh bát trà cấp nhị tiểu thư thuận khí. Phượng Vũ Hoành chính mình không đều cho chính mình thuận sao. Đem như gia triều thành kia phó đức hạnh còn chưa đủ. Này ngự vương lại tới làm ầm ĩ gì? Lão Thái Thái trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng cũng không dám như thế nói. Khang Di chủ động tiến lên đi đỡ nàng lên, sau đó nói, điện hạ tới cửa, chúng ta vẫn là đi xem đi. Phượng Vũ Hoành cười nói, mẫu thân nói đúng. Phượng gia người cơ hồ là lo lắng thấp thỏm lo lắng mà đi tới tiền viện nhi, liếc mắt một cái liền nhìn đến giữa viện đang bị một đám người vây quanh huyền thiên minh. Người nọ vẫn như cũ là một thân áo tiếng ngồi ở trên xe lăn, trên mặt hoàng kim mặt nạ tự hồ là tân đổi quá, sau nguyên lai còn muốn càng lượng thượng một ít. Ở hắn phía sau đứng một bọn thị vệ, còn đài mấy cái đại cái trương đặt ở giữa viện, mọi người sắc mặt đều thập phần nghiêm túc, hoặc nhìn lệnh nhân sinh sợ lão thái thái cùng khang di hai người song song tiến lên mang theo phượng phủ mọi người cúi người quỳ lạy khi khang di hiển nhiên không quá thói quen như vậy đại lễ từ khi thiên chu quốc quân thượng vị tới nay nàng liền không còn có hành quá quỳ lễ mặc dù đại niên mùng một ngày đó gặp mặt thiên võ cũng không có hành quỳ lạy đại lễ nhưng hiện giờ thân phận của nàng bất đồng nàng là phượng gia tức phụ nhi lão thái thái đều quỳ nàng không quỳ kia còn thể thống gì thế là cũng đi theo lão thái thái cùng nhau quỳ xuống. Mọi người quỳ lạy, huyền thiên minh lại giống xem cũng chưa thấy giống nhau, chỉ hướng về phía phượng vũ hoành vẫy vẫy tay, đem người gọi vào chính mình trước người, sau đó chỉ huy nàng tả tả hữu quẹo phải vài vòng, lúc này mới nói, còn hảo, không bị thương ngươi. Khang Di nghe xong lời này một tráng hắc tuyến, Phượng Vũ Hoành là đánh người có được không? Khi căn bản chính là đơn phương tra tấn, nàng có thể chịu cái gì thương nàng bên này giữa mày mới vừa ninh một chút huyền thiên minh cuối cùng chịu mở miệng lý lý phượng gia người liền nghe hắn nói bổn vương nghe nói hôm qua phượng tướng đại hôn khi có người cho nhà của chúng ta hoành hoành khí chịu hắn một bên nói một bên ninh bám lấy trong tay roi thanh âm lãnh đến làm người nghe một câu là có thể run run một chút phượng lão phu nhân hắn bắt đầu điểm danh sợ tới mức lão thái thái thân mình đều đôi có thể hay không cho bổn vương nói nói, là cái gì người khi dễ nhà của chúng ta hoành hoành. Lão Thái Thái đã sớm bị hắn tấp dọa sợ, nơi nào còn nói đến ra lời nói tới, chỉ quỳ gối nơi đó liên tiếp mà run run. Phượng Vũ Hoành trừng mắt nhìn huyền thiên minh một ít, bất đắc dĩ nói, tổ mẫu như thế đại niên kỷ, ngươi dọa nàng làm cái gì? Sau đó hướng về phía bên cạnh Khang Di Nao Nao cầm, đổi một cái. Nói xong, chủ động tiến lên thân thủ đem lão thái thái cấp đỡ lên, tổ mẫu mau đứng lên, chuyện này cùng ngài không quan hệ, ngài không cần sợ. Lão thái thái đứng lên sau, ngơ ngác mà nhìn Phượng Vũ Hoành, trong lòng tức tưởng hỏi một chút, nàng không cần sợ, kia ai nên sợ? Khang Di sao? Quả nhiên, liền nghe huyền thiên minh lại đã mở miệng, trực tiếp liền hỏi hướng Khang Di, nếu Phượng Gia có tân chủ mẫu, kia bổn vương liền thỉnh vị này phu nhân tới nói một câu ngày hôm qua hỷ yến thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì khang di da đầu có chút tê dại về huyền thiên minh đủ loại truyền thuyết lại tiếng vọng ở nàng trong đầu chính là lời nói nhân gia đã hỏi liền không thể không đáp khang di nghĩ nghĩ đem đầu đài lên người lại còn quỳ trên mặt đất đối với huyền thiên minh nói là thần phụ giáo nữ vô phương nói chút làm huyện chủ động khí nói Nhận được huyện chủ dạy bảo, tin tưởng tại đây phiên dạy bảo hạ, tiểu nữ định có thể thu liễm tính tình, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, cùng huyện chủ tỷ muội giao hảo. Nga. Huyền Thiên Minh mắt lạnh lẽo mà coi, ngươi là ở nói cho bổn vương, hôm qua việc tế An huyện chủ đã ra quá khí, bổn vương hôm nay không nên lại làm điều thừa. Vương gia hiểu lầm, thần phụ không có ý tứ này. Khang Di cảm thấy Huyền Thiên Minh thật sự khó chơi lại cảm thấy hắn một đại nam nhân ba ba chạy tới báo thù khí lượng thật sự là có chút tiểu, không khỏi lại nói câu, như gia hôm qua đã bị đại điện hạ đưa đến trong cung học tập lễ nghi, lão gia cũng thượng triều chưa về. Vương gia mang theo như thế nhiều thị vệ tiến đến, chắc là có chuyện quan trọng muốn cùng lão gia thương lượng đi. Không bằng thỉnh vương gia đến đường thính hơi ngồi một lát, tốt không? Lời kia vừa thốt ra, phượng gia người lại là tập thể rung lên. Lão thái thái tâm nói này Khang Di miệng thật là muốn mệnh a, à, nàng rốt cuộc có thể hay không làm rõ ràng đại thuận tình huống. Huyền Thiên Minh lại đột nhiên liền cười, tựa như nghe được thực buồn cười chê cười giống nhau chỉ vào kia Khang Di nói, ngươi là đang nói, bổn phương thừa dịp phượng cẩn nguyên không ở trong phủ, liền chạy tới khi dễ các ngươi một nhà già trẻ phụ nữ và trẻ em, rất là không có phong độ. Hắn một bên nói một bên cười, một bên cười một bên lắc đầu phong độ loại đồ vật này bổn vương từ sinh hạ tới ngày đó bắt đầu liền không biết là cái cái gì ngoạn ý bổn vương chỉ biết hôm qua có người chọc ta tương lai tức phụ nhi không thoải mái hôm nay bổn vương liền tới các ngươi phượng gia đòi lấy cái cách nói khang di trong lòng cũng có khí nhắc tới chuyện này nàng liền nhớ tới như gia kia một thân huyết nhục mơ hồ bộ dáng là lại tức lại đau lòng không khỏi nói hôm qua tiểu nữ ngôn ra vô tâm lưu an huyện chủ thật sự đã ra quá khí nha huyền thiên minh đài đầu nhìn trời hoành hoành trừ nàng là bởi vì nàng nhục mạ bổn vương mà bổn vương hôm nay tới thảo chính là các ngươi khí đến hoành hoành nợ này căn bản chính là hai việc khác nhau như thế nào có thể nói nhập làm một còn có vị này phu nhân ngươi thật sự hẳn là may mắn là hoành hoành trước động roi nếu thay đổi bổn vương ngươi kia nữ nhi đã sớm đi gặp diêm vương phượng gia người tráng thượng đồng thời xuất hiện ba cái chữ to không nói lý Đặt sau này cử hoàng tử có thể hay không phân rõ phải trái một hồi cũng không biết huyền thiên minh có phải hay không học thuật độc tâm vừa thấy này toàn gia biểu tình thế nhưng buộc miệng thốt ra các ngươi là cảm thấy bổn vương không nói lý phượng gia người chạy nhanh lắc đầu không dám đáp lời phượng vũ hoành lại sâu kín mà đã mở miệng như thế nào sẽ đâu trong thiên hạ ai không biết cửu điện hạ là nhất giảng đạo lý người có sao phượng gia người hai mặt nhìn nhau nói huyền thiên minh phân rõ phải trái này chẳng phải là hoặc thiên hạ chi kê vị này hoàng tử từ sinh ra kia một ngày khởi cùng phân rõ phải trái hai chữ nhưng có dính quá biên nhi không chỉ là hắn còn có hắn kia mẫu phi cộng thêm một cái hắn tương lai tức phụ nhi phượng vũ hoành cái nào giảng quá lý khang di nhìn chằm chằm phượng vũ hoành liền cảm thấy hai người kia thật đúng là hai vợ chồng trận mắt nói dối bản lĩnh thật là thiên hạ tìm không ra người thứ ba cho nên điện hạ ý tứ là khang di cũng không nghĩ lại vòng quanh tả hữu cái này kiếp là tránh không khỏi còn không bằng làm hắn sớm một chút cấp cái thống khoái lời nói khang di là bất cứ giá nào nhưng phượng gia người sợ hãi a à. vạn nhất ý tứ này là đem phượng gia tất cả mọi người dùng roi trừ một lần nhưng làm sao bây giờ liền tại đây toàn gia nơm nớp lo sợ thời điểm, huyền thiên minh chuyển động xe lăn tới rồi phượng vũ hoành bên người, thập phần bá đạo mà đem người từ lão thái thái trong tay cấp đoạt ra tới, sau đó lại đem kia tay nhỏ nắm chặt, cuối cùng đã mở miệng nói, bổn vương đến cũng không có gì ý tứ. Chọc hoành hoành sinh khí kia nữ phỏng chừng cũng không chịu nổi bổn vương lại trừ một đốn, kia bổn vương đánh giá thả liền trước tha nàng. Khang Di vừa nghe lời này đôi mắt liền sáng ngời, không nói hai lời, trực tiếp liền khấu cái đầu, đa tạ vương gia tha mạng chi ân. Ân. Huyền Thiên Minh đương nhiên mà bị nàng này nhất bái, lại là lại nói, bất quá, tội chết có thể miễn, mang vạ lại không thể tha. Khang Di ngẩn ra, mang vạ. Không sai. Huyền Thiên Minh dương tràn thanh âm, phía trước lười biến tan mất vài phần, sau đó sở hữu phượng gia người liền nghe thấy hắn đặc biệt không biết xấu hổ mà nói, nhà của chúng ta hoành hoành thân kiều thể quý, sinh một lần khí cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất khí bị bệnh, là muốn đã thương nguyên khí, bị thương nguyên khí đâu. Liền phải dùng tới cốt đang dược đi bổ. Bổn vương ngày thường nhưng đều luyến tiếc trêu chọc nàng, mọi chuyện theo, nơi chốn nhường, phụng ở trong tay đều sợ rất quan ngã. Phụ hoàng cũng đúng đau nàng, sợ nàng này nhu nhược tính tình bị người cấp khi dễ cho nên liền cho tế an huyện chủ tên tuổi nghĩ tốt xấu cũng có thể hù dọa hù dọa người nhưng không nghĩ tới vẫn là có người như thế đuôi mù hắn liền như thế tự cố mà nói nói được phượng gia người mồ hôi lạnh đều xuống dưới phượng vũ hoành tính tình nhu nhược sẽ bị người khi dễ cửu hoàng tử ngươi không hạt bạch thoại có thể chết sao nàng không khi dễ người khác liền không tồi hảo sao đương nhiên đây là mọi người nội tâm riết gào, ngoài miệng chính là cái gì cũng không dám nói, chẳng những không dám nói, còn phải làm ra thập phần nhận đồng bộ dáng, một đám cúi đầu mà đứng, thỉnh thoảng gật đầu, cẩn thận cẩn thận mà chờ Huyền Thiên Minh kế tiếp nói. Huyền Thiên Minh nhìn quét một vòng, lại mở miệng nói, bổn vương sở dĩ nói như thế nhiều, chính là tưởng nói cho vị này phu nhân, nhà của chúng ta hoành hoành sinh một lần bệnh phí tổn, chính là rất cao. Phí tổn Khang Di khó hiểu, nghĩ lại, cẩn thận hỏi, vương gia là nói. Bạc. Thông minh. Huyền Thiên Minh gật gật đầu, như thế nói đi, rốt cuộc các ngươi ở xa tới là khách, chúng ta đại thuận tổng cũng không thể nhớ một cái sai lầm vẫn luôn không bỏ, đúng không? Cho nên đâu, sai dùng tiền để, ngươi đem hoành hoành ăn đồ bổ bạc cho là được. Khang Di thở dài một hơi, liên quan phượng gia người cũng đi theo thở dài một hơi, có thể sử dụng bạc giải quyết chuyện này vậy không tính chuyện này, cửu hoàng tử lần này thật là khai ân. Khang Di đặt đại khí mà nói câu, chúng ta nhận phạt, thỉnh vương gia nói cái giá đi. Huyền Thiên Minh Ninh Phượng Vũ Hoành ngón tay, số A số A, cuối cùng đếm 5 cái ra tới, 500 vạn lượng. Phượng gia người tập thể bạo hãn ăn vàng làm dược cũng không mang theo như thế quý đi. Khang Di cũng run sợ một hồi lâu, công phu sư tử ngoạm, tuyệt đối là bị người hố. Nhưng hố lại có thể như thế nào đâu. Nhân gia chính là minh hố, nàng lại có thể như thế nào. Cái này kêu người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, liền chỉ có thể căng da đầu nói, hảo, thần phụ nhận tội. Ân. Huyền Thiên Minh gật gật đầu, lại bổ câu, 500 vạn lượng, hoàng kim. Phượng gia người tập thể hỏng mất chương 349 đưa cho Phượng Gia Đại Lễ. Dù cho Khang Di là một quốc gia trưởng công chúa, cũng bị này 500 vạn lượng hoàng kim cấp dọa tới rồi. Thiên Chu đương nhiệm quốc quân đăng cơ còn không có mấy năm, đăng cơ không xong, nội chính cũng đều ở phát trong điện. Thiên Chu mà chỗ cực hàng, thổ địa vạn vật không sinh, đại lượng lương thực đều phải từ đại thuận mua sắm, hơn nửa mấy năm liên tục trấn tai, quốc khố vốn là không đẩy đà, này 500 vạn lượng hoàng kim tuy nói không phải toàn bộ, nhưng cũng cũng đủ đào rỗng thiên chu quốc khố 8 phần. Khang Di nhìn huyền thiên minh, liền cảm thấy kia mặt nạ hạ hai mắt hình như là một con hồ ly, giảo hoạt, quỷ kế đa đoan. Nàng đột nhiên ý thức được, cấp phượng vũ hoành báo thù chỉ sợ chỉ là một cái cờ hiệu, này huyền thiên minh chân chính mục đích là muốn đào rỗng thiên chu. Vương gia Nàng thập phần khó xử, thần phụ tuy là thiên chu trưởng công chúa, nhưng dù sao cũng là một giới nữ lưu, 500 vạn lượng bạc trắng đã là một bút cự khoản, nếu đổi thành hoàng kim, lại là trăm triệu thấu không đến nha. Huyền Thiên Minh sửa đúng nàng, cái gì kêu đổi thành hoàng kim? Vốn dĩ chính là hoàng kim. Khang Di sắc mặt trở nên trắng, giữa mày khẩn tích cóc, như đang ngẫm nghĩ cái gì, nửa ngày cũng không nói gì. Phượng Vũ Hoành cười ý đến huyền thiên minh xe lăng biên, không có việc gì người giống nhau lôi kéo hắn lao nổi lên việc nhà, mấy ngày nay trong nhà làm hỷ sự, ta cũng không lo lắng tiếng cung, không biết phụ hoàng thân thể tốt không. Huyền thiên minh cũng treo một mặt tà cười cùng nàng trả lời, cũng không tệ lắm, chính là tổng nhắc mãi ngươi. Khi ngày khác ta tiến cung đi xem hắn lão nhân gia, đúng rồi, ngày hôm qua hỷ yến thượng nhìn đến tam điện hạ nàng sinh sôi mà xoay đề tài khá vậy không biết là vì sao hắn mang đến tùy hầu lại bị thương đi thời điểm là bị người đài ra phủ hai cái đùi tự đầu gối chỗ bắt đầu liền máu chảy đầm đìa kia huyết a à, chảy đầy đất phượng gia người một chút liền nhớ tới tối hôm qua tam hoàng tử ly phủ khi phát sinh sự ai cũng không rõ vì cái gì đi theo tam hoàng tử cùng nhau tới thị vệ liền bị thương chân tựa như bị người dùng dao nhỏ xẹt qua giống nhau ngăn không được mà đi xuống lưu. Nguyên bản ngày hôm qua đã đi xuống đại tuyết, bạch bạch mặt đất nhiễm một chuỗi hồng, tức giận đến lão thái thái ngầm thẳng nhắc mãi không may mắn. Nhưng ai cũng không biết người nọ vì cái gì sẽ bị thương, tam hoàng tử cũng cũng không có hướng phượng gia truy cứu, ngược lại một câu cũng không nói, mang theo người liền đi rồi. Sau lại phượng gia người quét tước đình viện, có người phát hiện trong rừng trong đình có một đại thang vết máu, còn có người nói từng nhìn đến cái kia thị vệ vẫn luôn quỳ gối bên kia, như là bị tam hoàng tử trách phạt. Mọi người nguyên tưởng rằng là tam hoàng tử chính mình giáo huấn nô tài xuống tay tàn nhẫn chút, chuyện này nhi vốn dĩ đều bóc đi qua, chính là trước mắt nghe Phượng Vũ Hoành đột nhiên lại nhắc tới, vì sao đại gia trong lòng lại đột nhiên đều có một loại cảm giác, cảm thấy kia thị vệ sự tám phần cùng Phượng Vũ Hoành thoát không được can hệ. Lão Thái Thái trước hết nghĩ vậy một chút, nhưng lập tức lại cảm thấy cũng không quá thích hợp phượng vũ hoành thật là bá đạo chút nhưng nàng rốt cuộc không thể so cửu hoàng tử quyền cao chức trọng chỉ bằng tam hoàng tử tính tình sẽ đối một cái tiểu cô nương chịu thua khang di lại đang nghe phượng vũ hoành nói lúc sau không lý do tâm liền nhăn một chút nên kính tử giống nhau đau đãi này đau kính nhi một qua đi thay thế chính là hoảng hốt ánh mắt cũng hướng huyền thiên minh hai đầu gối cái chỗ di đi cũng không thế nào nàng lập tức liền ảo tưởng đến như da cũng hai đầu gối đổ máu mà chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn từ nay về sau đi đến nào nàng đều đến đẩy nàng không bao giờ có thể mẹ con cùng tản bộ khang di càng nghĩ càng hoảng hốt miễn cưỡng duy trì trấn định chính là ngay sau đó phượng vũ hoành lại bồi thêm một câu lời nói lại là làm nàng hai chân mềm nhũng trực tiếp từ quỳ biến thành ngồi té trên mặt đất liền nghe phượng vũ hoành nói Ngươi nói kia hai điều huyết chân là như thế nào thương đâu? Có thể hay không là mũi tên bắn? Ai? Mẫu thân, nghe nói các ngươi Thiên Chu có một chi thần xạ đội, rất là dũng mãnh, chính là thật sự. Nàng quay đầu nhìn thẳng Khang Di, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm, càng nhiều lại là như băng đao giống nhau lạnh thấu xương. Khang Di thập phần bất đắc dĩ mà gật đầu, tuy rằng nàng cực độ không muốn đề cập Thiên Chu thần xạ, đặc biệt là ở huyền thiên minh cùng phượng vũ hoành trước mặt nhưng nhân gia hỏi đều hỏi muốn tránh cũng đúng tránh bất quá đành phải căng da đầu nói là có một mũi tên đội lại cũng không tính dũng mãnh nga huyền thiên minh gật đầu lại là đột nhiên đem cái này về thiên chu thần xạ đề tài cấp kết thúc đi lại bắt đầu hỏi kia 500 vạn lượng hoàng kim vị này phu nhân ý tứ là không muốn dùng 500 vạn lượng hoàng kim làm bồi thường ân không sao, bổn vương người tới đều sẽ không làm khó người khác, nếu tiền tài không thể giải quyết, kia liền chỉ có thể khác tìm nó pháp. Khang Di trong lòng không đế, vương gia theo như lời nó pháp là Cái này ngươi liền không cần hỏi nhiều. Huyền Thiên Minh hướng nàng khoát tay, lại trật đầu cùng Phượng Vũ Hoành nói, Hoành Hoành, ngươi nói kia thiên chu thần xạ tay lực đạo có có bao nhiêu đại. Nếu cách sơn cốc bắn ra mũi tên tới, có thể hay không đem bổn vương đầu gối bắn thủng. Phượng Vũ Hoành đem hai trưởng trí với hắn đầu gối chỗ, ôm nhu nói, vậy muốn hỏi một chút thiên chu người. Chính là vị này trưởng công chúa lại không muốn cùng bổn vương nhiều liêu. Không có việc gì, trong cung không phải còn có một vị khác công chúa sao. Vương gia. Khang Di đột nhiên lớn tiếng kêu to lên, có lẽ là bởi vì quá mức kinh hoảng, giọng nói đều bổ. Ta cấp nàng nhìn về phía huyền thiên minh, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng cùng cầu xin, 500 vạn lượng hoàng kim. Ta cấp. Hảo. Huyền thiên minh cuối cùng là dương cười tới, phu nhân sản khoái, vậy thỉnh phu nhân lập tức lập hạ chứng từ một trương, bổn vương hạ ngươi ba tháng chi kỳ, cần phải đem này bút bồi thường đài tiến cách vách huyện chủ phủ đi. Khang Di là thật sự sợ, huyền thiên minh cùng phượng vũ hoành kẻ sướng người họa, nói rõ chính là đang nói ngươi nếu không trả tiền, ta liền phế đi như da chân. Nếu thay đổi bên sự, có lẽ nàng còn có thể lại kiên trì một chút, nhưng tại đây chuyện thượng nàng là đối lý, lúc trước huyền thiên giả hướng thiên chu mượn thần xạ đội lẻn vào Tây Bắc, mắt chính là đêm này đại thuận cửu hoàng tử mệnh lưu lại, đáng tiếc cuối cùng tính sai. Thiên chu tuy rằng triệt đến sạch sẽ, lại cũng tuyệt đối không thể một chút nhược điểm đều lưu không dưới. Hiện giờ xem ra, huyền thiên dạ thị vệ phế bỏ chân, cùng hôm nay này hai người một phen cỏ, chính là ở nhắc nhở nàng, có một số việc, nhân gia đều ghi tạc trong lòng, có chút thù, luôn có đủ loại biện pháp đi báo. Khang Di ngầm cắn răng, nàng là một cái mẫu thân, 500 vạn lượng hoàng kim tuy là lại quý trọng, lại cũng không kịp nữ nhi chân. Liền y vương gia lời nói, ba tháng trong khi, thần phụ định đem hoàng kim đưa lên. Ơn. Huyền Thiên Minh gật gật đầu, lại không xem nàng, phản đến là lại đối Phượng lão thái thái nói lên lời nói, "Lão phu nhân, về hôm qua hỷ yến thượng phát sinh sự, phụ hoàng cũng đã có điều nghe thấy, nghe nói bổn vương hôm nay muốn tới trong phủ làm khách, liền làm bổn vương mang một phen lời nói tới." Lão thái thái vừa nghe hoàng thượng có chuyện, chạy nhanh liền lại phải quỳ xuống tới, Huyền Thiên Minh vội xua tay, "Không cần, chỉ là vài câu việc nhà." phụ hoàng nói nguyên bản đồng ý việc hôn nhân này là nghĩ phượng gia từ trước chủ mẫu không phải thực như ý nghe nói ở con cái giáo dưỡng phương diện cũng có rất lớn khiếm khuyết phụ hoàng cảm thấy khang di trưởng công chúa ở thiên chu đức cao vọng trọng định là giáo dưỡng cực hảo người từ nàng tới chiếu cố phượng gia con cái nhưng sẽ bồi dưỡng ra ưu tú nữ nhi cùng thành dụng cụ con cháu chính là không nghĩ tới trưởng công chúa thế nhưng đem chính mình thân sinh nữ nhi cấp dưỡng thành như vậy thật sự là lệnh phụ hoàng rất là thất vọng đồng thời cũng thâm giác xin lỗi phượng tướng lời kia vừa thốt ra phượng gia người liền có điểm phản ứng không kịp cái gì ý tứ nghe tới như là có chút hối hận ban cho việc hôn nhân này chẳng lẽ lại muốn nháo hòa ly sao không thể đi hôm qua vừa mới thành hôn a Huyền Thiên Minh nhìn trong chốc lát mọi người phản ứng, mới lại nói, Phụ Hoàng luôn luôn xem trọng Phượng Tướng, đối việc này thật sâu tự trách, chỉ cảm thấy nếu là bởi vì chính mình phán đoán sai lầm mà chậm trễ Phượng gia con nối giỏi tiền đồ, thật sự là không tốt lắm. Nhưng việc đã đến nước này, này sai lầm lại sửa đúng cũng đúng chậm, cho nên, Phụ Hoàng liền nghĩ ra một cái chiếc trung biện pháp tới. Lão Thái Thái thử hỏi, cái, cái gì biện pháp? liền thấy huyền thiên minh hai trưởng một phách, phủ ngoài cửa long xa, lập tức có một chúng thị nữ vây quanh hai gã hoa mỹ gia nhân đi đến. Trung gian hai gã giai lệ nhìn qua năm bất quá hai mươi, một cái mi thanh một tú, một cái mắt to nùng trang, đi đường tứ bình bát ổn, một xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, kia sợi vững chắc đoan trang kính nhi, quả thực cùng khang di có đến liều mạng. Phượng Vũ Hoành hai mắt hiếp lại, một chút liền đêm này hai người cấp nhận ra tới. Nàng ở trong hoàng cung là gặp qua các nàng, hoàng hậu nhà mẹ đẻ hai gã con vợ lẽ chất nữ, vẫn luôn chiếu dưỡng công chúa quy củ giáo dưỡng, lại không nghĩ rằng, hôm nay đưa vào phượng phủ tới. Đây là, lão thái thái cũng kinh ngạc, nàng chưa thấy qua này hai người, nhưng nhìn này thân trang điểm cùng này khí độ, như thế nào cũng không giống như là giống nhau quan viên gia nữ nhi, không khỏi có chút phát ngốc. Khang Di cũng nhăn mày tâm, nàng quá hiểu biết trong cung ngoài cung tranh tới đấu đi, thiên võ đế là cái gì ý tứ, nàng một chút liền minh bạch. Xem ra thần phụ muốn chúc mừng lão gia lại thêm tân nhân. Nàng nói được có chút bất đắc dĩ, hôm qua vừa mới vào cửa, động phòng bị cái mang thai thiếp cấp đoạt, ngày hôm sau liền lại tặng hai cái tân nhân tới, vẫn là hoàng thượng đưa, cái này kêu nàng trong lòng như thế nào có thể không nghẹn muốn chết nhưng nàng càng là nghẹn muốn chết huyền thiên minh trong lòng liền càng là thống khoái chẳng những cười ha ha còn tán dương khởi khang di phu nhân thật là người thông minh sau đó lại đối lão thái thái nói phụ hoàng tự nhận hổ thẹn với phượng tướng cố ý vì phượng tướng lại tỉ mỉ chọn lựa hai vị trắc thất từ bổn vương đưa lên phủ tới lão phu nhân hai vị này trắc thất nói vậy ngài cũng nên nghe nói qua các nàng là đồng bào tỉ muội là hoàng hậu nương nương thân chất nữ từ nhỏ liền dưỡng ở trong cung, tuy nói không có công chúa danh phận, nhưng cũng về công chúa giống nhau tôn trọng. Lão thái thái bỗng nhiên ngẩn ra, một chút liền nhớ tới trong cung là có như thế hai người. Hoàng hậu nương nương ca ca mất sớm, bếp nữ ra đít, liền lưu lại như thế hai cái thứ nữ. Năm đó tiếng cung khi, các nàng mới chừng 10 tuổi, Thiên Võ hoàng không có nữ nhi, đơn giản liền cấp lưu tại trong cung bất quá này hai người lại là cực kỳ điệu thấp, sở hữu cung yến một mực không tham gia, sở hữu xuất đầu lộ diện sự một suất không thèm nhìn, tính tính tuổi năm nay hẳn là mau 20, nhưng mấy năm nay chân chính gặp qua các nàng người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy hai người, hiện giờ lại bị đưa vào Phượng gia tới, này hoàng đế rốt cuộc là muốn làm cái gì? Như thế nào? Huyền Thiên Minh thấy lão thái thái bộ dáng này, không khỏi hỏi lão phu nhân là không hài lòng cảm thấy các nàng không xứng với phượng tướng bất quá là cái trắc thất hoàng hậu nương nương thân chất nữ này thân phận cũng coi như là quý trọng đi lão thái thái chỉ là nghi hoặc nào dám ghét bỏ liên thanh nói điện hạ hiểu lầm không phải ghét bỏ là là sợ hãi thánh thượng như thế chiếu cố phượng gia trên dưới cảm nhớ hoàng ân huyền thiên minh vừa lòng gật gật đầu Đôi tay một đài, đối vẫn luôn quỳ trên mặt đất Phượng gia nhân đạo, đều đứng lên đi. Phượng gia người quỳ đến lâu lắm, cùng nhau tới một bước tam hoãn, tưởng dung hơi kém không lại ngồi trở lại trên mặt đất đi, hàng thị càng là muốn mệnh, đôi tay vỗ về bụng nhỏ sắc mặt đều trắng. Phượng Vũ Hoành nhìn nàng một cái, chủ động tiến lên, duỗi tay đáp cổ tay. Sau một lúc lâu nói, cái gì sự cũng không có, hài tử hảo đâu. Lúc này, Huyền Thiên Minh lại một đài tay, đối phía sau kia hai người nói, các ngươi còn không tiến lên đi cấp lão phu nhân hành lễ. Các ngươi là phụ hoàng ban cho trách thất, chính là cùng tiểu thiếp bất đồng, nhớ rõ chính mình thân phận. Kia hai người nũng nịu nói, muội muội Minh Bạch. Hoàng hậu nương nương thân chất nữ, tuy là con vợ lẽ, nhưng đối với hoàng hậu tới nói huyết mạch lại là tương đồng, tự nhiên cùng Huyền Thiên Minh kêu đến một tiếng biểu ca hai người chậm chậm tiến lên, tới trước lão thái thái trước mặt, uống gối hạ bái nói, tiếp thân trình thị quân mạng, trình thị quân Mỹ, cấp lão phu nhân thỉnh an. Chương 350 Phượng gia nghèo không cho ngươi ăn thịt. Lão thái thái có chút không biết làm sao, dưới tình thế cấp bách nhìn về phía Khang Di. Khi Khang Di lại đã là phục lợi hại thể thái độ, tự nhiên ưu nhã mà đi lên trước tới, tự mình đem kia trình thị tỷ muội đỡ lên, Hai vị muội muội mau mau xin đứng lên, nếu vào Phượng gia môn, như vậy từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Trình thị tỷ muội bị nâng dậy thân, hai người đồng thời lui về phía sau nửa bước, lại lần nữa không người hạ bái, thiếp thân cấp phu nhân Thỉnh An. Khang Di cười đến thông dong rộng lượng, "Hảo, hai vị muội muội tuổi trẻ mỹ mạo, lại như thế tri thư đạt lý, có hai người các ngươi ở lão gia bên người hầu hạ." ta cùng lão phu nhân cũng liền an tâm rồi. Lão Thái Thái thấy Khang Di tỏ thái độ, chạy nhanh cũng mở miệng nói, đúng vậy đúng vậy. Có thể được hai vị, nàng có chút không biết cai quản này hai người kêu gì, kêu công chúa đi, lại không phải công chúa, không gọi công chúa đâu, này hoàng hậu nương nương thân chất nữ, lại bị dưỡng ở trong cung gần 10 năm, nên như thế nào luận. Diện mạo thanh tú trình quân mạng là tỷ tỷ thấy lão thái thái do dự, liền triển cái thanh nhã cười chủ động mở miệng nói, quân mạng cùng muội muội quân Mỹ là chắc thất, không có phúc phận cùng lão phu nhân tiếng kêu mẫu thân, nhưng ở trong lòng đối lão phu nhân lại là cực kỳ thân cận. Nếu lão phu nhân không chê, liền thỉnh hô chúng ta khuê danh đi. Trình quân mạng nói chuyện chậm rì rì, thanh âm thập phần dễ nghe, lại nhân ở hoàng cung lớn lên, người cũng có cùng Khang Di giống nhau tôn quý khí chất, lại cứ lại so Khang Di tuổi trẻ, lại tựa hồ mang theo chút công chính bình thản chi khí làm người vừa thấy liền sinh ra thương tiếc hảo cảm mặc dù lão thái thái cũng không ngoại lệ hảo hảo quân mạng quân mỹ ha 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 huyền thiên minh cười to phượng gia hỷ sự liên tục lão phu nhân như thế cao hứng bổn vương hồi cung cũng hảo hướng phụ hoàng bẩm báo phượng vũ hoành cũng dựa kia xe lăn bắt tay cười mở ra hoàng hậu nương nương người như vậy hảo nếu là tân chất nữ nói vậy cũng định sẽ không kém nàng đột nhiên liền trở nên đặc biệt vui vẻ thậm chí nhảy dựng lên bắt lấy huyền thiên minh cánh tay nói huyền thiên minh quá tốt rồi các nàng là hoàng hậu nương nương thân thích tất nhiên sẽ không khi dễ ta huyền thiên minh sủng nịch nhéo nàng gương mặt đúng vậy tất nhiên sẽ không khi dễ ngươi lại niết hai thanh như thế nào lại gầy phượng gia nghèo đều không cho ngươi ăn thịt sao ta không phải cho ngươi hảo chút bạc chính mình sẽ không hoa ta vốn dĩ chính là chính mình ăn phượng vũ hoành nhắc nhở hắn ta ở tại đồng sinh hiên ăn dùng đều là ngươi cấp bạc nga đối còn có huyện chủ bổng lộc ân huyền thiên minh nghe ra không thích hợp ngươi không cùng các nàng cùng nhau ăn kia bọn họ nhưng có tiếp viện ngươi bạc phượng vũ hoành lắc đầu không có đây là các ngươi không đúng rồi huyền thiên minh đột nhiên lại nhìn về phía phượng gia mọi người không thể bởi vì nàng không cần các ngươi liền không cho cùng là phượng gia nữ nhi hoành hoành lại là đích nữ không cầu các ngươi cấp so thứ nữ nhiều chỉ cầu có thể đối xử bình đẳng chính là vì sao vương gia khang di chạy nhanh nói vương gia hiểu lầm tuy rằng thần phụ vừa mới nhập phủ nhưng hôm qua cũng nghe mẫu thân nói lên quá việc này. Mẫu thân nói, tuy rằng huyện chủ không cùng chúng ta ăn dùng ở một chỗ, nhưng nàng kia phân lại vẫn là chiếc thành bạc đều lưu trữ, tùy thời có thể từ huyện chủ lấy dùng. Nga Huyền Thiên Minh gật gật đầu, như thế, rất tốt. Sau đó liền không hề xem nàng, lại chuyển hướng Phượng Vũ Hoành, ngươi cũng cơ linh điểm nhi, đừng tổng ngây ngốc thấy ai đều cười, làm người hố cũng không biết hảo ta cần phải trở về ngươi có việc liền đến ngự vương phủ đi tìm ta hảo phượng vũ hoành gật đầu tự mình đẩy huyền thiên minh ra phủ thẳng đến mọi người nhìn đến huyền thiên minh lên xe ngựa lúc này mới tập thể thở dài một cái lão thái thái cả người đều dựa vào ở triệu ma ma trên người một chút sức lực đều sử không thượng nhưng vẫn là vội vã phân phó phấn đại cùng một chúng hạ nhân mau mau đem hàng thị đỡ trở về nghỉ ngơi lại thỉnh cái đại phu tới an thai nhanh lên phấn đại cũng biết này không phải chậm trễ đến sự hàng thị lâu giòn trên mặt đất lại lạnh sắc mặt đã không được tốt tuy rằng nàng rất là tưởng lưu lại nơi này tiếp tục xem diễn nhưng rốt cuộc cũng đúng biết cân nhắc nặng nhẹ trời đất bao la hàng thị bụng lớn nhất các nàng cần thiết đến trở về nàng một dậm chân không cam lòng mà đỡ hàng thị đi rồi mà lúc này phượng vũ hoành cũng từ phủ ngoài cửa đi rồi trở về lão thái thái cùng khang di nhìn kia từng bước đi tới tiểu thân mình trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào cùng nàng nói chuyện đến là trình gia kia hai tỷ muội trước hết có phản ứng bước nhanh tiến lên thẳng đón phượng vũ hoành liền đi qua thiếp thân gặp qua huyện chủ phượng vũ hoành cười nói các ngươi là phụ thân trắc thất lại là hoàng hậu nương nương thân chất nữ thấy ta không cần hành lễ Đến là sau này, nếu vào Phượng gia, liền phải chiếu cố hảo phụ thân, cũng đúng toàn lực phụ tá tổ mẫu cùng mẫu thân. Lại quá chút thời gian ta liền phải đi chuyên tâm luyện cương, thép, trong phủ sự các ngươi cần phải nhiều lo liệu. Khi hai người cùng kêu lên nói, "Thiếp thân cẩn tuân huyện chủ dạy bảo." Lời này vừa ra, Khang Di cùng Trầm Ngư hai người theo bản năng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn ở đối phương trong mắt thấy được đề phòng. Phượng gia đột nhiên nhiều hai gã trắc thất nhập phủ, trong lúc nhất thời thật là có chút lúng cúng tay chân. Cố tình Phượng Cẩn Nguyên hôm nay Thượng Triều vẫn luôn chưa về, lão thái thái nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát đem nguyên bản là phải cho như gia trụ cẩm phúc viện nhi trước cấp đằng ra tới, nhường cho quân mạng. Lại lại người đem ly cẩm phúc viện gần nhất Nhật Nguyệt Hiên cũng xuống tay sửa sang lại, cần phải ở đêm nay phía trước làm quân Mỹ cũng có thể trụ đi vào sân là lão thái thái cấp định ra, Khang Di tắt tự mình bận rộn trong ngoài chỉ huy hạ nhân đem hai nơi sân cẩn thận chuẩn bị. Mà khi tân vào phủ tỷ muội dứt khoát liền bồi lão thái thái ở thư nhã viên nói chuyện phím, này một liêu liền hàng huyên suốt một ngày, liền cơm trưa đều là ở bên nhau dùng. Thẳng đến hai nơi sân đều thu thập hảo, Khang Di xám xịt mà đuổi tới thư nhã viên hồi bẩm khi, lão thái thái cùng hai vị này trắc thất gian cảm tình đã là cực kỳ thục lạc đặc biệt là đối này hai người nhàn tới không có việc gì cùng nàng giảng cung đình bác quái càng là cảm thấy hứng thú lão thái thái cả đời này đều đem hoàng cung trở thành một cái tín ngưỡng ở nàng trong mắt hoàng cung chính là trên đời này nhất thần thánh địa phương tuy rằng cũng không phải không đi qua từ trước cung yến nàng cũng có tham gia nhiều lần nhưng chính là đi đến càng nhiều liền càng cảm thấy toàn bộ đại thuận nhất có thân phận người đều ở tại trong hoàng cung hoàng thượng uy nương nương mỹ với nàng tới nói đều là chí cao vô thượng chỉ là phượng gia rốt cuộc ở kinh thành vô căn vô cơ ngày thường muốn nghe chút về hoàng cung sự thật ở là khó càng thêm khó lại không nghĩ rằng một ngày kia thế nhưng có trong cung người ra tới cho nàng làm con dâu đúng vậy lão thái thái đã là đêm này hai trắc thất xem đến cùng thang di giống nhau trọng nàng cũng không ngốc đây là hoàng thượng đưa đến trong phủ liền nhìn trúng với xếp vào ở phượng gia nhãn tuyến đánh không được, mắng không được, càng chậm trễ không được. Nếu không một cái không cẩn thận, này hai người đem lời nói nhi đưa ra đi điểm, chính là có phượng cẩn nguyên dễ chịu. Khang Di quá hiểu biết người tâm lý, vừa thấy trường hợp này liền biết lão thái thái đã lựa chọn tiếp thu cùng thỏa hiệp, khi nàng lại có thể nói cái gì. Trước cuộc nơi này là đại thuận, hai vị này là hoàng thượng đưa tới, lại là hoàng hậu thân chất nữ, cùng ai đấu cũng không thể cùng hoàng gia đấu nàng tự nhận còn không có bổn sự này, ít nhất trước mắt không có. Mẫu thân Nàng mặt mang ý cười đi đến phụ cận, con dâu đã tự mình mang theo hạ nhân đem hai nơi sân thu thập hảo, nghĩ này liền mang hai vị muội muội qua đi nhìn một cái, nếu có cái gì không hài lòng, làm cho người lại sửa. Lúc này thiên đều mau hắt, nói vậy bọn muội muội cũng nên mệt mỏi. Lão Thái Thái gật đầu, ngươi làm việc chu toàn, ta yên tâm lại đối kia hai tỷ muội nói các ngươi mau đi xem một chút đi quân mạng quân mỹ hai người đứng dậy cấp lão thái thái hành lễ cáo lui đi theo khang di liền ly thư nhã viên thẳng đến kia ba người đi xa lão thái thái lúc này mới thở dài một cái một bên chỉ huy tiểu nha đầu cho nàng xoa bóp vai một bên hỏi triệu ma ma có hay không phái người hướng trong cung đi hỏi thăm tin tức triệu ma ma nói đã phái ra đi hai đám người nói là hôm nay trong triều công việc bận rộn không chỉ chúng ta lão gia sở hữu đại thần đều ở trong cung đâu lão thái thái giải sầu đi vừa nghe nói sở hữu đại thần đều ở trong cung lão thái thái lúc này mới yên tâm hắn không có việc gì liền hảo mấy ngày nay ta liền cảm thấy trong lòng tổng hốt hoảng liền đoán được nhất định nhi không có gì chuyện tốt không nghĩ tới kia cửu hoàng tử như thế mau liền tìm tới cửa triệu ma ma khuyên nàng Cửu điện hạ thoạt nhìn là hướng về phía tân phu nhân hăng hái, đối lão thái thái ngài vẫn là tương đương khách khí. Điểm này lão thái thái cũng minh bạch, nhưng nàng chỉ cần cùng nhau khang di bị người ngoa 500 vạn lượng hoàng kim, trong lòng liền đau đến không được, kia chính là hoàng kim A. 500 vạn lượng, người nói này nếu là từ thiên chu hướng đại thuận vận, đến trang nhiều ít xe. Đội ngũ đến có bao nhiêu trường? Ai? liền như thế cho huyện chủ phủ, thật là. Thật là. Nàng thật là nửa ngày cũng không thật là minh bạch, triệu ma ma đều nhịn không được biểu môi, thầm nghĩ chẳng lẽ lão thái thái ngươi còn nhớ thương thượng. Đó là ngươi có thể nhớ thương đồ vật sao? Nhân gia cử hoàng tử không cùng ngươi làm khó dễ cũng đã là vạn hạnh, thấy đủ đi. Nhưng lão thái thái chính là như thế cá nhân, ở tiền tài trước mặt vĩnh viễn đều không có thỏa mãn thời điểm, Hoàng Kim đều còn ở Thiên Chu đâu, nàng cũng đã bắt đầu tính toán nên đối phượng Vũ Hoành lại tốt một chút, không chuẩn có thể vớt chút chỗ tốt. Đúng rồi. Lão Thái Thái đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, chạy nhanh, ngươi đến Phật đường đi dịch một tôn quan âm đến Ngọc Lan Viện Nhi, cũng không thể làm kia hàng thị lại làm ầm ĩ. Tối hôm qua thượng đoạt Khang Di cũng liền thôi, Khang Di tuy quý vì trưởng công chúa, nhưng dù sao cũng là phiên quốc, ở đại thuận vô căn vô thế không có dựa vào. Nhưng quân mạng cùng quân Mỹ kia chính là hoàng thượng an bài người, đắc tội hai vị này, phượng gia chính là ăn không tiêu. Triệu ma ma chạy nhanh theo tiếng, lão thái thái yên tâm, lão nô này liền hướng Ngọc Lan Viện Nhi đi một chuyến, chẳng những muốn đưa quan âm, còn phải đề điểm hàng di nương một phen. Hảo! Lão thái thái thúc giục nói, chạy nhanh đi thôi triệu ma ma chân trước hướng phật đường đi đâu phượng cẩn nguyên bên này cũng vội vã mà đuổi trở về hồi phủ chuyện thứ nhất chính là tới xem lão thái thái vào phòng sau tiếp đón cũng không rảnh lo đánh vội vã liền hỏi khi hai người mẫu thân có thể thấy được tới rồi lão thái thái thở dài gật đầu nói gặp được an trí ở cẩm phúc viện nhi cùng nhật nguyệt hiên người đêm nay đêm nay nhi tử cần thiết ngủ lại thiêm hương viện nhi Phượng Cẩn Nguyên thái độ thập phần kiên quyết, hôm qua nhi tử uống nhiều quá, rất nhiều chuyện suy xét đến không chu toàn, cứ thế với mơ màng hồ đồ mà liền ngủ lại ở Ngọc Lan Viện Nhi, này thật sự là không ra thể thống gì. Tối nay vô luận như thế nào cũng muốn đến thiên hương Viện Nhi đi, gần nhất cùng Khang Di dù sao cũng phải có cái giao đãi thứ hai, hắn dừng một chút, suy tư sau một lúc lâu lại nói, mẫu thân cũng thấy được, Hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người liên thủ tặng hai cái trắc thất đến chúng ta trong phủ tới. Đây là rõ ràng ở hướng chúng ta phượng gia làm khó dễ. Nói thật, nhi tử trong lòng có chút loạn. Cái này loạn chỉ có thể từ khang di như vậy rõ ràng hiểu lý lẽ người mới có thể lý được. Lão thái thái gật gật đầu, không khỏi cũng có một ít hoảng loạn. Ngươi là nói, hoàng thượng bởi vì khang di nhập phủ mà đề phòng chúng ta phượng gia. Không đúng a. À? phía trước ngươi muốn cưới khang di khi không phải nói hoàng thượng đến cảm tạ chúng ta sao phượng cẩn nguyên một dậm chân gần vua như gần cọp nhi tử vì đại thuận giải khó ngăn trở thiên chu cùng cổ thục hòa thân nhưng không nghĩ tới hoàng thượng hiện giờ lại liền phượng gia cũng đề phòng mẫu thân chớ nên sốt ruột việc này còn muốn lại quan sát một đoạn thời gian trong phủ gần nhất biến hóa rất nhiều thật sự là làm mẫu thân bị liên lụy không sao Lão thái thái xua xua tay, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, kia hai cái trắc thất cốt xấu hôm nay ngươi cũng trông thấy, đừng vắng vẻ. Nhi tử minh bạch, đứa con này này liền đi. Hắn nói xong, lại không nhiều lắm lưu, xoay người liền đi. Ai chi cửa này hạm không đợi vượt qua đi đâu, bên ngoài đột nhiên vọt vào tới một cái người, một đầu liền đụng vào trong lòng ngực hắn. Chương 351 còn dám mắng ngự vương phượng cẩn nguyên một tay đem đâm lại đây người cấp đỡ lấy nhìn kỹ lại là phấn đại liền thấy phượng phấn đại vẻ mặt kinh hoảng chết bắt lấy phượng cẩn nguyên cánh tay hoảng loạn nói phụ thân phụ thân ngươi trở về đến vừa lúc mau mau đi xem một chút hàng di nương phượng cẩn nguyên giữa mày khẩn ninh trong lòng không khỏi nổi lên phiền chán tối hôm qua hắn uống nhiều quá rượu đã bị hàng thị kéo đến ngọc lan viện nhi kết quả dẫn tới động phòng hoa chúc khang di một người phòng không gối chiếc, hắn hiện tại ngẫm lại đều còn thẹn trong lòng huống chi ban ngày như da còn ra như vậy sự hắn cũng chưa bồi khang di bên người an ủi này cũng liền thôi rốt cuộc tối hôm qua ở cùng dưới tác dụng hắn cũng đúng có điểm kháng cự khang di lúc này mới thuận hàng thị ý chính là hôm nay phấn đại lại tới nữa này nương hai cũng đúng quá không hiểu chuyện buông ra hắn dùng sức phun trực tiếp đem phấn đại cấp ném đến lui về phía sau vài bước, chớ có lại vô cớ gây rối, nếu không đừng trách vi phụ không bao giờ tiếng ngọc lan viện nhi môn. Phụ thân Phấn đại kinh hải, nhưng ngay sau đó cũng ý thức được phượng cẩn nguyên khả năng cảm thấy chính mình là lừa gạt hắn đi xem hàng thị, thế là chạy nhanh giải thích, không phải, phấn đại không có gạt người, hàng di nương thấy hồng, thấy hồng nha. Cái gì? Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái đồng thời kinh hãi, lão thái thái vội vàng cũng chạy vội tới, vội hỏi nói, ngươi nói được là thật sự. Là thật sự, tất cả đều là thật sự. Phụ thân, tổ mẫu, mau qua đi nhìn xem đi. Vừa nghe nói hàng thị thấy hồng, Phượng Cẩn Nguyên liền không thể không đi, liên quan lão thái thái cũng hướng Ngọc Lan Viện Nhi cùng nhau mà đi. Không đợi tiếng hàng thị phòng ngủ đâu, liền nghe được bên trong nha hoàng kinh thanh nói làm sao bây giờ lại xuất huyết hai người sợ tới mức một giật mình phượng cẩn nguyên lớn tiếng phân phó mau đi thỉnh đại phu có hắn nói trong viện nha hoàng lúc này mới vội vã đi thỉnh đại phu phượng cẩn nguyên cùng lão thái thái vào phòng liếc mắt một cái liền nhìn đến hàng thị chính sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường hai chân cuộn tròn biểu tình rất thống khổ đệm giường thượng một tầng vết máu nhiễm hồng quần lót lão thái thái trong lòng lột bột một chút tâm nói xong này một thai ngàn cẩn thận vạn cẩn thận vẫn là không có thể bảo hạ tới phượng cẩn nguyên giận dữ ngày hôm qua còn hảo hảo này rốt cuộc là chuyện như thế nào một phòng hạ nhân cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đại sợ tới mức thẳng khóc hầu hạ ở hàng thị bên người a cúc nói vốn dĩ đều hảo hảo hôm nay buổi sáng lão gia thượng triều lúc sau di nương tinh thần đầu nhi cũng đặc biệt hảo còn thu xếp suy nghĩ uống chút canh cá chính là chính là chính là cái gì lão thái thái nóng nảy ngươi mau nói nha kia a cút bùng một chút quỳ xuống lão thái thái di nương hoài thân mình vẫn luôn đều tất cả cẩn thận ngày thường liền thỉnh an lão thái thái đều là cho miễn chính là hôm nay lại tại tiền viện nhi quỳ như vậy lâu gạch xanh mà nhiều lạnh a chỉ sợ là khi đó liền. Đối. Phấn đại cũng phản ứng lại đây, nhất định là như thế này, khi cửu hoàng tử khiến cho chúng ta vẫn luôn quỳ, ta này chân đều quỳ đau, toàn thân đều lạnh cả người, di nương hoài thân mình như thế nào chịu được. Phụ thân. Cửu hoàng tử là hung thủ. Hắn cùng Phượng Vũ Hoành nhất định là một khỏa, bọn họ đều là giết người hung thủ. Nàng ngao ngao quái kêu lên, từ trước đối huyền thiên minh tình ý đã sớm bị vứt tới rồi sau đầu. Nàng đối hàng thị đứa nhỏ này ký thác cực đại hy vọng, tuy nói Khang Di vào phủ, lại có hai cái cái gì hoàng hậu chất nữ tiến vào, nhưng chỉ cần hàng thị có thể sinh đứa con trai, ở phượng phủ địa vị liền tuyệt đối sẽ không kém, lại không nghĩ rằng. Mau đem hắn miệng cho ta lấp kín. Lão thái thái liều mạng mà dùng quyền trượng gõ chấm đất, triệu ma ma chạy nhanh tiếng lên đi bưng kính phấn đại miệng, liền nghe lão thái thái nói, ngươi mắng ai đâu? ngươi không muốn sống nữa. Như gia là như thế nào? Ai đánh ngươi không biết sao? Ba tiếng hỏi, đến là đem phấn đại cấp hỏi thanh tĩnh, tùy theo chính là một thân mồ hôi lạnh. nàng cũng bắt đầu nghĩ mà sợ, theo bản năng mà hướng cửa đi nhìn. lúc này, vừa vặn khang di mang theo quân mạng cùng quân mỹ đi đến, phấn đại lại hướng phía sau đánh giá trong chốc lát, thấy không có phượng vũ hoành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chân mềm nhũng, thiếu chút nữa không ngồi vào trên mặt đất. Nàng thật đúng là sợ chính mình mắng cửu hoàng tử nói bị Phượng Vũ Hoành cấp nghe thấy, hôm qua như gia thảm trạng nàng nhưng cả đời đều quên không được. Đường đường một quốc gia công chúa đều bị trừ thành như vậy, huống chi là nàng. Suy nghĩ gian, Khang Di ba người đã đi đến phụ cận, Khang Di đối với Phượng Cẩn Nguyên gật gật đầu, tự cố mà đi xem hàng thị quân mạng quân Mỹ hai người tắt cùng đứng ở phượng cẩn nguyên trước mặt, chậm rãi hạ bái, cùng kêu lên nói, thiếp thân gặp qua lão gia. Phượng Cẩn Nguyên sớm tại trong cung khi đã bị hoàng hậu kêu đi nói qua lời nói, đối với này hai gã trắc thất trong lòng cũng đúng hiểu rõ. Nhiều năm trước hắn từng ở trong cung gặp qua này hai người một mặt, lúc ấy các nàng còn nhỏ, hành lễ khi còn gọi hắn một tiếng phượng bá bá. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thế nhưng bị đưa vào phượng phủ tới, làm hắn trắc thất. Phượng Cẩn Nguyên tưởng tượng đến cái này liền một tráng hãn, hoàng hậu chất nữ, như vậy xấu hổ bối phận làm hắn thực sự bất đắc dĩ. Không cần đa lễ. Hắn khoát tay làm hai người lên, ai khẩu khí, hôm nay trong phủ ra như vậy sự, các ngươi cũng không phải người ngoài, liền cùng nhau xem năm thích. Hai người lúc này mới lại đi đến giường biên, vừa thấy hàng thị bộ dáng này, quân mạng giữa mày liền ninh lên khang di vội hỏi kia a cúc nhưng có đi thỉnh đại phu a cúc gật đầu hồi phu nhân người đi thỉnh khang di ngồi dậy nhìn về phía phượng cẩn nguyên chuyện này lão gia tính toán làm sao bây giờ phượng cẩn nguyên thở dài có thể làm sao bây giờ chẳng lẽ đi tìm cửu điện hạ phân xử hắn người nọ cùng lý tự dính dáng như sao vẫn là đến trong cung đi theo hoàng thượng cáo trạng một gặp được cửu hoàng tử sự hoàng thượng cũng không nói lý lão thái thái tức giận đến lão nước mắt đều rơi xuống đáng thương ta kia không có xuất thế công tử a à? khang di lại nhìn nhìn hàng thị ngay sau đó phân phó hạ nhân mau đi nhà kho lấy ngải thảo tiến vào huân chúng ta không thể hiện tại đã đi xuống định luận tốt xấu phải chờ tới đại phu tới mau Khang Di không buông tay cũng làm lão thái thái lại nổi lên một tia hy vọng. Chỉ là mọi người tuy nói bận rộn ở tận lực tranh thủ đem hài tử giữ được, nhưng tâm lý lại thật sự là nghẹn muốn chết. Phấn đại nhìn Khang Di bãi đủ chủ mẫu giá thức ở chỉ huy hạ nhân, trong lòng kia sợi vô pháp hướng huyền thiên minh trên người rải khí tất cả đều một cổ bực hỏi Khang Di đi, liền thấy nàng trừng mắt Khang Di, ngao một giọng nói đã kêu khai, người thiếu ở nơi đó ra người tốt còn trưởng công chúa đâu, liền cái nữ nhi đều quản giáo không tốt. Nếu không phải nàng chọc giận cửu hoàng tử, nhân gia đến nỗi tìm tới môn tới nhi. Khang Di cũng không có nói, chuyện này thật là như gia nháo ra tới, hiện giờ phấn đại như vậy chỉ trích, nàng cũng không từ phân biệt. Phượng Cẩn Nguyên có tâm khiển trách, nhưng nhìn nhìn lại hàng thị cái kia khó chịu bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi. Phượng Phủ cũng chỉ có một cái nam hài, hắn đối hàng thị này một thai cũng đúng ký thác rất lớn kỳ vọng nha này một phòng hàng thị khó chịu mà khóc kêu phấn đại thỉnh thoảng mạng mắng quân mạng quân mỹ ngẫu nhiên nhỏ giọng khuyên giải an ủi khang di trầm ổn mà chỉ huy hạ nhân huân ngãi lão thái thái cùng phượng cẩn nguyên còn lại là ngồi ở một bên vẻ mặt ảo não liên tiếp lắc đầu trong lúc này an thị cùng tưởng dung cũng tới lại qua một lát kim trân trầm ngư cũng đuổi lại đây trong phòng người lập tức nhiều lên, tuy không hiện tể, lại cũng có chút áp lực. cuối cùng đại phu tới rồi, phượng gia người đồng thời vây tiếng lên, đem hàng thị lâu quỳ tình huống nói một lần, sau đó liền thấy kia lão đại phu nắm lấy hàng thị viễn mạch một lần lại một lần, mặc bộ biểu tình từ lúc ban đầu nghi hoặc đến sau lại khẳng định, cuối cùng buông ra thủ đoạn, cùng phượng gia người ta nói câu, vị này phu nhân hoặc thai đều không phải là nhân lâu quỳ mà là trúng độc. Trúng độc. Mọi người kinh hãi, Phượng Cẩn Nguyên vội hỏi, trung chính là cái gì độc? Như thế nào khả năng sẽ trúng độc? Khi đại phu đứng lên, hướng về phía Phượng Cẩn Nguyên hành lễ, xin thứ cho lão hủ y thuật nông cạn, chỉ có thể khám ra phu nhân là dùng đại lượng lưu thông máu dược vật. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, phu nhân này một thai hiện tại cũng không có hoàn toàn chảy xuống, nếu đại nhân có thể ở một canh giờ trong vòng thỉnh đến y thuật cao minh đại phu, tốt nhất là trong cung thái y, có lẽ là còn có thể cứu chữa. Thật sự, lão thái thái vừa nghe liền tới rồi tinh thần, cẩn nguyên, mau, mau đi thỉnh thái y nha. Phượng cẩn nguyên cao mày nói, thái y viện thiên kim thánh thủ hôm nay liền ở trong cung đương chức, nhưng lúc này trong cung đã đóng cổng, ai cũng thỉnh không ra nha. Hắn một bên nói một bên cân nhắc, cuối cùng một dậm chân lớn tiếng nói mau đi thỉnh nhị tiểu thư vì sợ phượng vũ hoành lại cố ý khó xử phượng cẩn nguyên lần này thông minh hắn phái an thị đi thỉnh an thị là cái thật sự người lại không có tranh sủng chi tâm vừa thấy hàng thị chảy như vậy nhiều máu cũng đúng gấp đến độ quá sức cơ hồ là một đường chạy chậm đi đồng sinh hiên ba ba đem phượng vũ hoành cấp thỉnh tới phượng vũ hoành ở nghe được cái này tin tức thời điểm còn ở nghi hoặc hàng thị ba ngày quỳ thời điểm nàng riêng đem mạch căn bản là không có việc gì nàng này một thai ngồi đến vững vàng như thế nào khả năng đến buổi tối liền thấy hồng an thị vừa đi một bên cùng nàng nói may mắn kia đại phu nhìn ra là trúng độc bằng không chỉ sợ nhị tiểu thư cùng cửu điện hạ lại muốn gánh tội thay phượng vũ hoành nhíu mày phàm là thông minh một chút người liền sẽ không khởi loại này hãm hại tâm tư làm hàng thị quỳ người là cửu điện hạ liền tính này một thai thật là bởi vì này một quỳ mà rơi kia lại có thể như thế nào chẳng lẽ phượng gia muốn đánh thượng ngự vương phủ đi cùng chi lý luận khai cái gì vui đùa bất quá chính là ăn cái ngậm bồ hòn sau lưng khóc hai tiếng phải an thị tưởng tượng cũng đúng đừng nói là cái không có xuất thế hài tử liền tính là phấn đại đã chết Phượng gia dám đánh thượng ngự vương phủ sao? Nếu là trúng độc, nhưng có ra quá hàng thị chiều nay đều ăn chút cái gì? Nàng có thể kết luận hàng thị độc nhất định là buổi chiều đột nhiên trung, bởi vì huyền thiên minh còn ở khi nàng đem quá mạch, khi đó hàng thị còn thập phần khỏe mạnh. An thị lắc đầu, không biết lúc này có hay không gọi người đi ra, kia đại phu nói một canh giờ trong vòng có lẽ hài tử còn có thể cứu chữa, sợ là đều nghĩ chuyện này đâu. Phượng Vũ Hoành không có hỏi lại, nhanh hơn bước chân đi Ngọc Lan Viện Nhi. Nàng là không hy vọng hàng thị này một thai cứ như vậy không có, như vậy chỉ biết chứng thực Phượng gia mất đi con nối giỏi, Phượng Cẩn Nguyên làm không hảo sẽ khởi thương tiếc. Nàng cần thiết đến làm đứa nhỏ này sinh hạ tới, cũng không làm thất vọng hàng thị mẹ con trăm phương ngàn kế, này tòa Phượng Phủ tương lai nhật tử mới có thể càng thêm xuất sắc. Phượng Vũ Hoành đến lúc đó khi đại phu đã bị người tống cổ rời đi, Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái tự mình đứng dậy đón chào, như vậy tựa như ở thỉnh Bồ Tát, trước nay cũng không có như vậy nhiệt tình quá. Không chỉ này hai người, ngay cả phấn đại đều thượng tiến đến, vẻ mặt cầu xin chi sắc nói, nhị tỷ tỷ cầu ngươi cứu cứu đệ đệ đi. Phượng Vũ Hoành bật cười, ai nói cho ngươi chính là đệ đệ. Phấn đại không rảnh lo cùng nàng so đo cái này, lập tức liền tỏ vẻ, đệ đệ muội muội đều hảo, chỉ cầu nhị tỷ tỷ có thể thi lấy viện thủ. Lão Thái Thái cũng nói, A Hoành, toàn trông cậy vào ngươi. Khi nói chuyện, nàng đã đến hàng thị giường biên, duỗi tay đắp cổ tay, chỉ tam tức gian liền thả xuống dưới. Đại lượng một nhĩ phấn, lưu thông máu hoặc thai. Một bên nói một bên từ hoàng tuyền trong tay tiếp nhận hồng thuốc, đem ngân châm lấy ra tới, xúc lên chăn lược xiêm y, chiếu hàng thị bụng liền trác mười mấy châm đi xuống, sau đó lại mở miệng nói, người đi ra, hôm nay hàng di nương đều ăn qua cái gì đồ vật, nếu có còn thừa, liền đoan lại đây cho ta xem. Lời kia vừa thốt ra, liền nghe kia A Cúc đột nhiên ta mà một tiếng, sau đó hoảng sợ mà nhìn về phía phượng Vũ Hoành, nhị tiểu thư ý tứ là, có người ở hàng di nương thức ăn động tay chân. Nói xong, không đợi Phượng Vũ Hoành trả lời, ánh mắt trực tiếp liền triều Khang Di bên kia ném qua đi. Chương 352 cửu hoàng tử là ta đế hạng. Khang Di sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng là tân nhập phủ chủ mẫu, trong nhà có một cái đã có thai Di nương, một khi xảy ra vấn đề, đích xác sẽ dễ dàng bị người hiểu lầm là nàng động tay chân. Nàng nhìn kia A Cúc, gật gật đầu nói, ta hôm nay buổi chiều là có bếp đi xuống xem qua hàng Di nương đồ bổ, lúc ấy hầm chính là củ mài gà đen canh, ta còn nói cho bếp hạ nhân nhất định phải xem cẩn thận, không thể lầm hỏa hậu. Nàng nói xong, lại đối ngược lại Phượng Cẩn Nguyên nói, Khang Di vừa qua khỏi phủ đệ một ngày, vẫn là ở như vậy nhiều đôi mắt nhìn chầm chầm dưới tình huống đi bếp hạ. Lão gia, Khang Di còn bất trí với như thế vụng về. Phượng Cẩn Nguyên cũng cảm thấy việc này có điểm quá nơi đây vô bạc, nhưng hắn này lập trường lại không quá mức thiên vị bất luận cái gì một phương, Khang Di cố nhiên ủy khuất, nhưng hàng thị hiện tại đúng là giữ thai mấu chốt, cũng không thể làm nàng có quá mức cảm xúc phập phòng. Hắn nhìn về phía lão thái thái, mẫu thân xem đâu. Lão thái thái kêu lên một tiếng, phân phó hạ nhân, đi đem hôm nay phụ trách cấp hàng di nương hầm đồ bổ đầu bếp gọi tới. Bên này vội vàng thẩm án, Phượng Vũ Hoành kia đầu tắt vội vàng cấp hàng thị lại thi một lần châm. Hàng thị có chút tinh thần, mở mắt ra nhìn đến Phượng Vũ Hoành đang ở vì nàng bận rộn, nàng tâm liền hơi chút an xuống dưới. Vốn định cùng nàng nói tiếng cảm ơn, khả đối thượng kia trương mặt vô biểu tình mặt, đến bên miệng nói liền như thế nào cũng nói không nên lời. Phượng Vũ Hoành cho nàng làm châm, ăn dược, lại ở cái bụng thượng làm một lần tiêm vào hàng thị chỉ biết kia châm đánh lên tới rất đau, giống như có màu trắng thủy đánh tới chính mình trong bụng, nhưng Phượng Vũ Hoành không cho nàng động, cũng không cho nàng kêu, nàng cũng chỉ có thể cắn răng rất. Thẳng đến kia một chỉnh cái ống thủy đều bị chui vào chính mình trong bụng, nàng bắt đầu có chút sợ hãi. Ngươi thai bảo vệ. Phượng Vũ ngồi dậy, đem sở hữu khí cụ thu hảo, sau đó lại nói, liên tiếp 7 ngày, ta đều sẽ lại đây cho ngươi chích. Bảy ngày lúc sau liền khôi phục ổn thỏa. Nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, cũng đủ người trong phòng đều có thể nghe được. Lão Thái Thái cùng Phượng Cẩn Nguyên nguyên bản ở thẩm người, vừa nghe lời này chạy nhanh liền vây quanh lại đây, kinh hỉ hỏi, thật sự không có việc gì. Phượng Vũ Hoành gật đầu, chịu đựng này 7 ngày, liền không có việc gì. Lão Thái Thái thở dài một hơi, thẳng nhắc mãi, A-di-đà Phật, Bồ-Tát phù hộ, bồ tát phù hộ an thị nhắc nhở nàng lão thái thái là nhị tiểu thư công lao đúng đúng lão thái thái bắt lấy phượng vũ hoành tay nói đều là a hoành công lao phượng vũ hoành bắt tay rút ra nhìn một vòng trong phòng mọi người đột nhiên hỏi câu vừa mới là ở nơi nào thỉnh đại phu mọi người sửng sốt liền nghe một cái hạ nhân đáp chính là an thế đường đại phu chúng ta trong phủ thường xuyên đi an thế đường thỉnh. Từ ra lần trước cấp tử duệ hạ dược sự tình, Phượng Gia liền không còn có khách qua đường Khanh Đại Phu, mỗi lần có việc không phải đến an thế đường thỉnh, chính là lấy Phượng Cẩn Nguyên thiệp mời đi thỉnh Thái Y. Nghe nói là an thế đường Đại Phu, Phượng Vũ Hoành gật gật đầu, đối hoàng tuyền nói, quay đầu lại nhớ rõ cấp kia Đại Phu đưa đi 100 lượng ngân phiếu, liền nói là bổn huyện chủ cảm ơn hắn. Nếu không có hắn làm sáng tỏ, chỉ sợ hàng di nương này bút trướng liền phải tính đến cửu điện hạ trên đầu. Phượng gia người một trung trung, Phượng Cẩn Nguyên theo bản năng mà liền nói, sẽ không sẽ không, ngươi suy nghĩ nhiều, các nàng đều tưởng mẫu thân ngươi. Chúng vỗ tráng. Chỉ nói này thừa tướng đại nhân một đôi thượng hắn nhị nữ nhi, liền nửa điểm đều chưa nói tới cái gì ngôn ngữ nghệ thuật. Khang Di cũng không có biện pháp, nhưng nàng lý giải Phượng Cẩn Nguyên cũng chi viện phượng cẩn nguyên nói như vậy rốt cuộc kia cửu hoàng tử không phải người dễ trêu chọc phượng gia sự nếu là có thể đóng cửa lại tự hành giải quyết đó là tốt nhất phượng vũ hoành biết việc này định không phải là khang di việc làm thiên chu trưởng công chúa nếu ngốc đến cái này phần thượng nàng căn bản là vào không được cái này phượng gia a hoành mỗi ngày chạng vạn đều sẽ lại đây cấp hàng di nương thi châm còn thỉnh phụ thân phái người nhiều lưu ý di nương ẩm thực như vậy sự lại ra một lần, tuy là có lại nhiều linh đang dịu dược cũng đoạt không trở lại đứa nhỏ này mệnh. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu, đây là tự nhiên. Nàng đài bước hướng ngoài cửa đi, vừa đi một bên nói, đến nỗi là ai hạ độc, cái này liền không cần A Hoành nhọc lòng. Từ Phượng Vũ Hoành tới mãi cho đến nàng đi, trước sau bất quá hơn nửa canh giờ, mọi người mắt thấy hàng thị từ trắng bệt một khuôn mặt không ngừng đổ máu, đến bây giờ sắc mặt dần dần nổi lên hồng nhuận, huyết cũng ngừng, không khỏi lại một lần ngầm bội phục khởi phượng vũ hoành y thuật tới. lão thái thái tức giận nói: dám độc hại ta phượng gia con nối giỏi, người này một khi ra ra, bất luận là ai, lập tức đánh chết. dứt lời, lại nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất đầu bếp nữ cùng cái kia cấp hàng thị đoan quá dược tiểu nha đầu lạnh lùng thốt, kéo đi ra ngoài đánh chết lập tức mạnh mẽ bà tử tiến lên đem hai người kéo ra đồng thời còn bưng kính miệng để tránh các nàng phát ra thét chói tai kinh đến hàng thị phấn đại nhìn nhìn mọi người thử mà cùng phượng cẩn nguyên nói phụ thân ngày đêm nay khang di chạy nhanh đem lời nói nhận lấy lão gia đêm nay là nhất định phải lưu lại bồi hàng muội muội gần nhất là cho nàng áp áp kinh thứ hai hàng muội muội mới vừa kinh trận này sự thân mình suy yếu vạn nhất có người lại sấn cái này mấu chốt nhi thượng động tay chân, kia thật đúng là muốn mệnh sự a. À. Lão Thái Thái vừa nghe Khang Di có thể nói ra như thế nói tới, không khỏi liên tục gật đầu. Quân mạng cùng quân Mỹ hai tỷ muội nhìn nhau liếc mắt một cái, liền nghe quân mạng cũng đã mở miệng nói, hôm nay ra cung khi, cô mẫu nói ngày mai sẽ đem chúng ta tỷ muội hai người của hồi môn đưa tới, bên trong nhất định sẽ có không ít đồ bổ, quay đầu lại thiếp thân tự mình đưa lại đây lão thái thái càng cao hứng liên thanh nói này liền đúng rồi người một nhà chính là hẳn là như vậy hiện giờ chúng ta trong phủ cũng coi như là con cháu thịnh vượng đãi này trận nhật tử đi qua ta còn trông cậy vào các ngươi cho ta thêm tôn tử đâu một câu nói được ba người toàn mặt đỏ cúi đầu lúc này kia hai cái kéo người đi xuống mạnh mẽ ma ma trở về tới hướng về phía lão thái thái gật gật đầu, trong đó một cái bắt tay duỗi đến lão thái thái trước mặt, đây là ở bếp hạ tìm được, nhìn qua không giống như là bọn nha hoàng có thể mang đến khởi. Mọi người vừa nghe lời này sôi nổi vây tiếng lên đây, liền thấy kia bà tử trong lòng bàn tay phóng lại là một con phấn ngọc khuyên tai, hồ lô hành trang, điểm suyết anh lạc, thập phần tinh xảo đẹp. Lão Thái Thái bắt được trong tay, nhìn thoáng qua Khang Di, Khang Di chạy nhanh nói, con dâu là đi qua bếp hạ nhưng cũng không có mang như vậy khuyên tai huống chi này khuyên tai vô luận nhan sắc cùng hình thức đều không phải con dâu tuổi này người có thể mang nha lão thái thái gật đầu khang di nói được không sai thứ này quá hiện tuổi trẻ không phải khang di mang nàng đem kia khuyên tai nắm ở trong tay đối phượng cẩn nguyên nói này có lẽ là cái manh mối phượng cẩn nguyên lại cau mày nhìn về phía kia đồ vật liền cảm thấy tự hồ ở nơi nào gặp qua nhưng này trong lúc nhất thời lại không quá có thể nghĩ đến lên lão thái thái lại mở miệng lại là đối mọi người nói đừng cho là ta già rồi liền cái gì cũng không biết có thể ở nhà trạch nội viện nhi làm bậc này sự người định chạy không ra trong phòng này mấy cái nếu là người nọ có tâm ngày mai sáng sớm đến thư nhã viên đi nhận sai ta liền tha nàng bất tử nếu không chính là thiên đao vạn quả, cũng chết không đáng tiếc. Một câu, nói được tất cả mọi người là một trung trung Trình thị tỉ muội hai mặt nhìn nhau, ra cung phía trước liền nghe nói bên ngoài đại trạch viện nhi thủy đều rất sâu, lại không nghĩ rằng lúc này mới tiến phượng phủ, còn không có có thể xuyển khẩu khí đâu, liền ra như thế việc đại sự. Mưu hại con nối giỏi, lại chọn lúc này, nếu không phải đại phu khám ra trúng độc, chỉ sợ chuyện này liền thật thành cửu hoàng tử làm. Phượng gia tuy nói đến cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn, nhưng rốt cuộc trong lòng là sẽ phạm cộng lại. Này phiên đạo lý Phượng Vũ Hoành cũng minh bạch, nàng lúc này chính mang theo hoàng tuyền đi ở hội đồng sinh hiên trên đường, liền nghe nàng lạnh lùng nói, mượn huyền thiên minh tay diệt trừ hàng thị, Phượng gia không dám ngôn, chỉ có thể ngậm bồ hòn, nàng thật là đánh đến một tay hảo bàn tính tiểu thư có biết là ai hoàng tuyền khẩn ninh giữa mày cũng đúng vẻ mặt nộ khí tức giận phượng vũ hoành cười lạnh chờ xem đi đêm nay sẽ có người đến chúng ta viện nhi tới quỳ hoàng tuyền tâm tư vừa động lập tức nói kino tỳ liền dặn dò người gác cổng đêm nay nếu có người tới giống nhau cho đi đêm đó giờ tuốt mạc có một người thân khoác ám màu xám áo choàng thủ sẵn mũ che khuất diện mạo dọn ở Phượng Vũ Hoành giữa sân. Đối mặt phía trước nhắm chặt cửa phòng, không nói một lời. Phượng Vũ Hoành giờ phút này đang ngồi ở trong phòng ăn lê, trong tay cầm một con, Hoàng Tuyền còn ở giúp đỡ nàng tước một khắc chỉ. Thật không nghĩ tới thế nhưng sẽ là nàng. Hoàng Tuyền vẻ mặt tức giận, tiểu thư từ trước không thiếu giúp nàng, khi đó nàng bị hàng thị như vậy khi dễ vẫn là tiểu thư phái người đi cấp giải vây, nàng không cảm kích cũng liền thôi tự nhiên còn dám hạ độc giá họa cho điện hạ, thật không biết nàng là như thế nào tưởng. Phượng Vũ Hoành lại không cảm thấy ngoài ý muốn, từ trước nàng ở trong phủ căn cơ không xong, nơi chốn đều phải cẩn thận đề phòng, nếu không đứng ở ta bên này, chỉ sợ thẩm thị còn chưa có chết, nàng nên đã chết. Nhưng hôm nay đâu, nàng đem chính mình nam nhân trở thành người tâm phúc, cho rằng ta cùng Phượng Tẩn Nguyên đối nghịch sẽ ảnh hưởng nàng, tự nhiên sẽ không lại cùng ta thân hậu. Hiện giờ trong phủ nữ nhân càng tới càng nhiều, đột nhiên lập tức liền toát ra ba cái ở nàng vị phân phía trên, hàng thị lại hoài hài tử, an thị cũng có tưởng dung, chỉ nàng một cái không nơi nương tựa, nàng đương nhiên đến sốt ruột. Tiểu thư là thương hại nàng. Thương hại. Phượng Vũ Hoành bật cười, có lẽ đi, nàng tình cảnh cũng đích xác đáng giá thương hại một chút. Nhưng lại không đại biểu ta có thể chịu đựng nàng vu oan giá họa cho huyền thiên minh nàng trong mắt tàn khốc hiện ra có hại người tâm còn không có kia hại người không lộ nhân bản lĩnh người như vậy ta muốn nàng gì dùng nàng lần nữa hừ lạnh nguyên bản chính là một cái ý đồ làm hại tử duệ người ta cho nàng tân sinh mệnh cùng kỳ ngộ nàng chính mình không hảo hảo nắm một hai phải tìm đường chết kia cuối cùng kết cục cũng cũng chỉ có chết nói cho hết lời phượng vũ hoành đứng dậy lại là tự mình đi đến trước cửa đem cửa phòng hướng trong lôi kéo, hướng về phía trong viện kêu một tiếng, Kim Trân, tiến vào. Trong viện quỳ không phải người khác, đúng là Kim Trân. Vừa nghe Phượng Vũ Hoành gọi nàng, chạy nhanh liền từ trên mặt đất bò dậy, chân quỳ đến đã tê rần, vừa đi lộ đều hoảng tam hoảng, cơ hồ là lão đảo vào phòng. Hoàng Tuyền hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem cửa đóng lại, lại vừa quay đầu lại, Kim Trân lại quỳ xuống, bắt lấy phượng vũ hoành góc áo khóc cầu nhị tiểu thư cứu cứu ta cầu nhị tiểu thư cứu cứu ta đi phượng vũ hoành đem góc áo dùng sức trở về một túm một chút liền từ kim chân trong tay thoát ly nàng xoay người đi trở về ghế trên ngồi xuống lúc này mới nói ta vì cái gì muốn cứu ngươi không cái kia hại người bản lĩnh còn cố tình tồn hại người chi tâm như vậy vụng về người ta cứu gì dùng kim trân vừa nghe lời này trong lòng liền một trung trung, phượng vũ hoành là nàng cuối cùng mạch máu nếu phượng vũ hoành lựa chọn khoanh tay đứng nhìn chỉ bằng mà chỉ khuyên tai lão thái thái cũng đúng sớm muộn gì đều có thể ra được nàng nha đều do nô tỳ quá khẩn trương cứ thế với rất kia khuyên tai cũng không biết hiện giờ đồ vật ở lão thái thái trong tay nhị tiểu thư nếu là không giúp nô tỳ nô tỳ cũng chỉ có tử lộ một cái nha cái gì Hoàng Tuyền một chút liền khí vui vẻ, ngươi còn có cái gì nắm ở nhân gia trong tay. Ta thiên, liền ngươi này đầu óc còn nghĩ hại người. Phượng Vũ Hoành cũng bất đắc dĩ, ta nguyên bản ở ngươi giúp ta đệ khăn giờ tí nghe thấy được ngươi móng tay tàn lưu một nhĩ phấn hương vị, lại không nghĩ rằng, ngươi lỗ hổng không ngừng này đó. Nàng một tiếng hừ lạnh, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía kim trân, mỗi người đều có hạng cuối, ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên lợi dụng cửu điện hạ hôm nay đến phủ một chuyện kim trân ta không thân thủ giết ngươi đã không tồi lời này vừa ra kim trân một chút liền ngã ngồi đến trên mặt đất còn không đợi nàng lại mở miệng nói chuyện liền nghe được tam hạ tiếng đập cửa vang lên sau đó vong xuyên đẩy cửa tiến vào đến phượng vũ hoành trước mặt thì thầm một phen phượng vũ hoành hình như có chút kinh ngạc nghi hoặc hỏi câu cái gì thời điểm sự Chương 353 Bí mật hành động Vong xuyên nhỏ giọng nói, đại khái nửa canh giờ phía trước. Phượng Vũ Hoành lưỡng đạo theo mi hơi ninh lên. Kim Trân ngã ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không rõ này chủ tớ hai người đang nói chút cái gì, giờ này khắc này, nàng trong đầu liền tiếng vọng Phượng Vũ Hoành câu kia ta không thân thủ giết ngươi đã không tồi. Nàng bắt đầu hỏng mất, ở cái này trong phủ, có thể làm nàng an cư lạc nghiệp cũng chỉ có hai người, một cái Phượng Cẩn Nguyên, một cái chính là Phượng Vũ Hoành. Đáng tiếc, nàng nguyên bản hẳn là hai cái đều nơi tay, lại nhân nhất thời hồ đồ, mất Phượng Vũ Hoành, lại nhân một cái Khang Di đột nhiên đã đến, lại mất Phượng Cẩn Nguyên. Nàng sợ Hải Hàng thị hài tử sinh hạ tới, nguyên bản nàng cũng đã là này trong phủ duy nhất không có con nối giỏi thiếp, nếu Hàng thị tái sinh đứa con trai, nàng bi thảm vận mệnh có thể nghĩ. Không nàng thanh âm run rẩy, lại vừa thấy Phượng Vũ Hoành, thế nhưng chỉ lo cùng Vong Xuyên nói chuyện không thèm để ý tới nàng, Kim Trân nóng nảy, đi phía trước quỳ bò vài bước, một tay đem Phượng Vũ Hoành chân cấp ôm lấy, khóc cầu nói, nhị tiểu thư làm ta làm cái gì đều được, chỉ cầu nhị tiểu thư cứu ta lúc này đây. Về sau Kim Trân cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Hoàng tuyền một phen túng chặt nàng cổ cổ áo liền đem người tấp kéo khai, chán ghét nói, dám can đảm lợi dụng cửu điện hạ, lợi dụng xong rồi còn cầu nhị tiểu thư giúp ngươi, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào. Không có. Kim Trân kêu to, ta không có lợi dụng cửu điện hạ, ta là muốn gả họa cấp tân phu nhân. Phượng Vũ hoành ánh mắt một lệ, lại nhìn về phía Kim Trân khi, thế nhưng liền mang theo chút tử khí. Nàng nói, ngươi nếu dám làm dám đảm đương, ta có lẽ còn có thể lại giúp ngươi một lần nhưng ngươi hiện tại rõ ràng là ở đêm ta đương ngốc tử nàng vẽ mặt nghiêm khắc xem kim trân tựa như đang xem một cái người chết kim trân hoàn toàn tuyệt vọng buông ra phượng vũ hoành chân lắc lư đứng lên từng bước lui về phía sau nhị tiểu thư đã đem nói tuyệt không có khả năng giúp nàng nhưng nàng còn không muốn chết đột nhiên nàng đột nhiên lại đài ngẩng đầu lên nhìn thẳng phượng vũ hoành tức giận nói chúng ta vốn là người trên một chiếc thuyền lúc trước ta vì giúp nhị tiểu thư diệt trừ thẩm thị, chính là phế bỏ trong bụng hài tử. Nhị tiểu thư sẽ không sợ ta đi ra cùng lão thái thái trước mặt tố giác sao. Phượng Vũ Hoành đều khí vui vẻ, ngươi đi đi, không nói đến nhân gia tin hay không, liền tính là tin, thẩm thị một cái đã chết người, ngươi cảm thấy Phượng Gia sẽ cùng bổn huyện chủ truy cứu. Huống chi, đứa bé kia là của ai, ngươi trong lòng so với ta hiểu rõ. Ha 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 ha. Kim Trân như là điên rồi giống nhau cùng tiếu lên, hài tử là của ai? Đương nhiên là lão gia, ta biết nhị tiểu thư nơi đó còn có ta một con giày, chính là kia lại có thể như thế nào? Qua nửa năm nhiều, một chiếc giày lại làm gì được ta? Chỉ cần ta một mực chắc chắn hài tử là lão gia, ta đây chính là bị nhị tiểu thư uy hiếp xóa sạch hài tử hãm hại thẩm thị. Nhị tiểu thư có ý định giết hại phượng gia con nối giỏi, sợ là lão gia cùng lão thái thái cũng sẽ không nhẹ tha nga phượng vũ hoành gật gật đầu quay mặt qua chỗ khác không nghĩ lại cùng kim trân nói chuyện khi kim trân còn tưởng rằng phượng vũ hoành là sợ này phiên uy hiếp liền muốn mượn cơ lại thêm đem lực hoặc là có thể làm nhị tiểu thư hồi tâm chuyển ý lại không nghĩ rằng phượng vũ hoành lại là đối hoàng tuyền nói ngươi đi chuồng ngựa bên kia đem cấp chúng ta uy mã người kia kêu lên tới. Hoàng tuyền theo tiếng mà đi, lại khi trở về, phía sau liền theo một cái hơn 20 tuổi tráng niên nam tử. Kim Trân nguyên bản không minh bạch kêu một cái uy mã người tới làm cái gì, mà khi nàng nhìn đến người này sau, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong đầu phanh mà một tiếng nổ vang, toàn thân huyết mạch đều thiêu phí giống nhau, làm nàng đã khiếp sợ, lại là như vậy khó có thể tin. Như thế nào là hắn? người nọ đi lên trước tới, hướng Phượng Vũ Hoành quỳ xuống đất vấn an, liền nghe Phượng Vũ Hoành lạnh giọng hỏi, bên cạnh ngươi người này, còn nhớ rõ. Người nọ quay đầu nhìn Kim Trân liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên một mặt quỷ dị cười tới, hồi nhị tiểu thư, nhớ rõ, là Phượng gia tiền nhiệm chủ mẫu bên người nhất đẳng nha hoàng, Kim Trân. Kim Trân đã dọa choáng váng, hô hấp đều có chút khó khăn, thật vất vả xuyển đi lên một hơi, lại là thốt ra đã kêu nói lý trụ như thế nào là ngươi ngươi như thế nào lại ở chỗ này người nọ đúng là lúc trước cùng kim trân có tư tình còn bị phượng vũ hoành cấp đụng phải vừa vặn lý trụ lúc này hắn nhìn kim trân sợ thành dáng vẻ này không khỏi cảm thấy thập phần đã ghiền vậy ngươi nói ta hẳn là ở đâu a à, kim trân di nương ngươi ngươi kim trân ngươi nửa ngày lúc này mới ý thức được lúc trước đột nhiên bị phượng cẩn nguyên cấp thu phòng cái này lý trụ tựa như biến mất giống nhau lại không xuất hiện quá nàng còn tưởng rằng đối phương là bởi vì đều sợ phượng cẩn nguyên lúc này mới trốn đến xa xa lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng vẫn luôn ở đồng sinh hiên nhị tiểu thư nàng bùng một tiếng lại lần nữa quỳ xuống ta sai rồi ta biết sai rồi ta đáng chết cầu nhị tiểu thư tha mạng a kim trân quỳ trên mặt đất không ngừng quỳ đầu hỏng mất khóc lớn phượng vũ hoành thất vọng mà lắc lắc đầu ngươi mệnh ta không cần cho nên chưa nói tới tha nguyên bản chiếu ta tính tình bản tính ngươi lợi dụng cửu điện hạ chính là tối kỵ ta giết ngươi có cũng đủ lý do nhưng niệm ở ngươi lúc trước rốt cuộc ở thẩm thị một chuyện thượng cũng coi như có công cho nên ưu khuyết điểm tương để từ giờ trở đi ngươi ta chi gian lại không thiếu nợ nhau cũng không hề có bất luận cái gì quan hệ kim trân sống hay chết liền phải xem ngươi tạo hóa này lý trụ là đồng sinh hiên mã phu ngươi hại hàng thị vẫn là hại khang di đều cùng ta không quan hệ chỉ cần ngươi tay không duỗi đến ta bên này từ nay về sau hắn liền cũng sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt được rồi ngươi đi đi nàng mệt mỏi xua xua tay hoàng tuyền lập tức tiến lên đi đem kim trân mạnh mẽ kéo ra khỏi phòng tử đồng thời cảnh cáo nàng, ngươi nếu lại la to, chỉ sợ tất cả mọi người biết ngươi tới nơi này. Kim Trân sợ tới mức chạy nhanh câm miệng, Hoàng Tuyền phân phó hai cái nha đầu đem nàng đưa về Phượng Phủ đi, lúc này mới lại trở về phòng tới. Khi Lý Trụ còn quỳ gối trong phòng, lại lần nữa nhìn thấy Kim Trân, làm tâm tình của hắn cũng có chút kích động. Nhưng hắn rốt cuộc ở đồng sinh hiên uy như thế lâu mã, biết rõ này phượng nhị tiểu thư là cái bản lĩnh thông thiên nhân vật đối với hắn loại người này nhân gia chỉ cần động động ngón tay là có thể muốn hắn mệnh đi cho nên hắn đến cũng biết thú không có ý tưởng khác chính là hảo hảo làm việc chủ tử có yêu cầu thời điểm xuất hiện một chút ngày thường chính là đồng sinh hiên môn đều là không ra hoàng tuyền nhìn lý trụ liếc mắt một cái hỏi phượng vũ hoành nô tỳ đem hắn đưa trở về Phượng Vũ Hoành gật gật đầu, đối kia Lý Trụ nói: "Ngươi thả trở về đi, làm tốt ngươi sai sự, chỉ cần không ra sai lầm, không có nhị tâm, bổn huyện chủ tự sẽ không bạc đãi với ngươi." Điểm này Lý Trụ đến là tin tưởng, Phượng Nhị tiểu thư rất hào phóng, bất đồng với các chủ tử, ở chỗ này thưởng phạt phân minh, chỉ cần nghiêm túc làm việc, bắt được tiền công luôn là so bên ngoài nhiều rất nhiều lần, hắn vui ở chỗ này làm việc lý trụ lập tức cấp phượng vũ hoành khái một cái đầu thành thật nói nô tài đều minh bạch thỉnh nhị tiểu thư yên tâm phượng vũ hoành không lại nói cái gì xua xua tay làm hắn lui xuống thẳng đến trong phòng lại không người ngoài nàng lúc này mới lại vội vã hỏi vong xuyên nàng nhưng có nói qua khang di ra phủ là hướng bên kia đi vong xuyên lắc đầu chưa nói đại trình thị bên kia người tới báo giờ chỉ nói nhìn đến Khang Di đem chính mình bao vây thật sự kín mít, từ thiên chu một cái sẽ võ công nha đầu che chở từ sau tường nhảy ra phủ. Phượng Vũ Hoành giảo mi trầm tư trong chốc lát, lập tức quyết đoán nói, ta ra phủ đi một chuyến, các ngươi ai cũng không cần đi theo. Nói xong, dương lên đầu, đối với không khí nói, bang tẩu, lưu lại giữ nhà, không được đi theo ta. Không được. Trong không khí, ban tẩu thanh âm truyền đến, ta còn không nghĩ bị điện hạ triều chết. Ngươi muốn đi theo ta liền đem ngươi trừ chết. Phượng Vũ Hoành đặc biệt bất đắc dĩ, này ám vệ luôn là không nghe lời. Dù sao chính là không được đi theo, ngươi nếu khăng khăng muốn cùng, cùng ném ta nhưng không phụ trách. Nàng xoay người vào phòng trong, thay đổi một thân ám sát xiêm y, lại khoác áo choàng, lúc này mới lại ra tới. Hoàng Tuyền Vong Xuyên hai người đều có chút phát ngốc, Hoàng Tuyền một cái kính hỏi Vong Xuyên, là cái gì người cho ngươi báo tin tức? Công Xuyên nói, mới tới trình thị tỷ muội truyền đến tin tức. Phượng Vũ Hoành nói, người là huyền thiên minh đưa tới, tự nhiên chính là chúng ta người một nhà, khang di tuyển ở thời điểm này ra phủ, nếu ta đoán được không sai, tám phần là đi tương vương phủ. Tương vương phủ. Ân. Ừ. Phượng Vũ Hoành xua xua tay, ta suy đoán mà thôi, đến tục cùng có phải hay không dù sao cũng phải xem qua mới biết được không gian trung hắc ảnh nhoáng lên ban tẩu xuất hiện ở nàng hiện trước quá nguy hiểm ngươi có cái gì sự ta đi làm ngươi không thể đi phượng vũ hoành không nghĩ cùng hắn nhiều lời khang di đã đi rồi nửa canh giờ nàng lại không đi liền tới không kịp thế là đài bước liền ra phòng thuận miệng ném câu tưởng cùng liền cùng được câu này phân phó Hoàng Tuyền Vong Xuyên cũng yên lòng, nếu ban tẩu không đi nói, các nàng nói cái gì cũng đúng không thể làm Phượng Vũ Hoành một người độc sấm tương vương phủ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ra đồng sinh hiên, ban tẩu đi theo Phượng Vũ Hoành hướng tương vương phủ đi, mới đi rồi hơn phân nửa lộ, hắn cư nhiên đem Phượng Vũ Hoành cấp cùng ném. Ban tẩu hỏng mất. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn là ám vệ, là chuyên nghiệp theo dõi nhân viên, như thế nào khả năng đem người cấp cùng ném. Ban tẩu mồ hôi lạnh đều xuống dưới, tuy rằng Phượng Vũ Hoành từng uy hiếp quá cùng ném nàng nhưng không phụ trách, nhưng trước mắt kêu hắn như thế nào xác định là nàng chính mình không nghĩ bị cùng, vẫn là ra ngoài ý muốn. Hắn này đầu sốt ruột đến không được, lại không biết, tạ không gian tác dụng một đoạn một đoạn, quỷ mị giống nhau hướng tương vương phủ mà đi Phượng Vũ Hoành, trong lòng lại cũng là gợn sóng phập phòng. Khang Di gã thấp nàng tổng cảm thấy đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản, nơi nào có như vậy nhiều lưỡng tình tương duyệt, Phượng Cẩn Nguyên cùng Khang Di hai người đã sớm qua nhất kiến chung tình tuổi tác, lại nói tiếp, hai người bọn họ kết hợp bất quá là cân nhắc lợi hại thôi. Chỉ là cái này lợi, với Thiên Chu tới nói, rốt cuộc là cái gì? Suy nghĩ gian, người đã đến tương vương phủ tường vây phía dưới. Nàng đánh lên 12 phần tinh thần quan sát bốn phía, xác định không người lúc sau tạ bên cạnh một cây đại thụ nhanh chóng phiên thượng tường vây đi lên lúc sau dốc lòng đánh giá đem tương vương phủ non nửa biên lộ tuyến nhìn đến cái đại khái lúc này mới lại ẩn vào không gian lợi dụng không gian tiếng tương vương phủ lại nói tiếp dễ dàng nhưng làm lên thực sự rất khó gần nhất nàng cũng không rõ ràng tương vương phủ địa hình thứ hai nơi này bố trí nghiêm mật nơi nơi đều là minh thủ ám vệ có lẽ nàng mổ một lần hiện thân liền vừa vặn xuất hiện ở một người thủ vệ trước mắt. Huống chi, nàng còn không biết huyền thiên dạ cùng Khang Di Đại ở cái gì địa phương. Này một đường, Phượng Vũ Hoành như nhau ở mũi đao nhi thượng hành tẩu, từng bước cẩn thận, mỗi một lần xuất hiện đều là kinh tâm động phách. Nàng từ trước viện nhi sờ đến hậu viện nhi, từ hậu viện nhi lại sờ đến hoa viên, liền tương vương phủ phòng bếp cũng chưa buông tha, liền tương vương phi đều thấy, lại vẫn như cũ không phát hiện huyền thiên dạ cùng thang Di thân ảnh. Nàng hiện thân ở một cái tiểu lối đi nhỏ thường, bất đắc dĩ mà đài đầu nhìn trời, chẳng lẽ này một chuyến muốn đến không? Lại vào lúc này, nàng vai trái đột nhiên bị người từ sau lưng nhẹ nhàng mà chụp một chút. Chương 354 sinh tử kẻ thù liền ở trước mắt. Phượng Vũ Hoành kinh hải, đột nhiên xoay tròn xoay người, một cái tiểu cầm nã thủ liền sử ra tới nhưng cánh tay dò ra đi rồi lại lập tức ngừng lại sau đó ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt người kêu một tiếng thất ca ngay sau đó lại hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này người tới đúng là thất hoàng tử huyền thiên hoa liền thấy hắn đem ngón trỏ dựng ở bên môi làm cái tấm thanh động tác sau đó lôi kéo nàng hướng tiểu đạo một bên lóe đi trẻ trái rẽ phải hơn nửa ngày cuối cùng ở một chỗ vườn lối vào ngừng lại sau đó chỉ vào phía trước nhỏ giọng nói từ nơi này đi vào theo đường mòn vẫn luôn đi liền sẽ nhìn đến một tòa núi giả kia núi giả rỗng ruột nhi bên trong là tam ca mật thất ngươi người muốn tìm tám phần liền ở nơi đó phượng vũ hoành vẫn là kỳ quái thất ca ngươi vì cái gì sẽ tại đây huyền thiên hoa bất đắc dĩ nói ngươi ám vệ đem ngươi cùng ném hắn không dám đi tìm minh nhi liền tìm ta Phượng Vũ Hoành đỡ tráng, đáng chết ban tẩu. Khi cái gì? Ngươi là cái gì thời điểm tìm được ta? Nên sẽ không nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện đi. Kêu ngươi thời điểm mới vừa thấy. Huyền thiên hoa nhẹ xả khóe môi cùng nàng nói, ta không kiến nghị ngươi đi vào, khi núi giả là có cơ quan, bên ngoài lại có người gác, ngươi mặc dù chế trụ gác người, chỉ cần ấn động cơ quan mở cửa, bên trong lập tức liền sẽ phát hiện trừ bỏ kia đạo môn ở ngoài không còn có khác nhập khẩu phượng vũ hoành ninh mi trầm tư sau một lúc lâu mới lại hỏi bên trong đâu có thể hay không cũng có người gác huyền thiên hoa nói bên trong không ai tam ca mật thất cũng không lưu người ở bên trong kia hảo nàng gật đầu lại nhìn về phía huyền thiên hoa thất ca ngươi tin hay không ta hắn sửng sốt hỏi ngược lại ngươi muốn chính mình đi đúng vậy. Phượng Vũ Hoành thập phần kiên quyết, thất ca nếu là không yên tâm, liền lưu tại bên này chờ ta, đãi ta sự thành lúc sau liền đường cũ phản hồi cùng ngươi hội hợp. Huyền Thiên Hoa lắc đầu, không được. Phượng Vũ Hoành có chút cấp, thời gian qua rất lâu rồi, lại không đi vào sợ là bên trong người đều phải nói xong ra tới, nàng này một chuyến không phải lăn lộn sao. Suy nghĩ gian, trong mắt chuyển động, đột nhiên chỉ vào đằng trước nói câu, ngươi xem. Huyền Thiên Hoa theo bản năng mà quay đầu, đã có thể ở hắn quay đầu trong nháy mắt kia liền hối hận, theo bản năng mà liền phải duỗi tay đi kéo Phượng Vũ Hoành, nhưng đầu ngón tay lại chỉ xẹt qua nàng nửa phiến góc áo, lại vội vàng quay đầu khi, trước mặt nữ hài đã là không thấy. Hắn biết Phượng Vũ Hoành biết võ công, lại không nghĩ rằng nàng kinh công cũng có thể như thế chi hảo, hảo đến ban tẩu cùng ném không nói, hắn đều đã đem người tìm được trước mắt, lại vẫn là kết quả này huyền thiên hoa không khỏi ảo não lên đồng thời cũng nhanh hơn thân hình hướng kia đường mòn chạy vội đi đáng tiếc hắn hết cố gắng lớn nhất đi tìm người lại vẫn là liền phượng vũ hoành bóng dáng cũng chưa nhìn đến mà lúc này phượng vũ hoành đã là lợi dụng không gian vào kia núi giả tim gan nơi nàng cơ hồ là hai bước vừa vào không gian dịch tiểu toái bộ đi phía trước đi một chút thanh âm không dám ra thậm chí liền hô hấp đều bình trụ. Cuối cùng đi đến thứ 23 bước thời điểm, bên trong có thanh âm truyền đến. Hắn là một sớm tả thừa, tuy không thể võ, lại là quan văn gương tốt. Này thiên hạ người đọc sách tuy rằng đều lấy vân lộc thư viện vi tôn, nhưng vân lộc thư viện lại có mấy người có thể đi vào đi. Dư lại những người đó, lại là có sáu thành đô tôn phượng cẩn nguyên. Này giới kỳ thi mùa xuân, lại đem từng có nửa thư sinh về với hắn môn hạ ngươi nói phượng cẩn nguyên với bổn vương tới nói có trọng yếu hay không đây là huyền thiên dạ thanh âm trầm thấp lại áp lực ngay sau đó lại có một cái giọng nữ dương lên bổn cung đã theo lời gả vào phượng gia tự nhiên sẽ bảo vệ cho hắn đối với ngươi chi viện nhưng thỉnh tam điện hạ cũng chớ quên đối thiên chu hứa hẹn trưởng công chúa yên tâm một ngày kia ta huyền thiên dạ ngồi trên kia ngôi cửu ngủ, định cắt đại thuận bắt giới tam châu, hoa vì thiên chu ranh giới. Hảo! Khang Di Thanh âm rõ ràng mang theo chút kích động, nhưng thực mau rồi lại ảo não lên, chỉ là không nghĩ tới các ngươi đại thuận còn có ngự vương như vậy khó chơi nhân vật. Lần này thế nhưng lừa bịp tống tiền ta 500 vạn lượng hoàng kim, này nếu ở thiên chu, bổn cung định lấy hắn cái đầu trên cổ tới. Hừ! huyền thiên dạ hừ lạnh còn không đều là phụ hoàng cấp quán ra tới tính tình bất quá lại nói tiếp cũng đúng ngươi thiên chu làm việc bất lợi lúc trước bổn vương phí bao lớn công phu mới tìm hiểu đến hắn quân tình lại phí bao lớn tâm tư mới đưa người xếp vào đến tây bắc nhưng các ngươi thiên chu thần xạ lại chỉ chừa hắn một đôi chân cùng một khuôn mặt mệnh lại vẫn là hảo hảo khang di có chút bực bội đối phương như thế giảo hoạt nơi đó lại là đại thuận địa giới, thiên chu thần xả bí mật hành động, tổng không có khả năng giống ở thiên chu như vậy như cá gặp nước. Đừng nói tiến vào Tây Bắc, nếu không phải lúc trước Phượng Cẩn Nguyên âm thầm tương trợ đổi hảo thông quan công văn, chỉ sợ liền đại thuận môn nhi chúng ta đều vào không được. Bất quá, lại nói tiếp thật đúng là đáng tiếc, nếu lúc trước khi ngự vương chết ở Tây Bắc, liền sẽ không có như thế nhiều chuyện. Ngự vương vô thế, cái kia tế an huyện chủ cũng liền không có dựa vào, này to như vậy kinh thành, còn không phải ngươi tương vương định đoạt. Phượng Vũ Hoành vô tâm lại nghe đi xuống, ngắn ngủn vài câu cũng đã làm nàng huyết mạch dâng lên, một cổ khí nghẹn ở trong lồng ngực, sông cuộn biển gầm, mấy độ làm nàng sinh ra choán ván. Đã sớm hoài nghi lúc trước huyền thiên minh bị nhốt tây bắt núi sâu một chuyện là ra nội giang, Phượng Cẩn Nguyên hướng bắt giới trấn tai khi nàng cũng hoài nghi quá đối phương tham dự việc này, nhưng rốt cuộc đều là suy đoán, lại không nghĩ rằng, hôm nay rõ ràng chính xác mà được đến chứng thực. Tay nàng đã tham nhập đến trong không gian, súng gây mê đã là nắm lấy, lại ở tự hỏi, dùng cuối cùng một tia lý trí. Nếu hiện tại vọt vào đi giết huyền thiên dạ cùng Khang Di hai người, nàng tự tin làm được đến. Nhưng giết về sau đâu? đột nhiên đã chết một cái hoàng tử cùng thiên chu trưởng công chúa, vô duyên vô cớ, thiên chu thế tất muốn trở mặt. Này bốn tiểu quốc trung, thuộc thiên chu cùng cổ thuộc khó nhất đánh, bởi vì một cái cực hàng, một cái cực viêm, đại thuận tướng sĩ khuyết thiếu ở viêm hàng mảnh đất làm chiến kinh nghiệm, đối phương nếu thật trở mặt, đại thuận bắt giới tam châu tất nhiên khó giữ được. Huống chi nàng thần cơ doanh còn không có luyện thành, thiên chu thần xả với trước mắt tới nói, đối đại thuận vẫn là một cái không nhỏ uy hiếp nghĩ như thế phượng vũ hoành nắm lấy súng gây mê lại thả trở về nỗ lực bình phục cảm xúc từng bước lui về phía sau cuối cùng từ cái kia áp lực đến làm người hít thở không thông trong sơn động ra tới khi lại vừa vặn xuất hiện ở huyền thiên hoa phía sau huyền thiên hoa cơ hồ ở trong nháy mắt liền cảm giác được phía sau dị động vội vàng xoay người liếc mắt một cái liền nhìn đến sắc mặt trắng bệch cắn chặt hàm răng vẻ mặt phẫn hận phượng vũ hoành hắn hoảng sợ duỗi tay đem người đỡ lấy nhỏ giọng hỏi nàng xảy ra chuyện gì sắc mặt như vậy kém một bên nói một bên hướng phía sau xem cũng không phát hiện dị động hoành hoành thất ca nàng cuối cùng mở miệng lại là mang theo đầy người mỏi mệt đưa ta về nhà đi huyền thiên hoa giữa mày khẩn ninh tưởng lại mở miệng hỏi một lần lời nói đến bên miệng lại chưa nói ra tới, ngược lại đổi thành, hảo, thất ca đưa ngươi về nhà. Phượng Vũ Hoành cũng không biết chính mình là như thế nào ra phủ, liền biết huyền thiên hoa vẫn luôn khẩn ôm lấy nàng, một đường khinh công mà cấp thoáng, trèo tường, cuối cùng rơi xuống đất khi, đã muốn tới rồi khoảng cách tương vương phủ cửa chính không xa một mặt tường viện. Nàng đột nhiên liền tới rồi tinh thần, bắt lấy huyền thiên hoa ống tay áo nói, thất ca, Ngươi từ từ. Nói xong, liền thấy nàng duỗi tay nhập tay áo, không bao lâu, thế nhưng từ bên trong đào số cái hỏa cầu ra tới. Huyền Thiên Hoa tưởng không rõ kia hỏa cầu là như thế nào hình thành, chỉ nghe đến một cổ kỳ quái hương vị, sau đó liền thấy Phượng Vũ Hoành một quả tiếp một quả mà hướng Tương Vương trong phủ ném, thẳng đến ném đủ 10 cái lúc sau mới bắt lấy hắn tay áo nói, "Chúng ta đi." Hai người cơ hồ là trốn hồi huyện chủ phủ tuy rằng huyền thiên hoa cảm thấy như vậy hành vi thật sự quá lớn mật mà khi hắn nhìn đến phượng vũ hoành cấp tương vương phủ thả một phen hỏa lúc sau cuối cùng là lộ chút tươi cười liền lại cảm thấy trận này lửa đốt đến thập phần đáng giá cũng không biết từ khi nào khởi chỉ cần có thể nhìn nha đầu này cười hắn liền cảm thấy thấy đủ huyền thiên hoa ở tận mắt nhìn thấy phượng vũ hoành vào huyện chủ phủ lúc sau mới rời đi lại không biết khi nha đầu vào huyện chủ phủ sau lập tức xoay phương hướng bôn liễu viên bên kia cửa nhỏ nhi nơi chỗ liền chạy qua đi không có người biết phượng vũ hoành trong lòng hận ý chính theo tương vương phủ lửa lớn ở bên nhau thiêu đốt nguyên lai like, tại đây tòa phượng phủ thế nhưng ở hai người kẻ thù a quỷ Mỹ giống nhau thân ảnh bay tới ngọc lan viện nhi bay tới phượng cẩn nguyên cùng hàng thị dường trước trướng màn một hiên một bàn tay bôn phượng cẩn nguyên cổ liền kháp đi nhưng mà, ở còn cách không đến một tất xa địa phương lại ngừng lại. Một sớm tả tướng, quan văn gương tốt, thiên võ đế sở dĩ biết rõ hắn cùng huyền thiên giả kết đảng, lại còn chậm chạp bất động hắn, tất nhiên là có hắn đạo lý. Phượng Cẩn Nguyên ở triều gần 20 năm, nếu nhân nàng không bình tĩnh mà đem người này bóp chết, sợ là thiên võ đế cũng không thể dung nàng như vậy hồ nháo. Phượng Vũ Hoành ở trong lòng một lần một lần mà đối chính mình nói muốn bình tĩnh, sau một lúc lâu qua đi, cuối cùng thu hồi tay tới. Phượng Cẩn Nguyên không thể giết, Khang Di không thể giết, huyền thiên dạ càng không thể sát, nàng rõ ràng biết kẻ thù là ai, lại một cái đều không thể động, loại này nghẹn khuất sao là nàng loại người này chịu được. Phượng Vũ Hoành phổi đều phải khí tạc. Mị ảnh giống nhau ra Ngọc Lan Viện Nhi, lại không có hồi đồng sinh hiên, mà là hoảng ra phủ. Ban tẩu lập tức hiện thân ở nàng trước mặt, đem nàng cánh tay một túng, dứt khoát hỏi, ngươi lại muốn thượng nào đi. Sau đó không đợi Phượng Vũ Hoành trả lời, lại nói, ta liền như thế lôi kéo ngươi, ngươi đừng nghĩ lại chính mình trộn đi. Phượng Vũ Hoành nhìn hắn một cái, ánh mắt kia đem ban tẩu dọa một run run, theo bản năng mà liền buông lỏng tay ra, ngơ ngẩn hỏi, ta. Ta không túng ngươi chính là, đáng giá bộ dáng này trừng ta. Nàng lắc đầu, chủ động đi kéo ban tẩu, ta không phải trừng ngươi, cũng không tưởng lại chính mình chạy, chỉ là có chút nguyên bản chỉ là hoài nghi sự tình hiện giờ lộng rõ ràng, rồi lại phát hiện mặc dù là cái gì đều đã biết cũng cái gì đều làm không được. Ngươi biết loại cảm giác này sao? Có người chém ngươi một đao, ngươi thiếu chút nữa liền đã chết, hiện giờ hắn liền ở ngươi trước mặt, tay không tất sắc, ngươi lại không thể giết hắn ban tẩu ngươi bồi ta đi ngự vương phủ đi chúng ta đi tìm huyền thiên minh làm hắn bồi ta đánh một trận bằng không ta sẽ nổi điên nghe nói nàng muốn đi ngự vương phủ ban tẩu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra không nói hai lời nắm lên phượng vũ hoành cánh tay liền vận khinh công trên đường trải qua tương vương phủ nơi một cái ngã tư khẩu khi nhìn đến bên kia có ánh lửa tận trời vô số người khu chiên gõ trống mà kêu đi lấy nước hắn khóe môi trừ trừ Cuối đầu hỏi nàng, ngươi phóng Phượng Vũ Hoành hừ lạnh Bất quá tường viện một góc mà thôi Ban tẩu Ta hôm nay lời nói ngươi nhớ kỹ Sớm muộn gì có một ngày Ta muốn đem kia tòa tương vương phủ toàn cấp thiêu Huyền thiên dạ người kia Sớm muộn gì có một ngày Ta cũng muốn đem hắn vây ở núi sâu Dùng mũi tên bắn thành thứ vị Ban tẩu từ Phượng Vũ Hoành Lời nói cảm nhận được thật sâu hàng ý Cũng không biết sao hắn thế nhưng cảm thấy nàng theo như lời này hai việc đều nhất định có thể thực hiện thật giống như đã thấy được huyền thiên dạ bị bắn thủng ở núi sâu kia một màn như vậy thống khoái như vậy giải hận nàng hai người là trèo tường tiếng ngự vương phủ ban tẩu cũng không kiên dè người mới vừa tiến viện nhi liền dừng ở giữa sân đồng thời lập tức có vô số ám vệ từ chỗ tối lòe ra đưa bọn họ bao quanh vây quanh phượng vũ hoành cảm thán lúc này mới kêu phòng ngự, lúc này mới kêu một tòa vương phủ năng lực. Là vương phi. Ban tẩu chỉ nói ba người, những người đó đã là thấy được phượng vũ hoành, tức khắc sửng sốt, rồi sau đó lại thân hình nhoáng lên lóe hồi chỗ tối, liền nghe được một thanh âm nói, ngự vương phủ bằng từ vương phi tùy ý đi lại. Chương 355 hai ta liền tính ngủ qua. Huyền Thiên Minh là bị này nha đầu chết tiệt kia từ trong ổ chăn túng lên, hắn nguyên bản đang ở nằm mơ mơ thấy phượng vũ hoành ở phượng gia bị phụ thân cùng tổ mẫu khi dễ không cho cơm ăn còn đoạt nàng thứ tốt hắn còn buồn bực liền kia nha đầu tính tình như thế nào khả năng bị phượng gia những cái đó kẻ ngu dốt cấp khi dễ đi đang chuẩn bị đề tiên ra trận cho nàng báo thù đâu liền nghe phanh mà một tiếng môn bị người phá khai huyền thiên minh tức khắc bừng tỉnh hắn liền tưởng không rõ ngự vương phủ tần tầng phòng vệ liền tính là hoàng thượng tới, cũng không có khả năng liên thanh thông báo đều không có liền vào cửa. Mà người trong phủ, liền bạch trạch đều tính ở bên trong, cũng không có ai dám can đảm khuya khoác dùng như thế đại sức lực đột nhiên tông cửa mà nhập. Đương nhiên, trừ phi cháy. Còn không đợi hắn hỏi một chút có phải hay không thật sự cháy, trong ổ chăn liền vói vào tới một con móng vuốt nhỏ, đồng thời, tìm được phụ cận tiểu thân mình mang theo một cổ hắn quen thuộc mùi hương nhi, hắn căng chặt thần kinh một chút liền thả xuống dưới. Đúng vậy, cũng cũng chỉ có nha đầu này tới vương phủ, hắn hạ nhân cùng ám vệ mới không dám cũng sẽ không tương cản, cũng cũng chỉ có nha đầu này tới vương phủ, có thể tùy tiện xuất nhập bất luận cái gì một góc, bao gồm hắn phòng ngủ. Dưới bầu trời này, cũng cũng chỉ có nha đầu này có lá gan bò lên trên hắn giường, nửa quỳ ở giường biên duỗi chỉ móng vuốt nhỏ tiến vào trảo hắn cánh tay. Hắn nửa cong khóe môi, lười biến mà đứng lên, liền thấy trước mặt nữ hài nhìn hắn tự muốn nói chút cái gì, nhưng miệng động vài lần cũng chưa có thể đem nói ra tới. Lại sau một lúc lâu, cũng không biết sao, qua mà một tiếng liền khóc lớn lên. Huyền Thiên Minh nóng nảy, một tay đem đứa nhỏ này ôm đến chính mình trong lòng ngực, một bên vỗ nàng bối một bên vội vàng hỏi, hoành hoành, xảy ra chuyện gì? có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ngươi cùng ta nói, mặc kệ là ai, ta đều đi cho ngươi báo thù. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, cắt gao mà ôm hắn, lên tiếng khóc lớn. Kỳ thật nàng tới tìm hắn, vốn là tưởng nói, huyền thiên minh ngươi bồi ta luyện roi đi, nhưng lời này tới rồi bên miệng lại như thế nào cũng chưa nói ra tới, lại vừa ra thanh, lại biến thành khóc trống phượng vũ hoành đã lâu không có bộ dáng này không kiên nể gì mà đã khóc ở như vậy ban đêm này tiếng khóc vang vọng ở ngự vương phủ trên không nghe được toàn bộ người trong phủ đều đi theo mơ hồ ai cũng không biết bọn họ ngự vương phủ rốt cuộc là sao chính là phượng vũ hoành minh bạch nàng chỉ là ủy khuất nàng chỉ là lại nghĩ đến lúc trước ở tây bắc núi lớn huyền thiên minh kia hai điều nhuộn đầy huyết thương chân nàng trước nay đều là có thù oán tất báo hơn nữa muốn lập tức liền báo người trừ phi riêng trêu chọc đối phương nếu không quyết định sẽ không làm kẻ thù nhiều nhạc a một ngày nhưng hiện tại này thù nàng cố tình liền báo không được cố tình phải chịu đựng lại cố tình là nàng nhất để ý huyền thiên minh thù nàng đem đầy bụng ủy khuất đều cấp khóc ra tới tựa như cái hài tử giống nhau nhào vào trong lòng ngực hắn ở hắn trên giường một phen nước mũi một phen nước mắt ướt hắn nửa phiến vạt áo trước sao lại khóc mệt mỏi thế nhưng liền ghé vào trong lòng ngực hắn ngủ thật dài lông mi treo trong sáng nước mắt ngẫu nhiên động thượng mấy động lông mi sẽ trát đến huyền thiên minh ngực lại ngứa lại làm hắn cảm thấy chua xót huyền thiên minh nàng nỉ non mở miệng cũng không biết là tỉnh vẫn là đang nói nói mớ nhưng câu nói đến cũng đúng rõ ràng hắn nghe được nàng nói con mẹ nó thiên chu cô nãy nãy nhất định phải đem kia tiểu phá địa phương cấp ép đến một mau đều không dư thừa. Hắn bật cười, nhẹ nhéo nhéo nha đầu này gương mặt, gần nhất đến là thấy chút thịt, tròn vo, hảo chơi cực kỳ. Yên tâm. Hắn nhẹ giọng hồi nàng, chúng ta cùng nhau ép, từ hoàng thất mãi cho đến hoàng thân quốc thích. Ngày mai ta liền phái người đi ra một ít cùng thiên chu hoàng gia có người bảy đại cô tám gì cả, chúng ta một cái đều không buông tha. Ân trong lòng ngực tiểu nha đầu mơ mơ màng màng mà lên tiếng sau đó lại nói thiên chu tuy rằng lạnh điểm nhi nhưng ta nói cho ngươi bên kia trên núi có tuyết liên thực đáng giá nếu không chúng ta dứt khoát đem thiên chu cấp thu đi biến thành đại thuận địa bàn về sau muốn cái gì tùy thời đi lấy huyền thiên minh thực nghiêm túc mà suy xét một chút sau đó gật gật đầu hảo ngươi nếu muốn thiên chu ta cho ngươi đánh hạ tới đó là mặc dù là ngươi muốn này thiên hạ ta cũng sẽ vì ngươi đánh hạ tới trong lòng ngực nha đầu xích xích mà cười một trận sau đó động vài cái miệng đem hắn ôm đến lại khẩn chút sau đó quay đầu đi hoàn toàn đã ngủ huyền thiên minh cười khổ vỗ nhẹ nàng hai hạ kêu một tiếng hoành hoành trong lòng ngực người không phản ứng hắn lại hỏi ngươi cứ như vậy ngủ vẫn là không phản ứng hắn cân nhắc, này xem như mỹ nhân chủ động nhào vào trong ngực sao. Đáng tiếc, nha đầu này thật sự là nhỏ điểm nhi, trên người thịt đều còn không có trường chỉnh tề, hắn chính là có nghĩ thầm ăn, cũng không chỗ hạ khẩu. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem người cấp nhắc lên, sau đó cũng không khách khí, ba chân bốn cẳng mà đem nhân gia cô nương áo ngoài cấp lột xuống dưới, lại cởi giày vớ, còn thân thủ hủy đi tóc, lúc này mới cười tủm tỉm mà đem người một ôm, trực tiếp tiếng ổ chăn trực tiếp ngủ. Nha đầu này trên người có một cổ thực đặc biệt mùi hương nhi, hắn trước kia hỏi qua, nàng nói là kêu phạm cái gì nước hoa, hắn cũng không nhớ được kia kỳ quái tên, tóm lại rất là dễ ngửi. Huyền Thiên Minh tham lam mà đem người lại ôm sát chút, cầm để ở nàng tráng thượng, khóe môi lại khơi màu kia mạc tà cười, nhưng này cười lại mang theo tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nha đầu chết tiệt kia hắn nhỏ giọng nói, như vậy liền tính ngủ qua, ngươi về sau nếu tưởng hối hôn, bổn vương nhưng đến muốn ngươi phụ trách. Thế là, Phượng Vũ Hoành cứ như vậy, đem huyền thiên minh cấp ngủ. Mất công ban tẩu tận chức tận trách mà ở trong sân thủ nàng cả buổi, nguyên bản còn có thể nghe được chút tiếng khóc, chính là sau lại lại cái gì động tĩnh đều không có, hắn vẫn luôn ở do dự muốn hay không vào xem. Đến là bạch trạch tương đối thức thời, thấu đi lên tùy tùng đi nói các chủ tử nhất định là nghỉ ngơi ngươi cũng tìm một chỗ mị trong chốc lát đi ban tẩu tức giận đến thẳng trợn trắng mắt nghỉ ngơi hai người cùng nhau đúng vậy bạch trạch rất là đương nhiên gật gật đầu bên trong liền một gian phòng một chiếc giường không phải hai người cùng nhau nghỉ chẳng lẽ còn muốn phân một cái ngủ trên mặt đất ban tẩu cắn răng còn không có nhạc dạo đâu Bạch Trạch khuyên hắn, ngươi như thế nào cân não như vậy thủ cựu. Bọn họ sớm muộn gì đều là phu thê, ngủ sớm vãn ngủ không đều là ngủ, có cái gì khác nhau? Khác nhau? Ban tẩu rất là nghiêm túc mà suy nghĩ nửa ngày, kết luận là, đích xác không có gì khác nhau. Thế là thực yên tâm mà đi theo Bạch Trạch đi rồi. Này một sân hạ nhân cũng cảm thấy hai người cùng nhau ngủ là thực bình thường, bọn họ kêu vương phi đều kêu nửa năm khắp thiên hạ người đều biết phượng gia nhị tiểu thư là ngự vương nhìn trúng nữ nhân lại nói nàng đều cùng hoàng thượng kêu phụ hoàng chuyện này còn có thể có biến sao thế là mọi người bôn tẩu bẩm báo truyền lại ngự vương cùng ngự vương phi viên phòng vui sướng phượng vũ hoành một giấc này vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi trưa mở mắt ra khi có chút mê man liền cảm thấy trên mặt hồ cái đồ vật giống một mặt thịt tường mềm mại, còn mang theo tùng hương hương vị. Nàng ngửi ra này hương vị đến từ huyền thiên minh, liền cho rằng chính mình là đang nằm mơ, sau đó lại hướng kia mặt thịt tường dựa sát đi, cái mũi nhỏ còn hướng lên trên đầu cọ cọ, miệng bá kỹ vài cái. Ân, ăn ngon. Thịt tường không làm, ngươi gặm xương cốt đâu. Dạ. Sống. Phượng Vũ Hoành một chút liền tinh thần, đột nhiên nhảy dựng lên, động tác lớn chút, trắng trắng giường lương thượng. A, à, nàng đau ngao ngao kêu, đôi tay che lại đầu, ngồi trên giường nhìn Huyền Thiên Minh. Ngươi như thế nào bò đến ta trên giường tới? Huyền Thiên Minh buông tay, đây là ta giường. Ngươi, Phượng Vũ Hoành lại mê mang, cả nhìn xem hữu nhìn xem, nga, giống như còn thật là nhân gia giường. Ta đây như thế nào bò đến ngươi trên giường tới? Ta chỗ nào biết? hắn cũng ngồi dậy, nhìn nàng tà mị mà cười. Này cười, kia giữa mày tử liên giống như nhan sắc càng sâu. Phượng Vũ Hoành xem đến có chút xuất thần, theo bản năng mà còn nuốt một ngụm nước miếng, ngủ cũng mang mặt nạ, ngươi cho ta xem một cái có thể chết a? À? Có thể. Hắn thực nghiêm túc gật đầu, mặt quá xấu, sợ đem ngươi hù chết. Thiết. Phượng Vũ Hoành phiên lão đại một cái xem thường, không cho xem đánh đổ nàng xoay người tự cố mà xuyên giày vớ cố tình bụng không biết cố gắng mà một trận kêu to nàng xoa xoa bụng quay đầu lại cùng huyền thiên minh nói hảo đói huyền thiên minh rất có hứng thú mà nhìn trước mặt này nữ hài theo lý thuyết loại này thời điểm ngươi không phải hẳn là suy xét một chút hai ta loại quan hệ này chuyển biến phượng vũ hoành dứt khoát từ bỏ xuyên giày một mông lại ngồi trở lại trên giường tới nửa quỳ ở trước mặt hắn, dùng tay chống đỡ thân mình, đầu nhỏ phóng trước tìm tòi, hỏi hắn, theo lý. Ngươi cái gì thời điểm cùng lý tự dính dáng nghi? Ai? Hắn liền không rõ, ngày đó là ai nói ta là trên đời này nhất phân rõ phải trái người tới. Phượng Vũ Hoành cười hì hì đi chọc hắn mặt nạ, ngày đó là ngày đó, hiện tại là hiện tại. Hơn nữa, hai ta quan hệ có cái gì thay đổi sao? Như vậy nhiều người cùng ta kêu vương phi, ta cùng ngươi có ngủ hay không lại có cái gì khác nhau? Húng chi, ta mới 13 tuổi, nên lớn lên địa phương cũng đều không như thế nào mọc ra tới đâu, ngươi lại không phải tầm thú, có thể đem ta như thế nào? Nhiều nhất chính là ôm ngủ ngủ, không thể thiếu thịt. Huyền Thiên Minh vô ngữ, này đều cái gì lung tung rối loạn. Hóa ra hôm qua hắn nếu là động nàng, chính là cầm thú hắn tức phụ nhi quả nhiên cùng thường nhân bất đồng bất đồng a hắn đầu hàng phượng vũ hoành đứng dậy xuyên giày mặc quần áo lại vừa quay đầu lại phát hiện huyền thiên minh còn ở trên giường ngồi không khỏi sửng sốt làm cái gì đâu xuống dưới a huyền thiên minh chỉ chỉ chính mình chân ta không phải tê liệt sao còn không có hảo nàng có điểm không thể tin được như thế nào khả năng liền tính còn không có khôi phục đến hành động tự nhiên, nhưng xuống đất luôn là có thể nha. Hắn lắc đầu, không thể. Phượng Vũ Hoành nhíu mày, liền tưởng tiến lên đi giúp hắn kiểm tra một phen, lại bị hắn cấp ngăn cản xuống dưới, không cần không cần, ta có thể cảm giác ra đã khá hơn nhiều, phỏng chừng lại quá trận là có thể xuống đất. Nga Nghe hắn nói như vậy, Phượng Vũ Hoành cũng không hảo lại kiên trì, liền dứt khoát tự mình động thủ giúp hắn xuyên vớ xuyên giày. Nàng làm được đương nhiên, lại không chú ý tới huyền thiên minh cúi đầu xem nàng khi khóe môi dạng khởi kia ti giả hoặc lại thực hiện được cười. Có nhà hoàng tiến vào hầu hạ hai người rửa mặt, huyền thiên minh cùng nàng nói, bình thường ta trong viện đều không có nhà hoàng, phỏng chừng là nghỉ ngươi ở chỗ này, chu phu nhân hiện cấp an bài đi. Phượng Vũ Hoành đến không cảm thấy như thế nào, một bên rửa mặt một bên cùng hắn nói dùng nha hoàng cũng không sao a à, các nàng là hầu hạ ngươi cuộc sống hàng ngày lại không phải cho ngươi đương thông phòng huyền thiên minh chính đánh răng một ngụm đánh răng thủy hơi kém không phun ra tới đừng nói bừa ai thu kia thứ đồ hư phượng vũ hoành lại tà tà mà để sát vào hắn vẻ mặt cười xấu xa mà tới câu ngươi một đại nam nhân không khỏi thông phòng không có thiếp ta cũng không quá môn vậy ngươi ngày thường là như thế nào kia gì kia gì? Chương 356 thiên sập xuống ta cho ngươi đỉnh. Một câu kia gì kia gì, thẳng đem huyền thiên minh cấp hỏi cái đỏ thẩm mặt, ai cần ngươi lo? Phượng Vũ Hoành Mỹ hiếp mắt nhìn hắn, cũng không hề hỏi, lại tự cố mà cười trộn, tức giận đến huyền thiên minh thật muốn đem rửa mặt thủy khấu nàng trên đầu. Bất quá, hắn một bên đánh răng vừa nghĩ, nha đầu này làm cho này cái gì kem đánh răng bàn chải đánh răng đến thật là không tồi. Hôm nay buổi trưa cơm là ở ngự vương phủ dùng, Phượng Vũ Hoành đối với một bàn gan heo, heo thận liền nhíu mày. Nàng dùng chiếc đũa gõ mặt bàn hỏi Huyền Thiên Minh, nhà ngươi đầu bếp rốt cuộc sao tưởng. Huyền Thiên Minh nói, ấn người bình thường tư duy, ngươi ở ta trên giường qua đêm lúc sau, thật là nên ăn này đó. Một bên nói một bên cho nàng thịnh một chén táo đỏ canh, tới, nương tử, bổ bổ. Bổ cái trắm A. Nàng vỗ tráng, ta liền quỳ thủy đều còn không có tới, hai ta ngủ một đêm cũng bất quá là cái miên bổ thuần nói chuyện phím. Huyền thiên minh an ủi nàng, chấp phá ăn đi, bọn họ nào biết đâu rằng ngươi tới không có tới quỳ thủy. Ngươi hạ nhân rõ ràng là tại hoài nghi định lực của ngươi A. Nàng bắt đầu gây sự, chính là không tin ngươi. Huyền Thiên Minh không thượng cái này đương, bọn họ chính là quá tin tưởng ta, mới phải cho ngươi bổ. Được rồi, mau ăn, ăn xong chúng ta xem náo nhiệt đi. Có náo nhiệt. Vừa nghe náo nhiệt hai chữ, Phượng Vũ Hoành tới tinh thần, hai khẩu liền đem táo đỏ canh uống lên đi xuống, nhưng chính mình động thủ lại thịnh một chén, hỏi lại hắn, cái gì náo nhiệt? Hai người bọn họ khó được ở trong nhà ăn cơm, huyền thiên minh đuổi rồi hạ nhân không cần hầu hạ phượng vũ hoành lại không cái này tự giác hắn liền đành phải chính mình thịnh cơm ăn một bên đựng đầy một bên tưởng xem ra cùng nha đầu này ở một khối rất nhiều chuyện đều phải học tự lực cánh sinh cũng không biết là ai hơn phân nửa đêm không có chuyện gì chạy đến tương vương phủ đi thả một phen hỏa ngươi đã biết nàng từ trong chén đem đầu đài lên vì thời điểm biết đến đêm qua ngươi ngủ lúc sau nghe ban tẩu nói nhắc tới khởi cái này huyền thiên minh liền bực bội ta xem hẳn là cho ngươi đổi cái ám vệ phượng vũ hoành vừa nghe lời này liền minh bạch định là ban tẩu đem nàng cấp cùng vứt sự bị huyền thiên minh cấp đã biết thế là chạy nhanh nói không cần đổi không còn có người sau ban tẩu càng tốt là ta cố ý ném ra hắn mặc dù thay đổi ngươi cũng đúng giống nhau cùng ném huyền thiên minh vốn dĩ tưởng nói không có khả năng nhưng lại nghĩ đến đầu năm ở quân doanh, Phượng Vũ Hoành từ nàng thần kỳ cổ tay áo trung một lần lại một lần mà móc ra kỳ quái đồ vật sự, liền lại cảm thấy đối với nha đầu này tới nói, tự hồ không có cái gì là không có khả năng. Thế là, tới rồi bên miệng nói liền lại nuốt trở vào. Phượng Vũ Hoành không nghĩ ở cái này đề tài thượng nói quá nhiều, liền thúc giục hắn, mau ăn mau ăn, ăn xong rồi hảo đi xem náo nhiệt. Hai người ngồi trên xe ngựa khi, Huyền Thiên Minh kỳ thật còn không có ăn no, bởi vì hắn phát hiện chính mình ăn cơm tốc độ có chút theo không kịp Phượng Vũ Hoành, kia nha đầu cũng không biết nơi nào luyện ra ăn cơm bản lĩnh, phong giống nhau liền thổi quét một bàn đồ ăn. Hắn chỉ lo xem nàng, căn bản cũng không ăn thượng mấy khẩu. Lúc này hai người ở trong xe, Phượng Vũ Hoành ôm một con kỳ quái cái chai ở uống bên trong nước trà, Huyền Thiên Minh lại ở cân nhắc, trong chốc lát đi tiếp theo cái địa phương phía trước nhất định đến lại mua chút ăn lót lót bụng. Hắn trắng phượng vũ hoành liếc mắt một cái, một tay đem kia kỳ quái cái chai đoạt lấy tới, cho ta uống một ngụm. Rót cái thủy no cũng đúng tốt. Phượng vũ hoành nói cho hắn, loại này tài chất gọi là pha lê, song tầng, không phỏng tay, quay đầu lại ta cho ngươi cũng tìm một con đi. Huyền thiên minh thực không khách khí nói, không cần, cái này cho ta là được. Phượng Vũ Hoành gật đầu, vậy cho ngươi đi pha lê ấm nước sao trong không gian còn có huyền thiên minh long xa một đường hướng tương vương phủ phương hướng bước vào hắn vài lần muốn hỏi một chút nha đầu này đến tột cùng có biết hay không tương vương trong phủ có bao nhiêu nguy hiểm tưởng đi vào không phải không được có thể hay không đi trước tìm hắn nhưng hắn cũng trước nay đều biết phượng vũ hoành là cái rất có chủ ý cô nương hơn nữa nghĩ cái gì thì muốn cái đó nàng quyết định sự cho dù là lâm thời quyết định đều cần thiết muốn lập tức chấp hành ai đều ngăn không được ai cũng thay đổi không được hắn than nhẹ còn hảo còn hảo nàng nhớ rõ chạy đến ngự vương phủ tới tìm hắn khóc này liền đủ rồi vương tay đi xoa xoa nàng đầu cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói phượng vũ hoành lại biết hắn trong lòng suy nghĩ đem tiểu cầm gối lên hắn trên đầu gối lẩm bẩm mà nói huyền thiên minh ta ở tây bắc núi lớn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi khi đã bị ngươi giữa mày tử liên hấp dẫn ta thừa nhận con người của ta là có chút thấy sắc khởi nghĩa nhưng này cũng không đại biểu ta đối với ngươi cảm tình cũng chỉ liên quan đến một cái sắc tự ta không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích nhưng ngươi thật sự là ta trên thế giới này nhìn đến người đầu tiên với ta tới nói ngươi liền cùng ta chính mình sinh mệnh là giống nhau cho nên ta không thể chịu đựng có người đối với ngươi tạo thành như vậy đáng sợ thương tổn ta tưởng tượng đến những cái đó mũi tên trốn xuyên ngươi đầu gối trong lòng ta liền đau huyền thiên minh trong lòng căng thẳng ông ở nàng đầu vai tay kính nghi cũng đi theo lớn chút sợ làm đau nàng chạy nhanh lại cấp xoa xoa nha đầu ngốc hắn nói ta làm sao không phải tưởng tượng đến ngươi bị phượng cẩn nguyên đưa đến tây Bắc đi gặp ba năm tội liền tức giận đến tưởng đem hắn hung hăng quốc đánh một đốn ta tàn nhẫn không thể đem toàn trên đời này đồ tốt nhất đều sưu la cho ngươi chẳng sợ ngươi cùng ta muốn một cái giang sơn ta cũng sẽ vì ngươi đi đánh phượng vũ hoành đài đầu xem hắn trịnh trọng nói cho nên chúng ta là giống nhau giống nhau người liền nhất định phải ở bên nhau huyền thiên minh ta tối hôm qua nghe được huyền thiên dạ cùng khang di nói chuyện lúc trước ngươi ở tây bắc đột ngộ địch tập là bởi vì huyền thiên dạ hướng trong quân xếp vào gian tế. Mà thiên chu thần xạ sở dĩ có thể đi vào đại thuận, cũng đúng phượng cẩn nguyên âm thầm hỗ trợ, vì bọn họ thay đổi thông quan công văn. Người nói, bọn họ ba cái, có phải hay không đều đáng chết? Nàng nói lời này khi, trong ánh mắt truyền lại ra một cổ tử tử vong hơi thở, thật giống như là từ trong địa ngục đi ra câu hồn sứ giả, chỉ đợi tìm được cái kia người đáng chết, liền sẽ không chút do dự câu đi hồn phách của hắn, sau đó bóp nát, làm này vĩnh thế không được siêu sinh. Huyền Thiên Minh đột nhiên cười ha ha, đôi tay phủng phượng vũ hoành khuôn mặt nhỏ, hai mắt chăm chú nhìn, giữa mày kia đóa tử liên rực rỡ lấp lánh, đây mới là ta Huyền Thiên Minh tức phụ nhi. Yên tâm, phàm là làm ngươi không thoải mái người, vi phu sẽ từng bước từng bước mà đem bọn họ đưa đến ngươi trước mặt, ngươi liền ném ra roi đi cho ta trừu trừ chết không phải mắt mắt là đã ghiền bao gồm cái kia thiên chu người nếu muốn chúng ta liền đem nó đoạt lấy tới phượng vũ hoành bị hắn nói được hai mắt tỏa ánh sáng thật giống như nào đó các nữ nhân nhìn đến châu báu khi bộ dáng hưng phấn lại tham lam lại đối diện huyền thiên minh ăn uống cuối cùng xe ngựa ở tương vương phủ địa giới ngừng lại hai người ai cũng không xuống xe chỉ do phượng vũ hoành xốc một bên mành ra bên ngoài nhìn lại không ít người ở phủ bên cạnh vây quanh xem náo nhiệt ngày hôm qua ban đêm tương vương phủ một bên tường viện đột nhiên nổi lửa hỏa thế lại đại lại tật mặc dù vương phủ thị vệ ra sức dập tắt lửa vẫn là đêm nửa mặt tường đều cấp thiêu sụp bá tánh nghị luận thanh truyền tiến vào có người nói cũng không biết kia hỏa là như thế nào thiêu một cổ tử mùi lạ nhi nghe nói còn đặc biệt không hảo phát rõ ràng chỉ một tiểu thóc ngọn lửa cố tình mấy thùng nước thiêu đi lên đều bất diệt cũng không phải là nghe nói trong viện mấy cây lão thụ đều cấp thiêu chết các ngươi nhỏ một chút thanh bị người trong phủ nghe được cần phải mệnh đây là tương vương phủ cũng không phải là lúc trước kia khác họ vương phủ không dễ chọc đâu hư các ngươi xem có phải hay không tương vương ra tới theo người này một câu phượng vũ hoành ánh mắt hướng phủ cửa đệ đi quả nhiên nhìn đến huyền thiên dạ đang từ bên trong đi ra mặt kéo đến sau mặt ngựa còn trường nộ khí tức giận bao phủ ở quanh thân đi lên toàn bộ nhi người giống như là một con phẫn nộ voi các bá tánh tập thể im tiếng hô kéo một chút toàn tán không ảnh nhi mà huyền thiên dạ mới vừa ra tới liền trực tiếp trừng hướng huyền thiên minh cùng phượng vũ hoành hai người nơi xe ngựa huyền thiên minh lười biếng mà dựa ngồi ở trên xe lăn đôi mắt nửa hiếp không thèm để ý tới hắn Phượng Vũ Hoành đến là hảo tính tình mà dương tay cùng hắn chào hỏi, hải. Huyền Thiên Dạ kia trương mặt ngựa kéo đến càng dài. Huyền Thiên Minh lôi kéo Phượng Vũ Hoành tay nhỏ tán gẫu, ngươi nói, mấy thùng nước đều phát bất diệt tiểu ngọn lửa, rốt cuộc là cái gì thiêu? Phượng Vũ Hoành đáp, y dùng cồn A. Chấm thượng bông cầu, tiểu ngọn lửa một đoàn một đoàn, cũng thật tâm hảo xem bất quá cũng không đến nỗi mấy thùng nước đều tưới bất diệt, bá tánh nghe nhầm đồn bậy, nói được quá quỷ quái, nhưng là tỷ can tưới hỏa khó phát một ít đến là thật sự. Lúc này, huyền thiên dạ đã ở hướng bên này đi tới, vừa đi một bên nói, nghe tới, đệ mùi đối bổn vương phủ đệ thiêu cháy trận này hỏa còn rất có giải thích. Phượng Vũ Hoành liền đầu, là có vài phần giải thích, ngươi hỏi ta nha. Huyền Thiên Minh lại đem lời nói nhận lấy, không lớn không nhỏ, tam ca là như vậy không biết xấu hổ người sao. Chính mình trong phủ trứ hỏa chính mình chỉnh không rõ, còn muốn cùng nhà mình đệ muội này nếu là truyền ra đi, ngươi làm tam ca mặt hướng nào phóng. Huyền thiên dạ một ngụm tanh ngọc liền tạp ở trong cổ họng, tùy thời tùy chỗ đều có thể phun khang mà ra. Hắn liền cảm thấy chính mình mau bị tức chết rồi, đối diện trong xe ngựa hai người kia, nếu khả năng, hắn thật sự tưởng thân thủ đem hai người bọn họ từng bước từng bước toàn bóp chết. Đáng tiếc, hắn chẳng những không cái này quyền lực, cũng không bổn sự này. Một cái huyền thiên minh hắn đã là đánh không lại, cái kia thoạt nhìn yếu đuối mong manh nha đầu, chỉ sợ một thân công phu không dưới với huyền thiên minh. Hắn đi đến một nửa liền ngừng lại, không có trở lên tiếng đến, mà huyền thiên minh xe ngựa lúc này cũng khởi động tới, liền tự cố mà chuẩn bị rời đi hắn nhìn xe ngựa chậm rãi đi trước, liền thấy Phượng Vũ Hoành đột nhiên từ trong xe đứng lên, thẳng đối với hắn làm một cái kéo cung bắn tên động tác. Khi động tác quỷ dị mạc danh, xem đến hắn trong lòng từng trận phát run. Đãi cuối cùng phục hồi tinh thần lại, xe ngựa đã là đi xa. Hắn trong lòng phạm nổi lên cộng lại, tự cân nhắc sau một lúc lâu, chạy nhanh phân phó bên người người hầu, đi, thông tri khang di trưởng công chúa, làm nàng cẩn thận phượng vũ hoành kia thị vệ lĩnh mệnh mà đi, chỉ còn lại có huyền thiên dạ một người đứng ở tại chỗ, nhìn kia chiếc xe ngựa càng đi càng xa, thẳng đến biến thành một cái điểm đen nhỏ nhi, thoát ly tầm mắt. Huyền thiên minh mang theo Phượng Vũ Hoành một đường vào hoàng cung, từ trên xe ngựa xuống dưới khi, hắn nói cho Phượng Vũ Hoành, đi, chúng ta đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Phượng Vũ Hoành trong mắt chuyển động, một bên đẩy hắn đi một bên hỏi, như thế nào? Như da bị dưỡng ở hoàng hậu chỗ đó. Huyền thiên minh tán nàng, tức phụ nhi thông minh. Phượng Vũ Hoành cười hì hì hỏi hắn, như thế nào? Ta trừ đến được không? Đương nhiên hảo. Hắn kia chiêu bài dường như ta cười lại tráng khai, nhớ kỹ lâu, về sau nếu là có người làm ngươi không thoải mái, cái gì cũng đừng động, huy khởi roi trước trừ một đống lại nói. Như thế nào đã ghiền liền như thế nào trừ? Triều đã chết tính hắn xứng đáng, Triều bất tử, mặt sau trướng lại chậm rãi thanh toán. Phượng Vũ Hoành gật đầu, rất hợp ta ý, chỉ là vạn nhất Triều đến không dễ chọc nhân vật làm sao bây giờ. Ngươi sợ cái gì? Thiên sập xuống ta cho ngươi đỉnh, còn có thể tạp đến ngươi. Nàng cười đến hai mắt công công, hỏi lại hắn, chúng ta đi tìm như gia làm cái gì? Huyền Thiên Minh nói, nếu Thiên Chu đã là tức phụ Nhi dự định xuống dưới đồ vật, kia chúng ta liền đi trước thu điểm Nhi địa tô đi. Chương 357 Bổn Vương chỉ xem ngươi có xấu hổ hay không. Trung cung tuyệt đối là này hậu cung nhất uy nghiêm một nơi, cung viện lớn nhất, cung nô nhiều nhất, cung quy cũng nhất nghiêm ngặt. Thiên võ đế đem cảm tình cho Vân Phi, đem quyền lực cho Hoàng hậu, cái khác cung viện, mười mấy năm trước mưa móc đều dính, nhưng từ Vân Phi vào cung lúc sau, những cái đó phi tử lại liền chút mưa móc đều chưa từng lại dính qua. Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành đến lúc đó, Hoàng hậu nghe nói đang ở càng không điện bồi hoàng thượng nghị sự, Chưởng sự nữ quan đem hai người đưa tới như gia hiện giờ cư trú thiên điện, còn cùng Phượng Vũ Hoành thập phần thục lạc mà nói, lúc trước tương vương phi tiến cung thỉnh huyện chủ cấp khám bệnh, trụ cũng đúng cái này thiên điện. Phượng Vũ Hoành nhướng mày, lần này cũng không phải là tới xem bệnh. Huyền Thiên Minh vỗ vỗ nàng mu bàn tay, "Ai?" Nhìn xem cũng đúng. Chẳng qua, tế an huyện chủ khám phí có chút cao. Phượng Vũ Hoành trong mắt chuyển động, lập tức minh bạch hắn là cái gì ý tứ, liền cũng cười nói, "Đúng vậy, lúc trước trị Tương Vương phi bệnh, đối phương tiền khám bệnh là một tòa ngọc quặng. Như gia công chúa như thế trọng thương, trị lên có thể so Tương Vương phi muốn phiền toái đến nhiều." khi huyện chủ ngài liền lại nhiều thu chút tiền khám bệnh khi nói chuyện mấy người đã đi đến thiên điện trước cửa khi nữ quan duỗi tay tướng môn đẩy lại nói trong cung mỗi ngày đều phái thái y tới cấp như gia công chúa thỉnh mạch nhưng các thái y cũng đều nói như gia công chúa nội tạng bị hao tổn thương tập tâm mạch trong cung hảo dược đã dùng hết lại vẫn như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp mặt khác trên người nàng những cái đó tiên thương mặc dù là nội thương hảo này bên ngoài cũng đúng muốn lưu sẹo mấy người vào phòng đang có vị thái y từ bên trong đi ra ngoài thấy huyền thiên minh cùng phượng vũ hoành chạy nhanh quỳ xuống đất thỉnh an huyền thiên minh hỏi hắn các ngươi đều cấp vị kia công chúa dùng chút cái gì dược kia thái y nghĩ nghĩ đáp thái y viện nhân sâm linh chi đều dùng hoàng hậu nương nương nói cái gì dược hảo liền cấp ăn cái gì nếu như vậy đều ăn không ngon kia cũng chỉ có thể trách vị kia thiên chu công chúa mệnh quá mỏng, thần chờ cũng không có thể ra sức. Phượng Vũ Hoành trong lòng cười thầm, cái gì dược hảo cấp ăn cái gì, cũng mặc kệ đúng hay không chứng, đây là hoàng hậu thái độ, đồng thời cũng đúng hoàng thượng thái độ. Nhớ trước đây Khang Di mới vừa tiến cung khi, hiển nhiên đối đại thuận hoàng gia việc làm một phen điều tra, đánh cảm tình bài, chọc thiên võ đế bi hiếp, thành công mà gợi lên thiên võ đế đối quá cố hoàng tỷ tưởng niệm chi tình. Đáng tiếc, như thế nào tưởng niệm cũng không thắng nổi kia như da mắng to huyền thiên minh. Thiên võ đế cái gì đều có thể nhẫn, cố tình liền đối Vân Phi mẫu tử một chút cũng hàm hồ không được. Vân Phi giận dữ, hắn đem quý phi bộ bạch bình quan ngã cái chết khiếp, còn tạp đã chết bộ thượng thư, hiện giờ huyền thiên minh nhai mắng, xem hắn này biểu hiện, cơ bản chính là muốn đem Như Gia cấp hướng chết trị liệu. Phượng Vũ Hành có khi liền suy nghĩ, cũng may mắn Huyền Thiên Minh là cái tranh đua, gánh nổi thiên võ trong lòng phó thác. Vạn nhất hắn nếu là cái không nên thân nhi tử, chỉ sợ này đại thuận giang sơn, cũng muốn hủy ở trong tay của hắn. Nàng vừa nghĩ một bên đẩy Huyền Thiên Minh lại đi phía trước đi rồi vài bước, đồng thời đối kia thái y nói, đi đem Như Gia công chúa ăn qua dược đều liệt ra danh sách ra tới ghi chú rõ nào một mặt dùng nhiều ít sau đó hảo hảo lưu trữ quay đầu lại tìm cơ hội cùng thiên chu đòi tiền thái y mạo một tráng hãng sớm tại nghe nói phải cho như gia công chúa như thế trị thời điểm hắn liền minh bạch đại thuận đây là ở cố ý chỉnh thiên chu đâu cũng nghe nói này như gia công chúa là chọc giận tế an huyện chủ kia một thân thương chính là bị tế an huyện chủ một roi một roi cấp rút ra hắn không khỏi lau một phen hãng thư giả nói thần tuân mệnh. Sau đó đứng dậy, lui ly thiên điện. Phượng Vũ Hoành ba người đi đến như gia giường biên, ở cách ba bước xa khoảng cách ngừng lại, liền thấy nàng che lại cái mũi hỏi trong phòng hầu hạ cung nữ, cái gì hương vị? Có tiểu cung nữ tiến lên đáp lời, hồi huyện chủ, như gia công chúa ngày gần đây thường có mất khống chế, sợ là lại. Được rồi. Khi nữ quan khoát tay đánh gãy nàng lời nói, cái gì lời nói đều nói, cũng không sợ bẩn vương gia cùng huyện chủ lỗ tai. Sau đó lại xoay người cùng Phượng Vũ Hoành nói, bệnh đến như vậy trọng, chỉ sợ lại không trị liền thật sự trị không trở lại. Một bên nói một bên còn lắc đầu, nhìn như da tiếc núi mà thở dài, như thế tuổi trẻ công chúa, thật là đáng tiếc. Nằm ở trên giường như da trên người bị bạch phải bông bao đến giống chỉ bánh chưng, liền dư lại đầu còn lộ ở bên ngoài, nghe được có người tới, liền quay mặt đi tới xem, lại vừa vặn nhìn đến Phượng Vũ Hoành lộ ra hàng ý ánh mắt, vừa vặn nghe thấy kia nữ quan nói làm nàng cơ hồ tuyệt vọng nói. Như gia vừa thấy Phượng Vũ Hoành, đôi mắt đều đỏ, cả người giống như là một con giả thú, tàn nhẫn cắn răng liều mạng mà liền phải đi phía trước phát. Đáng tiếc, trên người nàng đều bị vải bông sợi bao, nơi nào động được. Hơn nửa vạn vẹo gian liên lụy đến miệng vết thương, đau đến nàng nước mắt đều xuống dưới. Phượng Vũ Hoành Nàng một ngụm ngân nha cơ hồ đều mau cắn, ngươi cho ta chờ, sớm muộn gì có một ngày, ta hoàng cửu cửu sẽ sát thượng kinh thành thay ta báo thù, đến lúc đó định đem ngươi toái thi vạn đoạn. Phượng Vũ Hoành nhíu mày, ý của ngươi là Làm thần quốc thiên chu, muốn làm phản. Mau, nàng làm bộ bắt lấy kia nữ quan cánh tay, mau đi hồi bẩm hoàng thượng, liền nói thiên chu muốn làm phản, thỉnh hoàng thượng mau mau xuất binh trấn áp. Một câu, hơi kém không đem như gia cấp hù chết, lập tức lại kêu to, chậm đã. Không có, không có mưu phản. Phượng Vũ Hoành ngươi không cần ngậm máu phun người. Phượng Vũ Hoành liền không rõ, là chính ngươi nói, ngươi hoàng cửu cửu muốn sát thượng kinh thành, nếu này đều không gọi mưu phản, kia cái gì mới là mưu phản. Huyền Thiên Minh cũng không làm, ta đại thuận tự nhận đại thần thủ đô không tồi, tuy nói mỗi năm đều tiếp thu các ngươi triều cung, nhưng sở cung cấp cấp thần quốc con dân lương thảo cùng quốc sách lại là so sở chịu cống vật muốn nhiều ra mấy lần. Các ngươi thiên chu hàng năm đóng băng không có một ngọn cỏ, ăn lương thực hơn phân nửa đều là đại thuận, như thế nào, thiên chu người không học quá tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo đạo lý. Ngươi, như gia thói quen tính mà lại mở miệng muốn mắng, nhưng toàn thân trên dưới đau đớn tế bào thành công mà đem nàng lời nói cấp đổ trở về. Nàng biết, người này mắng không được, lần trước chỉ là bị Phượng Vũ Hoành nghe được liền đem chính mình trừ thành như vậy, lúc này nếu làm trò nhân gia mặt nhi mắng, nàng còn có thể có mệnh ở. Chỉ là đáy lòng nộ khí, tức giận, không chỗ nhân tán, nghẹn đến mức nàng đầy mặt đỏ bừng, trong mắt đều ra bên ngoài nhô lên, hoặc nhìn thập phần dọa người. Khi nữ quan hỏi nàng, Công chúa chính là không thoải mái. Hô, thái y viện thái y thay phiên xem bệnh, nhưng công chúa bị thương quá nặng, đã lan đến tâm mạch, các thái y cũng không có cách nào. Hiện giờ chính là dùng ngàn năm lão tham treo một hơi, liền chờ tế an huyện chủ tới đâu. Chờ nàng tới làm cái gì? Như gia đã nhiều ngày đã xem quen rồi các thái y tuyệt vọng biểu tình cùng lắc đầu khi thở dài, trong lòng thậm chí đều đã làm hẳn phải chết tính toán chính là Chẳng lẽ ta sắp chết còn phải bị tiện nhân này lại nhục nhã một phen sao? Huyền Thiên Minh hơi thở một ngưng, trong tay roi đại động, không hề nghĩ ngợi, lại ban mà một chút quăng qua đi. Không nghiêng không lệch, roi hơi nhi vừa lúc trừ ở như da ngoài miệng. Như da chỉ cảm thấy hai chỉ môi đột nhiên bạo liệt khai, một trận cự đau nháy mắt đánh úp lại, thiếu chút nữa không đau hôn mê đi. Nàng từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, một bên có cung nữ tiến lên dùng khăn đi cho nàng sát thí vết máu, lại bị nàng một phen liền cấp đẩy khai. Liền thấy này như da điên rồi một phen, dương con thỏ giống nhau môi lớn tiếng chất vấn huyền thiên minh, ngươi cư nhiên liền nữ nhân đều đánh. Huyền thiên minh mắt trợn trắng, ở bổn vương trong mắt, người chẳng phân biệt nam nữ, chỉ phân có xấu hổ hay không. Ngươi không biết xấu hổ, ta quản ngươi là công chính là mẫu. Tiện nhân Ngươi nói lại lần nữa thử xem. Bổn vương có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi nói, này roi lập tức liền sẽ cuốn thượng ngươi đầu lưỡi, liền căng đều cấp trúc lên. Như da sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, hai người kia, hai người kia là ác ma sao? Trên đời này cư nhiên còn có người như vậy, bọn họ cư nhiên còn thấu thành một đôi nhi. Ông trời! Nếu sớm biết rằng Phượng Gia Nhị Nữ Nhi là cái này tính tình, chính là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tới đại thuận nha. Này tiểu công chúa cuối cùng biết sợ hãi, ô ô mà khóc lên, cũng không dám nữa nhiều lời một câu không dễ nghe. Tuy rằng đại y đều nói nàng sống không lâu, nàng mỗi ngày bị bao thành một con bánh chưng, liền như xí đều không thể tự gánh vác, nhưng rốt cuộc nàng còn muốn sống đi xuống. Sống lâu một ngày là một ngày, vạn nhất. Vạn nhất hoàng cửu cửu có thể tới cứu nàng đâu. Lúc này, khi nữ quan đến là trở về nàng phía trước hỏi chuyện, công chúa, chờ tế an huyện chủ tới, tự nhiên là vì cứu ngài nha. Ngài không biết sao. Chúng ta đại thuận tốt nhất thần y không ở Thái Y Viện, mà là tế an huyện chủ nha. Như da trừng mắt, phản phất nghe được tốt nhất cười chê cười, nàng nghiêng đi mặt tới hỏi kia nữ quan, nàng. Cứu ta. Ta chính là bị nàng đánh thành cái dạng này, Hiện giờ cứu thương không đi lại thêm tân thương, nàng rốt cuộc là tới cứu người vẫn là tới giết người. Phượng Vũ Hoành tiến lên hai bước, nhìn chầm chầm nàng nói, cứu người vẫn là giết người, liền muốn xem chính ngươi như thế nào tuyển. Như gia, người ta bổn vô thù oán, nhưng gần nhất ngươi mắng ngự vương điện hạ chính là không nên. Thứ hai, ngươi nếu có thể mạng sống, liền đi hỏi một chút ngươi mẫu thân đều đã làm chút cái gì. Ta nói thật cho ngươi biết, trừ ngươi là nhẹ, nếu ngày nào đó cô nải nải không thoải mái, chính là đem ngươi cấp giết, ngươi mẫu thân cũng không dám cùng ta nghi ngờ một câu. Ngươi, tin hay không? Như gia tâm một trung trung, cũng không sao, nàng thật sự liền tin Phượng Vũ Hoành nói. Các nàng lần này tới Đại Thuận vốn là có không thuần động cơ, nếu Phượng Vũ Hoành đem nàng cấp giết, mẫu thân sẽ vì nàng báo thù sao? Nàng cổ có chút phát ngạnh, Tưởng quay đầu nhìn xem Phượng Vũ Hoành, rồi lại không cái kia dũng khí, sau một lúc lâu, liền nghe Phượng Vũ Hoành lại hỏi câu, sống hay chết, ngươi đến là cho cái lời nói nha. Bổn huyện chủ cũng rất vội, nơi nào có tâm tư cùng ngươi tại đây háo. Như gia theo bản năng mà liền nói, sống. Ta muốn sống sót. Hảo. Phượng Vũ Hoành dương giọng mở miệng, muốn sống không thành vấn đề, bổn huyện chủ tự mình ra tay cứu giúp chẳng những có thể cứu sống ngươi, cũng có thể đem trên người của ngươi vết sẹo cùng nhau đi trừ, chỉ là nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo ngoạn ý, rồi lại làm người cảm thấy có vài phần âm trầm hỏi. Các ngươi thiên chu, chuẩn bị ra nhiều ít khám phí. Khám phí? Như gia sửng sốt, cái gì khám phí? Khi nữ quan chủ động mở miệng nói, thiên chu công chúa, xem bệnh tự nhiên là phải tốn bạc. Như gia trồng mắt chuyển động, đến là thông minh lên ta nếu đã tùy mẫu thân cùng nhau vào phượng phủ phượng gia chính là nhà của ta phượng tướng chính là phụ thân ta nữ nhi bị bệnh tự nhiên là đến cùng phụ thân đòi tiền trị liệu nga phượng vũ hoành gật gật đầu hảo kia bổn huyện chủ này liền phái người trở về hỏi một tiếng nhìn xem phụ thân có thể lấy ra nhiều ít bạc tới chỉ là có chuyện này ta cần thiết đến nhắc nhở ngươi vì nên thú ngươi mẫu thân quá môn, ngươi trong miệng phụ thân đã đem phượng phủ công trung sở hữu bạc đều cấp chi đi ra ngoài, hiện tại còn thiếu lão thái thái vài vạn lượng thể mình bạc đâu. Như gia tâm chợt lạnh, liền nghe huyền thiên minh đột nhiên lại mở miệng nói, bổn vương đến là có cái chủ ý, công chúa không ngại nghe một chút xem hoa không có lời. Chương 358 ai thấy đều đến vớt một bút. Sự thật chứng minh, Huyền Thiên Minh chủ ý đối với Như Gia tới nói là không thể có thể có lời, trị nàng này đầy người thương, muốn hoàng kim 500 vạn lượng. Như Gia còn không biết Huyền Thiên Minh đã hố Khang Di 500 vạn lượng hoàng kim sự, trong lòng liền nghĩ tuy rằng 500 vạn lượng thật sự là quá nhiều chút, nhưng nếu dùng này đó hoàng kim có thể đổi chính mình một cái mệnh, nghĩ đến hoàng cửu cửu là nhất định sẽ đáp ứng. Thế là chạy nhanh gật đầu, ta đồng ý. Huyền Thiên Minh cười nói, ngươi đồng ý phỏng chừng không có gì trọng dụng, việc này còn phải ngươi mẫu thân gật đầu. Như gia gấp giọng nói, nhưng lập tức phái người đi Phượng phủ thông tri mẫu thân, mẫu thân nhất định sẽ đồng ý. Huyền Thiên Minh gật gật đầu, đang muốn nói tốt, lại nghe Phượng Vũ Hoành lại đã mở miệng nói, từ từ. Như gia mắt lé trừng nàng, ngươi lại muốn làm cái gì? Phượng Vũ Hoành nói, 500 vạn lượng hoàng kim không đủ ta còn muốn 10 cây các ngươi thiên chu đặc có thiên sơn tuyết liên, muốn cùng này sinh trưởng xứ sở ở ngàn năm đông lạnh tuyết cùng nhau vận tới đại thuận. Cái gì? Như gia kinh hải, ngươi muốn thiên sơn tuyết liên, còn muốn ngàn năm đông lạnh tuyết. Nàng ngơ ngác mà nhìn Phượng Vũ Hoành, tựa như đang xem một cái kẻ điên. Không bao lâu, liền nghe như gia đột nhiên cười ha ha lên, một bên cười một bên nói, Phượng Vũ Hoành, ngươi có phải hay không điên rồi? Thiên sơn tuyết liên sinh ở ngàn năm đông lạnh tuyết, mặc dù kia đông lạnh tuyết rời đi thiên chu cũng có thể bảo trì gần một tháng không hóa, chính là vận đến đại thuận kinh đô tới, cũng kề bên hòa tan ven. Ngươi muốn kia mười cây nửa chết nửa sống đồ vật tại sao? Phượng Vũ Hoành đùa nghịch móng tay, dưỡng chơi. Ngươi căn bản là dưỡng không sống. Có thể hay không dưỡng đến sống là chuyện của ta, có cho hay không là chuyện của ngươi." Phượng Vũ Hoành nhìn Như Gia, khóe môi giật khởi một tia tà cười. Như Gia cắn răng nói, "Hảo, vậy thỉnh các ngươi sai người đến Phượng phủ đi một chuyến, đem những việc này cùng ta mẫu thân nói đi." Huyền Thiên Minh lập tức liền phân phó bên người kia nữ quan, "Ngươi liền tự mình đi một chuyến, đem vừa mới chúng ta định ra tới sự tình cùng Khang Di trưởng công chúa thuật lại một lần. Nhớ kỹ nếu trưởng công chúa đồng ý, vậy mang lên nàng lập tức đi trước phủ nha, tính cả hôm qua nàng thiếu hạ 500 vạn lượng hoàng kim cùng nhau đánh thượng giấy nợ, làm kinh triệu doãn lập hồ sơ. Vương gia yên tâm, nô tỳ này liền đi làm. Khi nữ quan ứng lời nói, xoay người liền đi. Như gia mông, cái gì hôm qua 500 vạn lượng? Ngươi từ từ. Nàng muốn kêu kia nữ quan dừng lại, nhưng người ta nơi nào có thể nghe nàng lời nói, vài bước liền đi xa. Như gia nhìn huyền thiên minh cùng Phượng Vũ Hoành, đột nhiên liền có một loại mắt mưu cảm giác, các ngươi rốt cuộc hố ta mẫu thân nhiều ít bạc. Huyền thiên minh sửa đúng nàng, như thế nào kêu hố đâu. Ngày hôm qua 500 vạn lượng là cho ta tức phụ hạ giận dùng, hôm nay 500 vạn lượng là cho ngươi chữa bệnh dùng. Còn có, ta cần thiết đến lại lần nữa nhắc nhở ngươi, không phải bạc, là vàng. Như da hơi kém không học máu, một ngàn vạn lượng hai ngày công phu đã bị bọn họ lừa đi thiên chu một ngàn vạn lượng hoàng kim. Các ngươi là cố ý. Nàng rống to, xả đến trên người miệng vết thương lại là một trận đau. Phượng Vũ Hoành nhìn nàng gật gật đầu, chính là cố ý, ngươi có thể đem ta như thế nào? Như gia nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng quá đắc ý, đại thuận không phải có câu nói sao, kêu phong thủy thay phiên chuyển, sớm muộn gì có một ngày ngươi muốn tài đến ta trên tay, đến lúc đó, nhưng cẩn thận ta đem hôm nay thù hết thảy bù trở về. Phượng Vũ Hoành làm một cái hoảng sợ biểu tình, nhưng trong mắt lại toàn là ý cười, ta sắp thành ngươi bác sĩ phụ trách, ngươi như thế uy hiếp ta ta còn như thế nào dám đem thương cho ngươi chữa khỏi. Như gia sửng sốt, cũng ý thức được tự mình nói sai, làm nhiên đem đôi mắt một bế, mắt không thấy tâm không phiền. Bên kia, nữ quan tới rồi Phượng Phủ Khi, Khang Di đang ở thiêm hương viện nhi trong thư phòng cân nhắc cấp thiên chu quốc quân đi tin. Nguyên bản hôm qua nên viết này phong thư, nhưng ngày hôm qua tới trình thị tỉ muội, hàng thị canh lại có người hạ độc, ban đêm lại ra phủ, vội đến nàng căn bản là không lo lắng chuyện này. Nữ quan bị thỉnh tới rồi mẫu đơn viện nhi, Khang Di đến lúc đó, phượng lão thái thái cùng Trầm Ngư đã ở ngồi bồi. Thấy Khang Di tới, kia nữ quan chạy nhanh tiến lên đi hành lễ. Khang Di cũng là đáp lễ nói, không biết tôn giá đến phóng, chính là có việc. Khi nữ quan nói, không dám vọng nhận này tôn giá hai chữ, nô tỳ chính là nô tỳ, trưởng công chúa quá đài cử. Hôm nay nô tỳ đến phóng, là phụng ngự vương điện hạ chi mệnh, cũng đúng chịu như gia công chúa gửi gắm, tới cùng trưởng công chúa hồi bẩm một việc. Vừa nghe nói đối phương là chịu ngự vương gửi gắm, Khang Di cảm xúc cuối cùng là nổi lên một tia biến hóa, có chút dùng dập hỏi như gia xảy ra chuyện gì khi nữ quan nói chuyện đến cũng nhanh nhẹn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem chuyện vừa rồi cấp tự thuật một lần cuối cùng còn cường điệu như gia công chúa thương thật sự là quá nặng roi lực lớn chấn hỏng rồi tâm mạch nô tỳ nói câu không dễ nghe nếu là không chạy nhanh thi cứu sợ là nhiều nhất cũng liền này ba năm ngày sống đầu nha khang di trong lòng căng thẳng Liên quan lão Thái Thái cùng Trầm Ngư đều có chút không rõ, Trầm Ngư nghi hoặc hỏi, rồi có thể đem người triều đến như thế trọng. Khi nữ quan gật đầu, có lẽ là lúc ấy Tế An huyện chủ thật sự quá mức sinh khí, huy tiên thời vận nội khí, mỗi người đều biết Tế An huyện chủ là có công phu ở trên người, này mấy tiên đi xuống như gia công chúa có thể có mệnh ở, đã là huyện chủ khai ân. Này nếu thay đổi là ngự vương tự mình triều, trưởng công chúa Hoàng Kim, quả là có thể tiết kiệm được. Khang Di trong bụng hỏa khí hôi hổi mà liền hướng lên trên dũng, lại bị nàng một lần lại một lần mà mạnh mẽ áp xuống đi. Nàng mở miệng hỏi kia nữ quan, bổn cung có không tiến cung đi xem gia nhi. Nữ quan đến là nên được rất thống khoái, cái này tự nhiên là có thể, trưởng công chúa nếu là tưởng tiến cung đi thăm, hiện tại liền có thể tùy nô tỳ cùng trở về, vừa vạn huyện chủ cùng vương gia đều ở, ngài còn có thể giáp mặt cùng ngự vương điện hạ hỏi một chút. Lúc này nói vậy hoàng hậu nương nương cũng nên đã trở lại, hôm qua hoàng thượng mặt trồng giận dữ, nghe nói có người mắng hắn nhất sủng ái nhi tử, tức giận đến quả muốn đem người kéo đi ra ngoài chém, vẫn là hoàng hậu nương nương nói tình mới giữ được tiểu công chúa một cái mệnh ở. Trưởng công chúa nếu là muốn vào cung, chính là phải giáp mặt cảm ơn hoàng hậu nương nương đâu. Khang Di nghe được bằng mà đánh cái giật mình, chạy nhanh lắc đầu, không cần, bổn cung nghĩ nghĩ, như gia có thể ở trong hoàng cung, kia tất nhiên là được đến tốt nhất chăm sóc, hoàng thượng như vậy đau nàng, liền quản hàng ti đều vừa ra tay liền tặng hai thất, bổn cung còn có cái gì không yên tâm đâu. Khi nữ quan cười đáp, trưởng công chúa yên tâm là được rồi, cấp như gia công chúa dùng đều là hảo dược liệu, thái y viện cũng thập phần để bụng đâu. Khang Di trong lòng biết nơi này nhất định có vấn đề, nhưng nàng hiện tại cũng không tiện hỏi nhiều như gia bị khống chế ở trong cung này liền tương đương với bắt được nàng ba tấc nàng hiện giờ chính là nhân gia thất thượng thịt tưởng băm nhiều ít liền băm nhiều ít khang di thở dài ngược lại đối lão thái thái nói mẫu thân con dâu này liền hướng phủ nha đi một chuyến lão thái thái gật gật đầu chưa nói cái gì khang di đi rồi lúc sau lão thái thái đem trầm ngư cũng cấp đuổi rồi trở về chờ một mạch hai người đều rời đi nàng lúc này mới ai tháng nói này cử hoàng tử đến tột cùng là muốn làm cái gì nha bên người triệu ma ma nghĩ nghĩ nói câu nhìn dáng vẻ là đang lừa tiền lão thái thái ngẩn ra trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý niệm lại là thiên chu rốt cuộc có hay không tiền nên sẽ không lấy khang di của hồi môn đi để đi nàng chính là còn thiếu ta bạc triệu ma ma tâm nói ngài về điểm này nhi bạc cùng 500 vạn lượng hoàng kim so sánh với quả thực ngay cả ngón tay phùng lậu ra tới đều không đủ đi theo khẩn trương cái cái gì kính nhi a à. nhưng lời này nàng không dám nói chỉ thông khuyên lão thái thái nói sẽ không thiên chu lớn nhỏ cũng đúng một quốc gia một ngàn vạn lượng hoàng kim nghe là không ít nhưng cũng không đến nỗi làm thiên chu lấy phu nhân của hồi môn đi để đến cũng đúng như thế cái lý lão thái thái cân nhắc, không để liền hảo, nàng của hồi môn chính là đều phải xung nhập công trung. Ai? Nàng lại nhớ tới chuyện này, khi trình thị tỷ muội không phải cũng nói trong cung phải có của hồi môn đưa ra tới sao? Tới sao? Triệu ma ma đáp, còn không có đâu. Lão thái thái đừng nóng vội, ngài không nghe nói nhị tiểu thư cùng cửu điện hạ đều trung cung đâu sao, nói vậy chờ nhị tiểu thư trở về hẳn là sẽ cùng nhau mang về lão thái thái gật đầu, ân, lại chờ một lát hẳn là cũng liền đến. Khang Di làm việc đến cũng không ước ác bẩn thiểu, tới rồi kinh triệu doãn nơi đó liền đem chứng từ lập hảo giao cho kia nữ quan, nữ quan cầm chứng từ trở lại hoàng cung khi, hoàng hậu đã từ trước điện trở về tới, đang theo phượng vũ hoành lao khái nhi, quân mạng cùng quân Mỹ ngươi cũng đến nhiều nhắc nhở. Khi hai cái nha đầu từ trước ở trình trong phủ là con vợ lẽ, mẫu thân lại là cái bình thường thông phòng nha đầu, chưa nói tới cái gì thân phận địa vị. Trình gia tuy nói không thể so phượng tướng vị cập thừa tướng chi vị, nhưng tốt xấu cũng coi như là danh môn vọng tộc, nhà cửa tranh đấu trước nay đều không ít. Các nàng tỉ muội từ nhỏ không thiếu ai khi dễ, thẳng đến sau lại vào cung, đầu hai năm lá gan vẫn là tiểu vô cùng, liền hoàng thượng tới rồi các nàng đều dám thấy đâu. Phượng Vũ Hoành nghĩ hôm qua nhìn thấy Trình Thị tỉ muội đến cũng không giống như là nhát gan bộ dáng. Nói vậy dưỡng ở trong cung như thế chút năm, nhiều tiểu nhân lá gan cũng có thể cấp luyện lớn. Hơn nữa này hoàng đế cùng hoàng hậu tự hồ cố ý bồi dưỡng, trình thị tỉ muội mới quá môn nửa ngày, liền đã biết tìm hiểu tin tức cùng truyền lại tin tức, tiến vào nhân vật so thường cực nhanh. Nàng liền cùng hoàng hậu cười cười, nói, luận khởi tới, các nàng đã gả cho phụ thân đó là a hoành trưởng bối sau này còn cần hai vị di nương nhiều nhắc nhở đâu hai người đang nói nữ quan đã đi lên trước tới triều hoàng hậu hành đại lễ sau đó lại không người cùng huyền thiên minh nói vương gia phân phó sự đã làm tốt đây là ở phủ nha bị quá án thiếu theo huyền thiên minh tiếp nhận tới nhìn thoáng qua sau đó phóng tới phượng vũ hoành trong tay cầm thật kim đài vào phủ kia một khắc trả lại cho nàng Hoàng hậu sớm nghe nói này hai người một xướng hợp lại lại hố thiên chu một tuyệt bút, không khỏi cảm thán. ngày gần đây tới các cung các viện đều ở giảm bớt phí tổn, nếu bổn cung cũng có thể vớt bút ý ngoại chi tài, hoàng thượng nhất định thập phần cao hứng. Nói, nàng nghĩ nghĩ, liền đối với kia nữ quan nói, như gia công chúa ở trong cung dưỡng thương, dùng hảo chút hiếm quý dược liệu, người đi cấp chiếc cái giới, còn có nàng ở trong cung học tập lễ nghi cùng làm người đạo lý, cũng đúng riêng thỉnh sư phó ngươi cùng kia khang di trưởng công chúa lại nói một tiếng nhi này đó cũng đúng muốn tính tiền kia nữ quan đồng ý lúc sau liền lại hướng phượng phủ đi lại khi trở về trong tay liền lại nhiều một phần chứng từ hoàng hậu vừa lòng mà tiếp nhận tới đứng lên đối huyền thiên minh nói các ngươi vội vàng đi bổn cung đến đi hoàng thượng trước mặt mời cái công mắt nhìn hoàng hậu cười rời đi huyền thiên minh kêu lên một tiếng Đến là làm nàng vớt một bút. Phượng Vũ Hoành nói, hoàng hậu nương nương như thế phối hợp, làm nàng vớt điểm nhi cũng đúng hẳn là. Đi thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên ra cung. Vừa nghe nói các nàng muốn xuất cung, khi nữ quan liền tăng cường hỏi câu, viện chủ ngày mai chính là muốn tới cấp như gia công chúa xem bệnh. Phượng Vũ Hoành gật đầu, đúng vậy, các ngươi cho nàng thu thập sạch sẽ chút khi trong phòng mùi lạ ta nhưng không nghĩ lại nghe nữ quan đáp thỉnh nguyện chủ yên tâm hai người lúc này mới ra trung cung điện môn vừa ra tới phượng vũ hoành liền nói ta phải hồi phủ đi cấp hàng di nương bảo đảm thai châm ngươi cũng đừng đi theo đến nguyệt hàng cung đi ngồi trong chốc lát ta tiến vào một chuyến cũng chưa có thể đi nhìn xem mẫu phi ngươi thay ta cùng nàng nói một tiếng liền nói ta ngày mai lại đi cho nàng thỉnh an Huyền Thiên Minh gật đầu, hảo, vậy ngươi ngồi ta long xa trở về, trên đường cẩn thận chút. Hai người ra cung viện, từng người tan đi. Phượng Vũ Hoành hướng cửa cung đi trên đường, liền thấy có một đội cung nữ bưng khay từ bên cạnh trải qua, trong đó một người thập phần quen mắt, nàng nheo lại đôi mắt quay đầu lại đi xem, trong lòng không khỏi phạm vào cộng lại. Chương 359 Dược phòng không gian thâm nhập lợi dụng khi đội cung nữ tổng cộng bốn người, mỗi người trong tay đều sách theo một con trúc lam tử, bước chân vội vàng, tẩn lưu cung nói biên nhi thượng đi, mỗi người cúi đầu, rõ ràng là không nghĩ dẫn người chú ý. Đáng tiếc như thế cẩn thận, lại vẫn là vào phượng vũ hoành mắt. Đưa nàng ra cung cung nữ nhìn đến phượng vũ hoành hướng bên kia chú ý đi, cũng đi theo nhìn thoáng qua, sau đó chủ động giải thích nghi hoặc nói, những cái đó là ở an tần nương nương bên người hầu hạ tỳ nữ nghĩ đến định là tương vương điện hạ lại cấp an tần đưa tới đồ vật ân phượng vũ hoành một trận nghi hoặc ta nhớ không lầm nói an tần hẳn là ngũ hoàng tử mẹ đẻ sao tương vương phải cho nàng tặng đồ khi cung nữ nói huyện chủ có điều không biết từ ngũ điện hạ ra như vậy xong việc hoàng thượng sẽ không bao giờ nữa chịu thấy an tần an tần bởi vậy trở nên có chút điên điên khùng khùng liên quan đem ngũ điện hạ cũng cấp quán hận thượng ngày thường ngũ điện hạ cũng thường xuyên sẽ hướng trong cung đưa vài thứ nhưng nàng chỉ cần vừa nghe nói là ngũ điện hạ đưa lập tức liền tạp phản đến là tam điện hạ những năm gần đây vẫn luôn chiếu cố an tần thường thường liền đưa chút ăn mặc chi phí tới nga phượng vũ hoành gật gật đầu an tần có rất nhỏ điên khùng cái này nàng là biết đến lại không nghĩ rằng kia tam hoàng tử lại có này nhất cử huyền thiên dạ người này tuyệt kế sẽ không có như vậy hảo tâm tràn không có lợi thì không dậy sớm hắn chiếu cố an tần đến tột cùng là vì cái gì nàng ánh mắt lại hướng kia đội cung nữ đi đến phương hướng đưa qua nàng sẽ không nhận sai ở kia đội cung nữ có một người nàng là gặp qua đã từng giáo phấn đại nhảy kia tuyết địa mai vũ hồng vân liền ở bên trong An tần nương nương bên người thị nữ tư dung đến là không tồi. Nàng giống như vô tình mà nói như thế một câu, lại nhìn lại khi, khi đội cung nữ cũng đã đi xa. Bên người cung nữ nói cho nàng, đó là bởi vì an tần vì một lần nữa đến hồi hoàng thượng sủng ái, ở trong cung dưỡng hảo chút rất có tư sắc nha đầu, không chỉ như thế, còn làm những cái đó nha đầu học nhảy kia tuyết địa mai vũ. Đáng tiếc, hoàng thượng tự chuyện đó lúc sau, lại rốt cuộc không tới nàng trong cung đi qua một lần an tần điên khùng hoàng thượng cũng không có phái thái y chẩn trị sao nàng hỏi kia cung nữ này đều đã bao nhiêu năm cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp kia cung nữ nói thái y tự nhiên là cho mời nhưng hoàng thượng đối chuyện này không để bụng các thái y lại nơi nào chịu tận tâm tận lực bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi là như thế này Phượng Vũ Hoành cân nhắc trong chốc lát, thẳng đến người đã đi đến cửa cung trước, lúc này mới nói, khi ngày khác ta lại tiến cung khi, qua đi cho nàng nhìn xem đi. Khi cung nữ cười nói, huyện chủ thật là từ bi tâm địa. Có phải hay không Bồ Tát Phượng Vũ Hoành không biết? Nàng chỉ là cảm thấy có một kiện cho tới nay chính mình đều tại hoài nghi sự tình, tự hồ bắt đầu hướng tới ra ra manh mối phương hướng đi phát triển. Huyền Thiên Minh xa giá ở cửa cung chờ, Phượng Vũ Hoành đài bước lên xe, còn không đợi chui vào thùng xe, liền nghe phía sau đột nhiên có người dương giọng hô câu, huyện chủ xin dừng bước. Nàng sửng sốt, quay đầu lại đi xem, liền thấy lại có một đội cung nhân chính đài số chỉ đại cái rương từ trong cung đi ra. Cầm đầu chính là hầu hạ ở hoàng hậu bên người ma ma Xuân Lan, vừa thấy Phượng Vũ Hoành ngừng lại, chạy nhanh đuổi theo trước vài bước, cười nói, gặp qua huyện chủ lão nô phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh, đến phượng phủ đi đưa của hồi môn. Phượng Vũ Hoành lúc này mới nhớ tới, trình thị tỷ muội gã tiếng phượng phủ, là có nói qua của hồi môn hôm nay liền đài tới cửa tới. Nàng gật gật đầu, kia hảo, các ngươi liền cùng ta cùng đi thôi. Trình thị tỷ muội của hồi môn không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Gỗ đỏ cái trương tổng cộng 16 đài, mỗi đài đều trang đến tràn đầy, đi theo phượng vũ hoành xa giá phía sau đến cũng rất là đồ sộ bởi vì có người trước tiên hướng phượng phủ thông báo các nàng đến lúc đó phượng cẩn nguyên cùng phượng lão thái thái đã mang theo mọi người tại tiền viện nhi chờ phượng gia hậu viện nhi hiện giờ có một vị chủ mẫu hai gã trắc thất ba cái tỳ thiếp lại nói tiếp chủ mẫu xem như cưới hỏi đàng hoàng nhưng của hồi môn còn ở thiên chu không đài lại đây An Thị Hàng Thị cùng Kim Trân liền càng chưa nói tới cái gì khí phái. Mặc dù lúc trước thẩm thị, kia cũng đúng từ thiếp đài thành chính thê, liền cái hình thức cũng chưa đi qua. Cho nên, đối với Phượng Gia tới nói, chân chính hưởng thụ quá con dâu đem của hồi môn đài vào phủ môn chuyện này, cũng cũng chỉ có Phượng Cẩn Nguyên cưới diêu thị khi. Hiện giờ trình thị tỉ muội của hồi môn từ trong hoàng cung mặt đài đến Phượng Phủ tới, đến là làm phượng lão thái thái sinh ra vài phần cảm khái tới. Xuân Lan Ma Ma đem kia 16 đài gỗ đỏ cái trương phượng phủ tiền viện nhi trên mặt đất một gác, đối phượng lão thái thái nói, hoàng hậu nương nương nói, nương nương huynh trưởng đi đến sớm, liền ném xuống này hai cái tỉ muội nếu không phải nghe nói phượng gia tân chủ mẫu thật sự là giáo dưỡng không hảo con cái. Thật đúng là luyến tiếc đem chính mình thân chất nữ đưa tới hy vọng phượng tướng có thể đối xử tử tế các nàng, cũng coi như an ủi hoàng hậu nương nương thương yêu chất nữ tâm. Phượng Cẩn Nguyên chạy nhanh nói, thỉnh ma ma hồi bẩm nương nương, vi thần chắc chắn đối xử tử tế trình gia tỷ muội. Lão Thái Thái cũng đi theo tỏ thái độ, phượng gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các nàng. Xuân Lan ma ma gật gật đầu, lúc này mới tỏ vẻ có thể yên tâm mà trở về cùng hoàng hậu phúc mệnh. Nàng sau khi đi, Trình quân mạng đi lên trước, cùng bên người nha đầu nói, đem của hồi môn bên trong đồ bổ dược liệu chọn nhặt ra tới, đưa đến Ngọc Lan Viện Nhi cấp hàng nương. Lại quay đầu cùng Phượng Cẩn Nguyên nói, lão gia, hàng tỷ tỷ là có thai người, có bổ vật tự nhiên là quan trọng nàng tới. Đương nhiên, bổ vật tuy hảo, nhưng rốt cuộc nên như thế nào ăn, còn phải thỉnh đại phu nhóm nhiều châm trước một phen. Phượng Cẩn Nguyên gật gật đầu, liên thanh khen, ngươi tâm địa thiện lương, là ta phượng gia chi phúc. Quân Mỹ cũng đi lại hai bước, tới rồi lão thái thái trước mặt, phủ cuối người nói, bổ vật cho hàng tỷ tỷ, đến nổi cái khác đồ vật. Thiếp thân hôm qua nghe lão thái thái nói lão gia đại hôn khi tiêu phí rất nhiều, vì cấp đại phu nhân sân thêm vào dụng cụ, cơ hồ đào bảo trong phủ nội trợ. Chúng ta tỉ muội nếu gả vào phượng phủ, khi nơi này đó là nhà của chúng ta, trong nhà có khó xử tự nhiên là muốn duỗi tay giúp đỡ. Cho nên, này rương áo trong cái khác đồ vật, liền giao từ lão thái thái, xung nhập công trung cứu cấp đi. Trình quân Mỹ một phen nói đến Khang Di gương mặt một trận táo đến hoảng, vốn dĩ hai ngày này cũng đã bị huyền thiên minh cùng Phượng Vũ Hoành cấp nháo thật sự thật mất mặt, không nghĩ tới hôm nay lại bị hai cái trắc thất cấp nhục nhã một phen, nàng mặt thật sự là có chút không nhịn được cố tình đi theo của hồi môn cùng nhau hồi phủ phượng vũ hoành còn bổ câu, nữ nhân gả vào nhà chồng, không có của hồi môn đi theo, là rất không mặt mũi. Hoàng hậu nương nương săn sóc hai vị di nương, phượng gia nội trợ cũng bởi vậy lần nữa sung túc lên, cũng coi như là giải lửa xém lông mày. Khang Di chịu đựng trong lòng nộ khí, tức giận, nói tiếp nói, của hồi môn xung nhập công trung là muội muội rộng lượng, nhưng hai vị muội muội nhập phủ vội vàng, đến là nên nhìn xem trong rương có hay không chút có thể sử dụng được với, cũng đỡ phải lại từ ngoại thêm vào. Nàng vốn cũng là không lời nói tìm lời nói khách khí một phen, ai ngờ lão thái thái lại đem mặt trầm xuống dưới, kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn Khang Di liếc mắt một cái. Trình quân mạng nói, đa tạ phu nhân ý tốt, chúng ta tỉ muội bất quá là trắc thất, không có như vậy nhiều kỹ tính, ăn mặc chi phí trong phủ cấp đã cũng đủ, không cần cái khác thêm vào, mấy thứ này nói là cho trong phủ, chính là cấp trong phủ. Nếu như thế, kia đó là tỷ tỷ nói nhiều. Khang Di lại náo loạn cái không mặt mũi, dứt khoát không nói chuyện nữa. Lão Thái Thái nhìn Phượng Cẩn Nguyên, nói, tân nhân nhập phủ, ngươi lý nên làm bạn, đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở Cẩm Phúc Viện Nhi đi. Đây là Lão Thái Thái lần đầu như thế minh xác mà can thiệp khởi Phượng Cẩn Nguyên sinh hoạt cá nhân, trực tiếp liền cấp chỉ nơi đi, Khang Di trong lòng đổ đến cơ hồ sắp thấu bất quá khí tới. Nàng là chủ mẫu, nhập phủ ba ngày hai túc, lại liền phu quân Biên Nhi cũng chưa dính. Thật vất vả hàng thị bên kia đêm nay không cần bồi, rồi lại tới hai cái trắc thất. Nàng nhìn thoáng qua Phượng Cẩn Nguyên, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít mà biểu lộ một tia ủy khuất. Phượng Cẩn Nguyên trong lòng cũng nhớ mong Khang Di, nhưng lại lại ngẫm lại, trình thị tỉ muội là hoàng hậu đưa tới nha hắn hôm qua liền không lý hôm nay của hồi môn đều đài vào phủ môn lại lượng ở một bên cũng không phải hồi sự nhi thế là chỉ có thể cô phụ khang di tránh đi nàng ánh mắt cùng lão thái thái đáp lời nói nhi tử nhớ kỹ đêm nay phượng cẩn nguyên ngủ lại cẩm phúc viện nhi cùng trình quân mạng viên phòng lại không biết hắn đại nữ nhi phượng trầm ngư lại ngồi ở trong phòng vẻ mặt ai oán hạnh nhi ở bên cẩn thận hỏi đại tiểu thư chính là ở vì trưởng công chúa lo lắng. Ngài yên tâm đi, trắc thất chung quy là trắc thất, trưởng công chúa mới là lão gia cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nàng địa vị giữ được. Càng nhân huống, kia trình thị tỷ muội bất quá là thứ nữ, liền tính là từ nhỏ bị dưỡng ở trong cung lại có thể như thế nào. Thứ nữ thân phận bãi ở kia, các nàng có thể cho một sớm thừa tướng làm trắc thất đã là thiên đại tạo hóa. Ai ngờ này khuyên đến còn không bằng không khuyên, Phượng Trầm Ngư trên mặt âm trầm cùng vạn vẹo càng thêm kịch chút, xem đến Hạnh Nhi có chút không biết làm sao. Đúng vậy. Chung Quy là thứ nữ. Phượng Trầm Ngư cuối cùng mở miệng nói chuyện, lại là nói, đây là thứ nữ vận mệnh, các nàng làm không được chính mình chủ, cho dù là hoàng hậu nương nương thân chất nữ, cũng bất quá là người ta trong tay một quả quân cờ thôi, nơi nào yêu cầu liền hướng nơi nào đầu các đời lịch đại liền tính là hoàng gia công chúa chỉ cần không phải trung cung sở sinh cũng không tránh được hòa thân vận mệnh đây là thứ nữ mà ta cũng đúng cái thứ nữ đại tiểu thư không có việc gì trầm ngư thu hồi trên mặt âm trầm cùng vặn vẹo lại phủ lên một tầng lạnh băng vận mệnh luôn là muốn chính mình đi thay đổi ta tuyệt đối sẽ không bị một cái thứ nữ thân phận thúc dừng tay chân thả hãy chờ xem. Phượng gia đích nữ chi vị, sớm muộn gì ta đều phải lại đoạt lại. Phượng trầm ngư này đầu nghiến răng nghiến lợi mà tính kế chính mình ta, mà đồng sinh hiên bên kia, Phượng Vũ Hoành tự tại dược phòng trong không gian làm thí nghiệm. Nàng đào trong vườn không hóa tuyết động mang tiếng không gian, tìm chỉ pha lê chén thịnh lên. Ba ngày nàng cùng thiên chu muốn 10 cây thiên sơn tuyết liên, chính là nghĩ có thể di nhập không gian đem chúng nó nuôi sống này không gian chẳng những đồ vật có thể tự động bổ khuyết, lại còn có mang theo tự động giữ tươi công năng, sở hữu đồ vật đặt ở nơi này đều đừng lo hạn sử dụng, thật giống như thời gian ở chỗ này là đình chỉ giống nhau. Nàng có một cái lớn mật ý tưởng, nếu dọn tiếng vào tuyết cũng có thể vẫn luôn vẫn duy trì đồng dạng trạng thái, khi nàng liền có thể ở trong không gian nuôi sống tuyết liên. Tuy nói tuyết liên loại đồ vật này nàng dược phòng nguyên bản cũng có, nhưng đó là, cùng hiện hái xuống căn bản vô pháp đồng nhật mà ngữ. Phượng Vũ Hoành càng nghĩ càng hưng phấn, nếu không phải biết thiên chu ngàn năm đông lạnh tuyết có thể bảo trì hơn một tháng đều không hóa, nàng thật có lòng tự mình đi một chuyến thiên chu, tự mình đi đào mấy bồn tuyết tới. Cẩn thận mà đem đựng đầy tuyết pha lê chén phóng tới quầy thượng, nàng quyết định chờ thượng ba ngày, nếu ba ngày sau tuyết vẫn là không hóa, vậy thuyết minh này kế được không? Phượng Vũ Hoành từ trong không gian ra tới khi là mang theo một chút hưng phấn, nàng thậm chí suy nghĩ, kỳ thật trong không gian công năng còn không ngừng này đó, nếu đem một cái kề bên tử vong người phóng tới trong không gian, có phải hay không cũng có thể giống đồ ăn sẽ không hư rất giống nhau, người thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu. Nàng có chút tiểu kích động mà phát huy suy nghĩ giống lực, còn cân nhắc muốn hay không làm chỉ tiểu bạch thử cái gì thử một lần, đột nhiên, Ban tẩu thanh âm ở trong không khí vang lên, đãi ở trong phòng không cần ra tới. Có thích khách. Chương 360 tử sĩ cùng ám vệ. Ban tẩu nói âm vừa ra, trong viện tiếng đánh nhau đã là truyền đến. Phượng Vũ Hoành nghi hoặc mà đi đến bên cửa sổ, duỗi tay đem cửa sổ cấp đẩy khai, sau đó hai tay chống cầm ghé vào cửa sổ thượng ra bên ngoài xem. Nửa đêm, giống như tới không ít người, nàng đếm một vòng, tổng cộng 8, mỗi người người mặc hắc y, trong tay cầm kiếm, tráo mặt miếng vải đen chỉ lộ ra một đôi mắt, như ưng sắc bén. Ban tẩu đứng ở bên người nàng, cũng không có đi ra ngoài gia nhập chiến đoàn. Bên ngoài đã có rất nhiều người, không ít hắn một cái, hắn chức trách là bên người bảo hộ Phượng Vũ Hoành, mặc dù là hiện giờ trong phủ đã có như vậy nhiều ám vệ ở, lại vẫn như cũ chỉ có hắn một người đi vào Phượng Vũ Hoành khuê phòng khi tám người võ công cực cao cùng trong viện ám vệ cơ hồ chiến cái ngang tay phượng vũ hoành rất có hứng thú mà nhìn thỉnh thoảng phân tích nói kỳ thật chúng ta người nếu là hạ tử thủ không đến nổi vừa đánh ngang đối phương là liều mạng đấu pháp chúng ta bên này lại một lòng muốn bắt sống lúc này mới chiến đến bây giờ ban tẩu hai tay hoàng ngực nhìn trước mặt nha đầu này mắt trận trắng nói ngươi xem diễn đâu nhiều nguy hiểm biết không Phượng Vũ Hoành gật đầu, biết, bất quá bọn họ thương không đến ta. Ban tẩu cái mũi không khí oai, như thế nào liền thương không đến ngươi? Bởi vì có ngươi a. À. Nàng đáp đến đương nhiên. Ban tẩu lại một chút liền ngây ngẩn cả người, thói quen tính đấu võ mồm nói cũng nuốt trở vào. Phượng Vũ Hoành đối hắn này phân tín nhiệm làm hắn có chút hổ thẹn, làm ám vệ, hắn đem chủ tử cấp xem ném hai lần, một lần là ở Phượng Đồng huyện, một lần là ở Hướng Tương Vương phủ đi trên đường. Nếu không phải có Phượng Vũ hoành ra mặt giữ gìn, chỉ sợ hắn sớm nên tự vận ở Huyền Thiên Minh trước mặt. Nhưng mặc dù như vậy, hắn chủ tử vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn, nguyện ý đem thân gia tánh mạng đều giao cho hắn tới bảo hộ, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không cảm động. Ngươi vẫn là phải cẩn thận chút. Ban Tẩu Yết hầu có chút khẩn cũng không biết nên nói chút cái gì dứt khoát động thủ đem phượng vũ hoành bên cửa sổ cấp xã trở về đừng nhìn người như vậy mặc dù là bắt sống trụ cũng vô dụng vì cái gì phượng vũ hoành nhất thời không suy nghĩ cẩn thận lúc này bên ngoài thắng bại đã thấy rốt cuộc tám gã thích khách tam chết năm thương hết thảy bị bắt sống còn không đợi nàng bên này người đem tù binh áp đến trước mặt liền thấy kia năm cái nguyên bản tồn tại người đột nhiên sôi nổi khóe miệng thấm huyết, mắt vừa lật, toàn bộ đã chết qua đi. Phượng Vũ Hoành một chút liền minh bạch Ban Tẩu nói, trong miệng mang theo dược tới, này đó là tử sĩ. Ban Tẩu gật đầu, sau đó mang theo Phượng Vũ Hoành cùng nhau đi đến trong viện, tự mình tiến lên kiểm tra, đồng thời cũng cho nàng giảng tử sĩ cùng ám vệ chi gian khác biệt, ám vệ chủ yếu công phu nằm ở che giấu đánh chính là xuất kỳ bất ý công này chưa chuẩn bị. Mà tử sĩ công kích tính muốn càng cường một ít, bọn họ nếu ra tay liền không có bận tâm, chiêu chiêu đều là bôn đối phương mạch máu mà đi, thông thường một kích mất mạng. Có thể xuất động tử sĩ, mặc dù không tính là đập nồi dìm thuyền, cũng đúng không tiếc hết thảy đại giới đều phải lấy đối phương tánh mạng. Cho nên, những người này không phải bôn ngươi luyện cương thuật mà đến, bọn họ muốn chính là ngươi mệnh. Độc dược giấu ở hàm răng. Ban Tẩu đem sở hữu thi thể miệng toàn bộ cậy ra, cuối cùng đến ra kết luận. Ít nhất 15 loại độc vật hỗn hợp chế thành, vô giải. Đây là Phượng Vũ Hoành kiểm tra lúc sau đến ra kết luận, nói xong, nàng lại hỏi Ban Tẩu, có phải hay không tử sĩ đều sẽ dùng thải cùng loại phương pháp tiến hành tự tuyệt. Ban Tẩu nói, nói như vậy là cái dạng này, bởi vì bắt sống thực dễ dàng bị đại hình bức ra lời khai tới chỉ có dùng loại này phương pháp mới có thể không có thống khổ mà chết đi, hơn nữa đem bí mật giữ được. Này đó tử sĩ hơn phân nửa đều là từ nhỏ đã bị bồi dưỡng lên, từ bọn họ hiểu chuyện khởi đã bị giáo huấn như vậy quan niệm, cho nên với bọn họ tới nói, làm như vậy hết sức bình thường. Phượng Vũ Hoành Ninh giữa mày, nhớ tới kiếp trước cũng nghe nói mổ đặc thù bộ môn bồi dưỡng cái gọi là đặc công nhân viên, cũng đúng từ nhỏ bồi dưỡng, chỉ chọn không thân không thích cô nhi. Đối với những người đó tới nói, trên đời không có đúng cùng sai, chỉ có trưởng quan mệnh lệnh, mệnh lệnh một phát, mặc dù là lập tức muốn bọn họ trúng đạn tự sát, bọn họ cũng tuyệt không sẽ nhiều chấp một chút mắt. Người như vậy, cùng máy móc đã không có gì hai dạng. Các ngươi tra một chút thi thể, xem có thể hay không tìm ra chút manh mối tới. Nàng có chút mệt mỏi ngồi trở lại hành lang ghế, nhìn trong viện người từng bước từng bước mà phiên thi thể vong xuyên cùng hoàng tuyền cũng thấu tiếng lên đi theo cùng nhau ra cuối cùng lại đều là bất đắc dĩ lắc đầu ban tẩu nói vô dụng như vậy tử sĩ bọn họ liền tên của mình đều không có nếu tới đó là làm vạn toàn chuẩn bị như thế nào khả năng sẽ mang theo thân phận tin tức phượng vũ hoành gật đầu đây là nàng đã nghĩ đến kết quả bất đắc dĩ mà thở dài phân phó nói các ngươi đem này đó thi thể đều xử lý đi mới vừa nói xong rồi lại lập tức thay đổi chủ ý từ từ nàng trầm tư sau một lúc lâu đột nhiên khóe môi bước lên một cái tà cười tới phân phó vong xuyên cùng hoàng tuyền đi thông tri phượng phủ bên kia người liền nói ta gặp mai phục bị tám gã tử sĩ ám sát hoàng tuyền còn không có minh bạch vì sao phải làm như vậy vong xuyên cũng đã phản ứng lại đây lần này tao ngộ tử sĩ ám sát, tam hoàng tử có hiềm nghi, kia khang di trưởng công chúa càng là có hiềm nghi. Việc này mặc kệ là ai làm, chúng ta dù sao cũng phải làm người nhìn xem, lấy huyện chủ phủ phòng ngự, mặc dù là xuất động tử sĩ, kết cục cũng cũng chỉ có này một cái. Hoàng tuyền gật đầu, theo vong xuyên một đạo phượng phủ đi. Phượng Vũ Hoành liền ngồi ở hành lang ghế, có một câu không một câu mà tùy tùng đi quấy miệng nói chuyện phím, đại phượng gia người đều bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức hướng đồng sinh hiên bên này chạy tới khi, những cái đó ám vệ sôi nổi chớp động thân hình ẩn với bóng đêm, ngay cả ban tẩu cũng không ngoại lệ. Thế là, phượng gia mọi người nhìn đến chính là một cái thanh thanh lệ lệ tiểu cô nương, ngồi ở hành lang ghế đông đưa hai chân, cùng không có việc gì người dường như ở kia nhìn trời. Đêm nay ánh trăng rất sáng, chiếu nàng mảnh khảnh tiểu thân mình, đến là có vẻ có chút cô độc cùng thê lương trong viện khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh hương vị, thi thể tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất, vết máu nhiễm hồng toàn bộ sân, phượng gia người thậm chí đều cảm thấy không chỗ đặt chân. Các nữ quyến nơi nào nhìn thấy quá như thế nhiều người chết, một đám sợ tới mức mặt mũi trắng bệt. Lại nhìn phượng vũ hoành dáng vẻ kia, đột nhiên liền cảm thấy cái này nữ hài có chút giống là địa ngục đi ra u minh sứ giả, mặc kệ là cái dạng gì người, cho dù là một con lão hổ, tới rồi nàng trước mặt cũng tuyệt kế sẽ không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Tưởng dung trước hết chạy tiến lên đây, dẫm lên đầy đất huyết, bước qua những cái đó thi thể tới rồi phượng vũ hoành trước mặt, lôi kéo nàng ngó trái ngó phải, lo lắng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi không sao chứ. An thị cũng theo sau theo lại đây, sắc mặt lo lắng hỏi, có hay không bị thương. Phượng Vũ Hoành nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt bỗng nhiên dương một cái sáng lạng cười tới, ánh như vậy ánh trăng đến là hiện ra vài phần linh động nàng nói ta không có việc gì hảo hảo chỉ là có chút bị dọa đến trong lòng sợ đâu nàng một bên nói một bên ấn thượng ngực chính là trên mặt cười lại cùng nàng sở thuật sợ hãi trạng thái hoàn toàn không tương xứng lão gia an thị thật sự xem bất quá đi xoay người lại lớn tiếng nói ngài nhưng đến cấp nhị tiểu thư làm chủ a phượng vũ hoành gật gật đầu cũng nhìn về phía phượng cẩn nguyên nói phụ thân nữ nhi thực sợ hãi phượng cẩn nguyên nhìn phượng vũ hoành gương mặt kia tâm nói ngươi nơi nào có cái sợ hãi bộ dáng cũng mặc kệ như thế nào nói đồng sinh hiên ngộ địch tập chuyện này là thật sự hắn làm phượng vũ hoành phụ thân không thể mặc kệ huống chi phượng vũ hoành hiện giờ là đại thuận triều trọng điểm bảo hộ đồ vật hoàng thượng phái như vậy nhiều binh mã tới bảo hộ lại vẫn là có người liều chết tiến đến. Chuyện này nếu hắn không lấy ra cái thái độ tới, chính là hoàng thượng bên kia cũng đúng vô pháp giao đãi Thế là hắn ho nhẹ hai tiếng, đối phượng Vũ Hoành nói, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ khuynh tẩn toàn lực truy ra mạc tay nguyên hung, cho ngươi một cái giao đãi Hắn nói lời này khi trong lòng là không có gì đế, nếu nói từ trước thẩm gia đối phó phượng Vũ Hoành, bất quá là ỷ vào trong tay có tiền mướn giang hồ sát thủ nhưng này đó là tử sĩ tử sĩ là tiêu tiền mua không tới nhất định muốn từ nhỏ liền bồi dưỡng mà thẩm gia không có tử sĩ cái này hắn là biết đến như vậy trừ bỏ thẩm gia còn có ai muốn phượng vũ hoành mệnh đâu phượng cẩn nguyên tâm tư vừa động cái thứ nhất nghĩ đến chính là tam hoàng tử huyền thiên dạ người nọ trong phủ tất có tử sĩ lập tức liền xuất động tám cũng đúng có khả năng chính là tam hoàng tử phía trước đánh trả tin cho hắn làm hắn nghĩ cách từ phượng vũ hoành bên này trộn tới chế thép thuật hiện giờ chế thép thuật còn không có rơi xuống hắn không có khả năng trực tiếp liền hạ sát thủ như vậy hắn đột nhiên đánh một cái giật mình cơ hồ là theo bản năng mà liền đem ánh mắt hướng khang di kia chỗ đầu đi trong lòng là suy nghĩ quay cuồng vô số ý tưởng nảy lên tâm tới mỗi một cái đều ở hướng hắn cực lực mà chứng minh khang di động thủ khả năng đầu tiên khang di có cái này động cơ phượng vũ hoành cùng nàng đối nghịch một lần lại một lần mà đối nàng tiến hành chèn ép chẳng những chèn ép còn lừa thiên chu như vậy nhiều hoàng kim chẳng những lừa đi như vậy nhiều hoàng kim còn đem nàng thân sinh nữ nhi cấp triều đến nửa chết nửa sống tiếp theo khang di có năng lực này nàng quý vị một quốc gia trưởng công chúa mang theo nữ nhi một mình đi trước đại thuận bên người không có khả năng chỉ đi theo một chúng tùy hầu. Ở trong tối chắc chắn có ám vệ đi theo, trừ cái này ra, thiên chu tử sĩ nếu là theo tiếng vào, cũng không phải không có cái này khả năng. Phượng Cẩn Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, trong lòng không khỏi mâu thuẫn lên. Nếu thật là Khang Di động thủ, hắn muốn đứng ở nào một bên đâu. Mỗi lần chỉ cần một gặp gỡ cái này nhị nữ nhi sự hắn liền do dự, mà do dự căn bản nhất nguyên nhân, đó là Phượng Vũ Hoành chết sống với hắn tới nói, nào một phương ít lợi lớn hơn nửa chút. Lúc này hắn tưởng chính là, nếu Phượng Vũ Hoành tồn tại, vì đại thuận luyện cương, thép, hắn làm phụ thân, ở trong triều địa vị tự nhiên bay lên. Mà nếu Phượng Vũ Hoành đã chết, từ đây không có người lại cùng hắn đối nghịch, hắn có thể toàn lực bồi dưỡng Trầm Ngư, trợ Trầm Ngư bước lên hậu vị từ nay về sau bên ngoài thích thân phận ở trong triều hành tẩu kia mới là chân chính uy phong như vậy tưởng tượng phượng cẩn nguyên liền cảm thấy cái này nữ nhi vẫn là đã chết hảo thế là hắn đem ánh mắt từ khang di chỗ thu hồi lại mở miệng đó là đối phượng vũ hoành nói nếu ngươi đều nói này đó là tử sĩ kia nói vậy ngươi cũng biết tử sĩ một khi hành động đó là không có khả năng lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại thậm chí liền người sống đều sẽ không lưu cho nên chuyện này ra lên thập phần khó khăn vi phụ sẽ tự tận lực nhưng ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng phượng vũ hoành đột nhiên liền cười cười đến so với phía trước càng là sáng lạng đẹp thanh thúy tiếng cười dương tại đây tĩnh lặng bầu trời đêm đến có vẻ có vài phần quỷ dị nàng nói không quan hệ phụ thân chậm rãi ra a hoành lại không vội chỉ là tưởng nói tử sĩ bồi dưỡng một cái ra tới cũng đúng không dễ dàng vì ám sát a hoành lập tức vận dụng tám cũng coi như là hạ vốn gốc nhi mẫu thân nàng đột nhiên đem ánh mắt đầu hướng khang di ngươi đoán lập tức đã chết tám gã tử sĩ người nọ còn có bỏ được hay không lại phái người lại đây chịu chết